Khương Phàm dở khóc dở cười, đây là Thường Lăng Tông sư cường thế tỉnh táo kia sao? Thật là bị hù dọa rồi. Khương Phàm lôi kéo tay của nàng, tới gần biên giới hắc ám. Bên trong có ai không? Khương Phàm cao giọng lại gọi, phía trước hắc ám đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, một thân ảnh hất lên áo bào đen đột nhiên vọt ra, tốc độ không giảm, hất ra trường bào, lao thẳng đến Khương Phàm. Là một thiếu niên, toàn thân trải rộng vảy màu đen quỷ dị, bao gồm cả gương mặt kia. Khương Phàm nhíu mày, rõ ràng đã nhận ra sát khí trong ánh mắt kia. Giống. Thiếu niên phóng tới há miệng kêu to, toàn thân hắc khí cuồn cuộn, hóa thành lân phiến sắc bén, như lưỡi dao gào thét phóng ra, thẳng đến Khương Phàm. Lui. Khương Phàm nhắc nhở Thường Lăng, mình lại lao về phía trước, oanh một tiếng, đánh ra một quyền, toàn thân cuồn cuộn liệt diễm, ánh sáng chói mắt, nhiệt độ cao đốt cả không gian, nương theo khí tức đụng phải vảy đen dày đặc. U. Va chạm mãnh liệt, nhấc lên tiếng oanh minh điếc tai. Toàn bộ vảy đen sụp ra, hóa thành hắc khí, đảo mắt bị kim viêm đốt cháy hầu như không còn gì. A. Thiếu niên miệng đầy răng nanh, phóng tới bên trong đột ngột nhảy lên, hắc khí vượt qua liệt diễm cuồn cuộn, vung mạnh quyền bạo kích. Khương Phàm nắm tay đánh lên trời đối kháng lại. Bành. Va chạm kịch liệt giống như là hai thanh trọng chùy cùng nện vào nhau. Lực lượng mạnh mẽ hiển nhiên vượt quá dự kiến của hai người. Cánh tay phải Khương Phàm bỗng nhiên bị chấn ra, chật vật lui lại. Thiếu niên mất đi khống chế, rơi xuống hơn 10 mét. 100.000 cực cảnh. Khương Phàm nhíu mày. A. À, thiếu niên giữ tợn nóng nảy, giữ vững thân thể trong chốc lát lại lần nữa tấn công, da thịt phía sau lưng lay động, cùng với âm thanh oanh minh chấn mở hai cánh. Dài 5 mét, rộng nửa mét, lân phiến nặng nề bao trùm, giống như là hai thanh đại đao hắc ám. Hắn bay lên trời cao, mãnh liệt xoay tròn, cuồng phong màu đen xuất hiện, cát bay đá chạy. Khương Phàm, coi chừng. Thường Lăng kinh hô, thú linh văn. Hắc phong gào thét, hình thành vòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng hướng về phía trước, hết thảy đều bị xoắn nát, hóa thành bột mịn. Làm cái gì vậy? Khương Phàm nhíu mày, linh văn dẫn dắt liệt diễm toàn thân cuồn cuộn về phía trước. Mãnh hổ thành hình, cường thế bá đạo, phát ra tiếng hổ gầm mát lạnh. Đạp trên kim viêm phóng tới, trùng kích tới vòng xoáy kia. Một tiếng ầm vang, cuồng phong vòng xoáy vỡ nát, hòa với kim viêm tứ tán cuồn cuộn. Mặt đất nổ tung, bụi đất tung bay, thanh thế to lớn. Khương Phàm triển khai hỏa dực, đối diện đụng vào thiếu niên đang giết tới kia. Nhưng, một kích vồ hụt. Thiếu niên vậy mà không phải thực thể, mà chỉ là hắc phong, gào thét lên nuốt hết Khương Phàm. Chân thân thiếu niên theo sát phía sau. Tay phải hóa thành móng vuốt bén nhọn, hung hăng xé về phía ngực Khương Phàm, sát cơ nghiêm nghị. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm xoay chuyển hai cánh, bỗng nhiên chấn động mạnh, khống chế thân thể bay lên, mạo hiểm tránh khỏi móng vuốt, đồng thời hai chân nhấc lên hai cỗ liệt diễm đánh về phía thiếu niên. Cuồng phong gào thét khắp toàn thân thiếu niên, cực kỳ mãnh liệt, phối hợp với hai cánh phía sau lưng hắn, linh hoạt lại mạnh mẽ, trong chớp mắt đã tránh khỏi đòn tấn công bất ngờ của Khương Phàm. Sau đó lại bay thẳng lên trời. Ngươi là ai, vì sao muốn giết? Khương Phàm vừa muốn la lên, thiếu niên lại ở trên không dương cánh gào thét, hắc ám che trời, vảy đen vô tận rơi xuống, như mưa to oanh kích mặt đất. Vảy đen vô cùng sắc bén, cương khí mạnh mẽ bao quanh như muốn giết hết thảy tất cả mọi thứ. Khương Phàm nâng liệt diễm lên cuốn về phía thiên khung, ngạnh kháng với cuồng phong cùng vảy đen. Ầm ầm, năng lượng sôi trào. Hỗn loạn tăng lên, cuồng phong liệt diễm tứ tán cuồn cuộn, Thường Lăng ở xa xa kinh hãi nhiều lần lui lại. Thiếu niên dâng cao chiến ý, sát khí lạnh thấu xương, tại thời khắc năng lượng bạo động kịch liệt nhất, hung hãn không sợ chết, cứ thế mà từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt, hắn hóa thân thành 10 thân ảnh, triển khai đánh giết mãnh liệt với Khương Phàm. Vẻ mặt Khương Phàm nghiêm nghị, huy động hỏa dược cưỡng ép ngăn cản, nhưng trong cuồng phong lại tràn ngập cương khí, mãnh liệt cực độ. Giống như có vô số mãnh thú đang điên cuồng xé rách thân thể cùng hỏa diễm của hắn, kiềm chế lấy phản kích của hắn. Thiếu niên thì lại khó phân thật giả, hắn điên cuồng, cuồng dã, dữ dội chế trụ Khương Phàm. Tiếp tục hơn 10 trọng quyền, toàn bộ đánh vào trên người Khương Phàm. Đột nhiên xuất hiện đòn tấn công mạnh để Khương Phàm vừa tức giận lại chật vật, liệt diễm toàn thân đều bị cuồng phong kiềm chế, khó mà hình thành võ pháp, chỉ có thể ngăn chặn hỏa khí.
xôi trào liệt hỏa kim dực phóng tới không trung, chuẩn bị tránh né. Kinh nghiệm chiến đấu, không gì hơn cái này. Chân thân thiếu niên đột nhiên chặn đường ở trên không, như đã sớm đoán trước được. Gương mặt hắn dữ tợn, gào thét biến thành tiếng long ngâm, âm thanh chấn động thiên địa. Hắc khí cuồn cuộn, ở trên không hóa thân thành thú ảnh khổng lồ, dương cánh hoành không, bá thế cuồn cuộn. Dực long. Rốt cuộc Khương Phàm cũng biến đổi sắc mặt, cỗ long uy cường thịnh tràn ngập thiên địa kia xuyên thấu vào cơ thể, như là muốn thấm vào cả linh hồn của hắn. Chu tước linh nguyên trong khí hải đều bị kích thích. Thường Lăng che miệng, khiếp sợ hình ảnh giữa không trung. Thú linh văn. Là thánh phẩm. Lại còn là, dực long. Giống. Miệng thiếu niên đầy răng nanh, hai mắt biến thành mắt dọc, hai tay vung mạnh một quyền bạo kích. Hắc khí cuồn cuộn khắp không trung chôn vùi dực long, hóa thành vuốt rồng hắc ám đầy trời. Hắc ám như sắt thép lấp lóe, hắc khí vần quanh, muốn nuốt sống Khương Phàm. Khương Phàm kịch liệt đối kháng, nhưng vẫn bị hung hăng đánh bay về mặt đất, trên thân bị vuốt rồng xé rách hơn 10 đường vết thương. Đây không thể nghi ngờ là đối thủ mạnh nhất hắn gặp phải kể từ khi đi ra khỏi Bạch Hổ Quan đến nay, so với Thái Long chỉ mạnh hơn không yếu. Nhưng, rốt cuộc Khương Phàm cũng nhìn thẳng lại, lúc rơi xuống đất, trong chốc lát, liệt diễm toàn thân tăng vọt trong nháy mắt, chống đỡ được cuồng phong, ngưng tụ thành mấy trăm đạo hỏa tinh nổ bắn ra. Thiếu niên lại lần nữa triển khai tàn ảnh, hỏa tinh kịch liệt phá tan cuồng phong, tản ra đầy trời như pháo bông. Bên trong tinh thể to như ngón cái ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng, bắn nổ ra, trong chốc lát sôi trào lên liệt diễm kinh người. Hư ảnh màu đen vừa muốn tản ra, toàn bộ lại bị đốt cháy nổ tung. Nổ! Ánh mắt Khương Phàm hừng hực, đại thừa thánh văn cường thế khống chế 10 đạo hỏa tinh đánh thẳng đến chân thân. Oanh! Rầm rầm rầm! 10 đạo hỏa tinh giao thoa mà tới, hung hăng đánh vào trên người hắn, nổ lên cuồn cuộn liệt diễm. Vảy đen vỡ vụn, máu me đầm đìa. Kim viêm giống như dung nham còn ở trên vết thương. Mắt Khương Phàm sáng như đuốc, khóa chặt thiếu niên, lao thẳng lên. Thiếu niên kinh mà chưa loạn, ánh sáng trong đồng tử ngược lại càng tăng lên, mượn liệt diễm bắn nổ trùng kích, thuận thế rút lui về phía sau, khi Khương Phàm đuổi tới, trong chốc lát, hắn xoay chuyển toàn thân. Phía sau vung ra cái đuôi rồng tráng kiện dài 2 mét, có vảy chi chít, như thiết côn, mang theo cương khí quét ngang về phía Khương Phàm. Khương Phàm xưa nay chưa bao giờ gặp qua đối thủ nào khó đối phó lại cường hãn như vậy, năng lực ứng biến gần như khủng bố. Nhưng, hắn cũng không có kinh sợ hay hoảng loạn gì, cũng là tăng vọt chiến ý, không lùi không tránh, hóa ra móng vuốt chu tước, bắt tới đuôi rồng. Keng! Bạo kích kịch liệt giống như hai thần binh đánh vào một chỗ. Thanh âm thanh chiều chói tai, khuấy động không trung. Cánh tay phải Khương Phàm run rẩy, suýt chút nữa bị chấn bể móng vuốt. Không hổ là đuôi rồng, lực lượng quả thực khủng bố. Nhưng, hắn vẫn cưỡng bức bắt lấy, liệt diễm toàn thân cuồn cuộn kịch liệt, hỏa dực phát sáng, đột nhiên chấn động, bắt lấy đuôi rồng hung hăng đánh văng ra ngoài. Lần này đến phiên thiếu niên kinh ngạc, lấy đuôi rồng của hắn, tăng thêm tình thế bạo kích, hoàn toàn có thể quét ngang hết thảy. Vậy mà hắn có thể chống đỡ được, lại còn là dưới tình huống kia. Số lượng lớn thân ảnh liên tiếp xông ra khỏi hắc ám, nhưng trong tầm mắt chỉ quan tâm thiếu niên đang bị đánh bay đi kia. Bọn hắn hơi biến sắc, khó có thể tin được. Thường Lăng lại đang dùng sức ôm chặt đôi môi đỏ, nhìn đến xuất thần, cái này so với các trận luận võ nàng nhìn thấy trước đó hoàn toàn khác biệt. Khương Phàm vỗ cánh đuổi theo, liệt diễm toàn thân càng ngày càng hừng hực, cuồn cuộn ở sau lưng, hóa thành vòng xoáy. Giống như đang cõng thần hoàng theo hắn phóng tới phía thiếu niên. Hắc phong cuồn cuộn toàn thân thiếu niên, long dực chấn động, nhanh chóng ổn định thân thể. Nếu như là người khác, khẳng định sẽ vội vã tiến công, hoặc có thể là né tránh. Nhưng hắn biết rõ, đối thủ này không tầm thường, khẳng định sẽ đuổi không bỏ, khởi xướng thế công cường hãn. Cho nên, thiếu niên cố giữ vững thân thể, sau một khắc liền phóng xuất ra hắc khí mãnh liệt hơn, vần quanh tụ tập ở xung quanh. Cuồn cuộn thành hình dáng hắc sơn. Giống như là thiết sơn chân chính, nặng nề nguy nga, phía dưới mặt đất đều muốn vỡ nát. Càng rung động hơn là bên ngoài còn có hình dáng cự long đang quay quanh, giống như là một con rực long hắc ám. Khương Phàm lao tới, vòng xoáy ánh sáng cuồn cuộn sau lưng, cùng với tiếng vang đinh tai nhức óc, tuôn ra 8 đạo trọng quyền, giống như thiên thạch va chạm hắc sơn. Ầm ầm, như thiên thần rèn sắt, âm thanh chấn động thiên địa.
Hắc Sơn ầm vang tán loạn, cuồng phong bị tàn phá bừa bãi, nhưng thiếu niên ở bên trong đã sớm chuẩn bị, cường thế khống chế thân thể, không bị cuốn bay, mà là trực tiếp giết ra, trong tay có nhiều chuôi chiến đao màu đen, sát khí như thủy triều, ngang nhiên chém tới. Khương Phàm triệu ra tàn đao, cũng muốn mượn nhờ hỗn loạn, chạm về phía trước. Kết quả, hai bóng người ở bên trong hắc phong, kim viêm kịch liệt bạo động lại đối diện chạm vào nhau, hai thanh chiến đao ngang nhiên phách chạm. Thiếu niên trung quy là bị khí lãng nổ tung gây ảnh hưởng, càng không nghĩ tới đao thức của Khương Phàm lại mãnh liệt như vậy. Một tiếng vang thật lớn, hắc đao rời khỏi tay, tàn đao sôi trào cương khí chém về phía ngực của thiếu niên. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, ngực thiếu niên bao trùm lên lân phiến thật dày, chống đỡ tàn đao. Keng! Như đao thuẫn oanh minh, thiếu niên run rẩy toàn thân, chỗ thủng phun máu, bay ngược ra ngoài, lân phiến ở ngực bị đánh nát, càng thương tổn tới xương ngực. Nếu như không phải có lân phiến bảo vệ, một kích này thậm chí khả năng đã xé nát trái tim hắn. Đám người áo đen xa xa bỗng nhiên biến sắc, không hẹn mà cùng kinh hãi đổ mồ hôi lạnh. Nhưng đao thức Khương Phàm cho tới bây giờ cũng không phải là một chút, sau khi một kích đánh lui, huyết khí toàn thân lại sôi trào, da thịt nóng hổi đến đỏ lên, hai mắt đều bò đầy tơ máu, đạo đao khí thứ hai bá đạo lại mãnh liệt, lướt qua trời cao, bổ về phía thiếu niên. Thiếu niên rốt cuộc cũng biến đổi sắc mặt, hai cánh nhanh chóng hội tụ, chặn lại được trước mặt. Một tiếng vang đinh tai nhức óc thật lớn, vảy đen vỡ nát, máu tươi vẩy ra, cốt sực của thiếu niên bị chém nát, hung hăng rơi xuống mặt đất. Khương Phàm thu đao, hai tay chấn kích, liệt diễm cuồn cuộn sôi trào giữa bầu trời, trải rộng ra 200 mét. Sâu trong liệt diễm, hổ gầm sói tru. Mãnh hổ, cự tượng, đại mãng, ác lang, còn có bạo hùng, man nghiêu, mỗi con đều. Trên 5 mét, thập thú thành hình, thú uy cuồn cuộn, kim quang ngập trời. Thập thú bá thế quyền. Khương Phàm đứng ngạo nghễ giữa trời cao, phát ra tiếng gào thét cuồng dã. Linh văn hừng hực cường quang, khống chế 10 con kim viêm mãnh thú lao thẳng đến thiếu niên. Những người áo bào đen xung quanh lại lần nữa có phản ứng, khiếp sợ nhìn mãnh thú từ trên trời giáng xuống, sinh động như thật, hung tàn bạo ngược, toàn bộ kéo lấy kim viêm rào rạt, tình thế kinh người. Thường Lăng khó có thể tin được mà nhìn một màn này. Linh văn vậy mà lại có thể khống chế nhiều mãnh thú như vậy sao? Đại thừa thánh văn. Thiếu niên rõ ràng cảm nhận được áp lực linh văn, nhưng thể hiện lại càng trở nên dữ tợn thêm, hắn phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, hắc khí như thủy triều, trùng thiên cuồn cuộn, cuồng phong mãnh liệt tàn phá bừa bãi thiên địa, bên ngoài mấy ngàn mét cát bụi đều bị tung bay. Hắc phong trải rộng ra hơn 200 mét, táo bạo đến cực điểm, giống như là hồ nước màu đen đang sôi trào. Thánh pháp, xâm la, sát sinh trảm. Thiếu niên trợn mắt trừng trừng, y phục bay phần phật. Hai tay hướng về phía trước, chỉ lên trời chém mạnh một cái. Trăm mét giữa không trung, hắc phong như sóng chiều sôi trào dâng lên ầm vang nổ tung, một thanh trường đao hắc ám bỗng dưng xuất hiện, nặng nề lại sắc bén, còn có hư ảnh rực long bao quanh, chỉ lên trời phách chạm. Hắc đao trăm mét, đao thế cuồng liệt. Rực long quay quanh, long khí ngập trời. Ầm ầm. Hắc đao trong nháy mắt chém chết 5 con kim viêm ác lang, nhưng dưới sự khống chế của Khương Phàm, bạo hùng man nghiêu, mãnh hổ, cự tượng, đại mãng, cưỡng ép thay đổi phương hướng bạo kích, vạch ra các đường vòng cung, vây bắt thiếu niên. Hàn ngạo, những người áo bào đen ở xa xa rốt cuộc cũng không kìm nén được. Mặt đất oanh động, nham thạch tráng kiện chui ra khỏi mặt đất đan vào lẫn nhau, chặn lại được xung quanh hàn ngạo. Lôi chiều sôi trào, kịch liệt bạo kích, hóa thành lôi điểu, toàn diện oanh kích kim viêm mãnh hổ. Tảng băng tản ra. Dày đặc như mưa nhanh chóng phóng về phía trước, toàn bộ hội tụ sau 200 mét, biến thành xiềng xích hàn băng, hung hăng quấn quanh về phía kim viêm cự tượng đang phóng tới. Oanh, ầm ầm. Bạo tạc hỗn loạn mãnh liệt, chấn động phế tích, cuồng phong, lôi chiều, hàn băng, liệt diễm, các loại năng lượng tàn phá bừa bãi. Bạo động dưới mặt đất, kịch liệt khắp không trung. Sau khi hắc đao chém chết 5 con ác lang, uy thế hơi yếu, nhưng tốc độ lại không giảm. Dưới hình dáng rực long cường thế, cuồng phong bổ nhào về phía Khương Phàm. Khương Phàm nhanh chóng lui lại, sau khi thoáng kéo dài khoảng cách, hai tay dẫn dắt liệt diễm, hình thành hỏa tinh dày đặc, nhanh chóng bạo kích về phía trước suy yếu đao thế của hắc đao, đảo loạn cuồng phong. Bạo hùng quyền. Khương Phàm hít một hơi thật sâu, lên tiếng gào thét,
kinh mạch toàn thân cường thế câu thông linh nguyên cùng linh văn, liệt diễm sôi trào đến cực hạn, trải rộng ra hơn 100 mét, kịch liệt cuồn cuộn, ngưng tụ thành cự hùng 2-30 mét. Toàn thân cự hùng là kim hoàng, hùng mãnh lại uy nghiêm, nó lao xuống, giơ lên móng vuốt hung hăng chụp về phía hắc đao, liệt diễm toàn thân lại lần nữa áp xúc, đều hội tụ đến móng vuốt. Ánh sáng chói mắt, uy thế tăng vọt. Giống như là ánh mặt trời hoành không xuất hiện. Ầm ầm. Hắc sực cuồng đao oanh minh kịch liệt, dữ dội chém chết Kiêu Dương, đảo qua cuồng phong cùng liệt diễm, lần nữa bổ về phía Khương Phàm. Nhưng trải qua liên tiếp, tình thế đã yếu bớt, kém xa trước đó 1%. Khương Phàm vung mạnh đao một chém đến, tùy tiện cắt mở nó. Hắc sực cuồng đao bị cắt thành hai đoạn, xẹt qua hai bên người Khương Phàm, tiếp theo lại dẫn bạo trên không trung, cuồng phong cuồn cuộn khắp trời cao, thanh thế cực kỳ to lớn. Ai bảo các ngươi nhúng tay, chết tiệt, đều cút ngay cho ta. Hàn Ngạo ở trong gió lốc hỗn loạn phía dưới tức giận gào thét, đỏ ngầu cả mắt. Nếu như không phải đám hỗn đản này đột nhiên nhúng tay, hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo vảy rồng ngạnh kháng mãnh thú, sau đó ngưng tụ tinh lực thôi động linh văn, khống chế hắc đao bạo kích. Mặc dù hắn sẽ bị thương nặng, nhưng hoàn toàn có thể uy hiếp được Khương Phàm. Kết quả bọn hắn lại nháo trò, không chỉ làm cho uy thế hắc đao yếu bớt mà lại còn không đạt tới hiệu quả dự trù, còn lộ ra là hắn đã thua, cần người bảo vệ. Những người áo bào đen đang tụ tới nhíu mày, liên tiếp ngừng lại. Ai bảo các ngươi ra tay? Hàn Ngạo nhấc lên cuồng phong, thổi tan năng lượng bạo động, căm tức nhìn bọn hắn. Ngươi gánh không được một kích kia, chúng ta muốn cứu ngươi. Một nữ tử bất mãn nói. Hàn Ngạo ta còn cần ngươi cứu, ngươi là cái thá gì? Hàn Ngạo tức giận, gương mặt dữ tợn. Đây là lần đầu tiên hắn cùng Khương Phàm giao thủ, vậy mà lại biến thành dạng này, nếu truyền đi khẳng định sẽ cho là hắn đã thua. Đủ rồi. Một lão nhân thân hình còng xuống chắp tay sau lưng từ bên trong đi tới, nhìn như là ra ra nhà bên bình thường, bước chân cũng rất nhẹ, nhưng lại tràn ngập khí thế mãnh thú hoang cổ kinh người, lập tức trấn trụ tất cả mọi người. Hàn Ngạo bình phục khí tức, hung hăng quét mắt nhìn người xung quanh, sau đó mới hành lễ với lão nhân. Sư tôn, sắc mặt mọi người khó coi, nhưng cũng đều thi lễ với lão nhân một cái. Khương Phàm từ trên cao rơi xuống, ngăn ở phía trước Thường Lăng. Không sao chứ? Ta không sao, ngươi thì sao? Thường Lăng giữ chặt y phục Khương Phàm, kiêng kỵ nhìn lão nhân đang đi tới. Ngươi chính là Khương Phàm. Lão nhân đi đến phía trước thiếu niên, thân thể còng xuống khẽ ngẩng đầu. Ta là Khương Phàm, vị này là nữ nhi của quốc quân Đan Quốc, Thường Lăng. Tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Chúng ta là từ Nam Cương Mê Linh Huyễn giới tới đây. Không gian linh hồ. Nơi đó không phải kết nối với địa khu Tân Hải sao? Xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, chúng ta bị ném vào đại hoang. Tiến đến mấy ngày? Hôm nay ngày thứ bảy. Những người khác đâu? Chỉ có hai chúng ta bị ném tới nơi này. Lão nhân có chút nhíu mày, những đệ tử vô hồi còn lại đều kinh ngạc nhìn bọn hắn. Lấy thực lực của hai người bọn họ mà lại có thể ở sâu trong đại hoang sinh tồn 7 ngày, còn có thể đi đến nơi đây. Ta nhớ là ngươi đã về Thiên Sư Tông, làm sao lại đi Nam Cương? Đan Quốc gặp được chút phiền phức, ta đi qua nhìn một chút. Ngài là Lâm Thiên Lộc, một trong ẩy thúc lão vô hồi. Cái tên gia hỏa lỗ mãng này là đệ tử của ta, Hàn Ngạo. Khương Phàm hành lễ với lão nhân, liếc mắt nhìn Hàn Ngạo mặt mũi tràn đầy khí tức hung ác. Hình như hắn đối với ta có chút ý kiến. Không có ý kiến, chỉ là nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Có tư cách vào vô hồi thánh địa hay không? Hàn Ngạo người cũng như tên, vẻ mặt kiêu căng. Hắn cũng xác thực có tư cách kiêu ngạo, đệ tử thân truyền của đệ nhất túc lão vô hồi, Lâm Thiên Lộc, từ khi vô hồi thánh địa tạo thành đến nay, hắn chính là Dực Long Linh Văn đầu tiên. Cùng đại đệ tử Địa Long Thú Văn của Ngụy Thiên Thu, được gọi là vô hồi song long. Ngươi là, Đại Thừa Thánh Văn. Vừa rồi Lâm Thiên Lộc đang ở trong bóng tối, rõ ràng nghe được Hàn Ngạo la lên. Cũng thật bất ngờ khi thấy Khương Phàm có thể gánh vác được đệ tử hắn đắc y tấn công mạnh. Mặc dù tính tình Hàn Ngạo rất thối, nhưng thiên phú linh văn lại vô cùng mạnh, lại được lão tỉ mỉ điều dưỡng, thực lực chiến đấu có 1-0-2 tại đại tân sinh của vô hồi thánh địa. Vâng, Khương Phàm không có kiêng kỵ gì. Thánh chủ biết, đã biết, Lâm Thiên Lộc chậm rãi gật đầu. Rất không tệ,
lấy thiên phú của ngươi, xác thực đáng để thánh chủ liên tục mời chào. Thú văn của ngươi là cái gì? Sắc mặt Hàn Ngạo rất khó coi, không chỉ bởi vì bị những người khác nhúng tay, cũng là bởi vì hắn vậy mà không thể từ Khương Phàm trên tay chiếm được tiện nghi. Nhất là khi hắn kích phát long khí, hắn lại cảm nhận được áp chế vi diệu. Từ khi thức tỉnh linh văn đến nay, vẫn luôn là long khí của hắn sinh ra uy hiếp đối với tất cả thú văn trong thánh địa, chỉ cần long khí vừa ra, vạn thú khuất phục. Tình huống của hôm nay tuyệt đối là lần đầu tiên. Bí mật. Khương Phàm chắp tay với Lâm Thiên Lộc, nói. Còn xin Túc Lão đưa chúng ta rời khỏi đại hoang. Sau 5 ngày nữa, vừa vặn có nhóm đệ tử muốn về thánh địa, người có thể theo hắn trở về. Lâm Thiên Lộc cũng tò mò thú văn của Khương Phàm, nhưng Khương Phàm không muốn nhiều lời, hắn cũng không tiện hỏi lại. 5 ngày, có thể chờ không? Khương Phàm hỏi Thường Lăng ở sau lưng. Có thể. Thường Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Hàn Ngạo nhìn dáng vẻ hai người thân mật, khinh thường hừ một tiếng. Có phải bởi vì được thánh chủ chiếu cố, La Phù không đủ để ngươi đắc ý, nên đã chạy đến Đan Quốc đi khoe khoang rồi hay không? Du lịch bên ngoài chỉ là danh nghĩa, đưa cô nương này đến Mê Linh huyễn giới, làm chuyện ngoài ý muốn, truyền tống đến Đại Hoang. Sau đó lại tấp nập trình diễn anh hùng cứu mỹ nhân, lay động phương tâm của mỹ nhân. Tuổi không lớn lắm, tâm cơ ngược lại đủ sâu. Vị cô nương này, cảnh giác cao độ đi, chớ để bị người ta chà đạp, còn vụng trộm vui mừng. Khương Phàm nghe được thì nhíu chặt mày. Nếu ngươi thật không phục, bây giờ chúng ta lại đánh một trận. Trước đó ta chưa chuẩn bị xong, lần này cam đoan sẽ đánh cho ngươi ngoan ngoãn. Ngươi nói cái gì? Sắc mặt Hàn Ngạo đột nhiên lạnh lại, con ngươi sáng ngời trong nháy mắt biến thành mắt dọc, toàn thân tràn ngập ra long khí kinh khủng. Đủ rồi. Lâm Thiên Lộc quát tháo. Hàn Ngạo bực tức nói. Sư tôn, ta muốn cùng hắn khiêu chiến, đến Vương quốc Hắc Ám. Ở trước mặt tất cả mọi người. Im miệng. Ta chính là muốn khiêu chiến. Ta muốn đại biểu Vô Hồi Thánh Địa khiêu chiến hắn. Cái tên gia hỏa cuồng ngạo này liên tiếp cự tuyệt mời chào, không chỉ không tuân theo thánh chủ, mà còn là nhục nhã đệ tử thánh địa chúng ta. Lâm Thiên Lộc không để ý đến hắn nữa, chào hỏi Khương Phàm đi đến Chí Ám lĩnh vực trước mặt. Vương quốc Hắc Ám là nơi nào? Khương Phàm nắm tay Thường Lăng đuổi theo Lâm Thiên Lộc. Thường Lăng theo sát Khương Phàm, cảnh cáo Hàn Ngạo bên cạnh. Ngươi chỉ là đầu rực long, không phải chân long, đừng đem mình quá coi ra gì. Tiểu tiện nhân ngươi dám nhục nhã linh văn của ta. Ánh mắt Hàn Ngạo đột nhiên lạnh hơn, một bàn tay quất về phía Thường Lăng. Khương Phàm kéo Thường Lăng tới trong ngực, thuận thế xoay chuyển, một chân đánh về phía bàn tay Hàn Ngạo. Đùng, oanh, Khương Phàm cùng bàn tay hắn chạm nhau, trong nháy mắt. Bàn chân nổ lên liệt diễm mãnh liệt, hung hăng hất tay Hàn Ngạo lên. Ngươi! Hàn Ngạo giận dữ, lại bị Lâm Thiên Lộc đưa tay chỉ vào. Lui lại! Hàn Ngạo kịch liệt thở dốc, căm tức nhìn Khương Phàm, nhiều lần cắn răng, từ từ lui về sau hai bước. Các đệ tử bên cạnh nhìn lắc đầu, bọn hắn hiểu rất rõ tính tình Hàn Ngạo, hắn là chịu không nổi nhục nhã, không tiếp nhận được thất bại, cho tới bây giờ đều là hoành hành bá đạo. Tuy nhiên ai bảo người ta thiên phú mạnh, lại là đệ tử đệ nhất Túc Lão đắc ý. Lâm tiền bối, cái vương quốc Hắc Ám là gì? Khương Phàm đi trong bóng đêm, hiếu kỳ hỏi Lâm trưởng lão. Nơi này Hắc Ám so đêm tối đại hoang càng đậm lạnh hơn, nhưng mặt đất lại sinh trưởng hoa hồng quỷ dị, chập chờn lên tia sáng yếu ớt, miễn cưỡng có thể nhìn thấy bóng người. Người muốn gia nhập Vô Hồi Thánh Địa, biết vương quốc Hắc Ám cũng không sao. Nhưng vị cô nương này cần cam đoan. Nhìn thấy bất kỳ vật gì bên trong, cũng không thể nói với bất cứ người nào ở ngoài, bao gồm cả người thân cận nhất. Thân thể Lâm Thiên Lộc còn người đi ở phía trước, bên dưới hồng quang yếu ớt âm u đầy tử khí để cho người ta cảm giác rất bất an. Ta cam đoan, Thường Lăng nói, không phải chính là âm u, tà ác, khủng bố, hỗn loạn sao, nàng tình nguyện không nhìn tới, càng không nguyện ý nhớ lại. Lâm Thiên Lộc yên lặng đi về phía trước một lát, mới nói. Trong ấn tượng của các ngươi, Hắc Ám Đại Hoang Thâm Uyên là dạng gì? Vết nứt, cái chết, tà ác, giống như là địa ngục, còn có phong ấn Vô Hồi Thánh Địa bố trí ở nơi đó, cùng ác linh chém giết ở nơi đó. Khương Phàm tưởng tượng qua rất nhiều lần, trong ấn tượng xác thực chính là như thế này. Ha ha! Hàn Ngạo ở phía sau cười lạnh hai tiếng. Hắn thật đáng ghét. Thường Lăng khẽ nói,
chăm chú nắm cả cánh tay Khương Phàm. Ngàn năm trước, một lực lượng hắc ám từ trên trời giáng xuống, rơi vào Đại Hoang Thánh Địa. Tựa như là thiên thạch va chạm, trong nháy mắt hủy diệt 300 dặm thánh địa được xây dựa lưng vào núi. Sóng lớn, vết nứt, nương theo lực lượng hắc ám, lan tràn hơn 1000 dặm. Bắt đầu từ ngày đó, lực lượng hắc ám nhanh chóng lan tràn, từ 1000 dặm đến 2000 dặm, lại đến 3000 dặm. Đại khái là sau 50 ngày, Đại Hoang Thánh Địa trong phế tích phát sinh bạo tạc kịch liệt, lực lượng hắc ám mất khống chế, nhanh chóng quét sạch toàn bộ Đại Hoang Mật Lâm, từ hướng nam thẳng tới Tân Hải biên giới ngoài vạn dặm, từ hướng đông tràn qua Đại Hoang La Phù ở giữa M Dương Hà, lan tràn La Phù Sơn Mạch. Rất may mắn, năm đó Vô Hồi Thánh Chủ đã sớm chuẩn bị, bố trí phòng ngự ở M Dương Hà, chống đỡ lực lượng trùng kích kia. Từ đó về sau, hắc ám ngày đêm không tiêu tan, che khuất bầu trời, bao phủ Đại Hoang Mật Lâm hơn 10 năm. Ác linh gào thét, yêu thú gào thét, kéo dài bạo loạn. Năm đó Vô Hồi Thánh Địa rộng mời Thánh Địa Thiên Hạ liên hợp trấn áp, nhưng không có được bất kỳ hưởng ứng gì. Kỳ thật Vô Hồi chúng ta có thể từ bỏ Đại Hoang, toàn lực bảo vệ La Phù, nhưng lúc đó Thánh Chủ lại dứt khoát quyết định, điều động toàn bộ lực lượng Thánh Địa, tiến vào chiếm giữ Đại Hoang. Từ sau đó đến hơn 300 năm sau, Vô Hồi Thánh Địa huyết chiến Đại Hoang, tổn thất nặng nề, nhưng vẫn thành công bố trí Vô Hồi pháp trận xung quanh Đại Hoang Thánh Địa, dẫn dắt lực lượng ánh sáng, phong ấn phiến phế tích vực sâu kia. Nhưng, chúng ta vẫn không rõ ràng trong vực sâu rốt cuộc là cái gì, mà mỗi khi màn đêm buông xuống, phong ấn khó mà tiếp dẫn ánh sáng, lực lượng phong ấn liền sẽ yếu bớt, hắc ám ác linh sẽ thẩm thấu vào pháp trận, một lần nữa bao phủ Đại Hoang. Trình độ hỗn loạn, mạnh hơn 10 lần so với đương thời. Cho đến khi 700 năm trước, Lý Hương Quân Thánh Chủ hóa thân bất diệt Thánh Quang, mới xem như khống chế được cục diện Đại Hoang. Mặc dù hắc ám sẽ trở về vào đêm bao phủ Đại Hoang, nhưng bất luận là phạm vi hay là trình độ, đều áp xúc đến có thể tiếp nhận được. Lâm Thiên Lộc yên lặng đi tới, kể ra lịch sử đã từng có cho Khương Phàm nghe. Tương lai Khương Phàm phải vào Thánh Địa, tinh lực suốt đời đều sẽ phóng tới Đại Hoang, cần hiểu rõ lịch sử Đại Hoang, hiểu rõ tinh thần Vô Hồi Thánh Địa. Khương Phàm và Thường Lăng đều nghiêm túc nghe, lần đầu tiên hiểu được kỹ càng quá trình kịch biến của Đại Hoang. Thì ra không phải kịch biến một đêm, mà là Vô Hồi Thánh Địa đã từng ở chỗ này huyết chiến hơn 300 năm mới khống chế được cục diện. Dựa theo dự toán năm đó của Lý Hương Quân Thánh Chủ, chỉ cần 2-300 năm, liền có thể hao hết bên trong hắc ám ác linh, triệt để khống chế Đại Hoang Thâm Uyên. Nhưng, sau khi Lý Hương Quân Thánh Chủ chết 100 năm, Đại Hoang Thâm Uyên xuất hiện vấn đề mới. Phong ấn tại trong vực sâu bị lực lượng hắc đánh tan được, đem năng lượng thánh quang cường đại chuyển rời đến hư vô thâm không. Cứ như vậy, lực lượng tại vực sâu cùng lực lượng phong ấn liền tạo thành cân bằng vi diệu, khó mà hủy diệt nơi đó. Không chỉ có như vậy, bên ngoài Đại Hoang Thâm Uyên, cũng chính là không gian bên ngoài phong ấn cũng nhận ảnh hưởng. Đại khái là tại 500 năm trước, có người xuất hiện ở nơi đó. Lâm Thiên Lộc yên lặng nói, đi tới, hắc ám trước mặt dần dần mỏng manh. Mơ hồ có thể nhìn thấy một pho tượng đá đứng vững ở trong hắc ám, tỏa ra ánh sáng cường thịnh. Tượng đá chính là Lý Hương Quân đang ngồi nguy nga trên tế đàn, cao tới hơn 10 mét, ánh sáng ảnh hưởng mấy ngàn thước. Là ai vậy? Khương Phàm nghe được thì có chút hồ đồ. Lâm Thiên Lộc có chút hành lễ về phía tượng đá Lý Hương Quân ở xa xa, mới nói. Thánh nhân có thể hoành độ hư không? Sau đó thì sao? Khuôn mặt Khương Phàm có chút động. Chúng ta mời hắn phong ấn Đại Hoang, hắn lại nói bất lực. Sau đó, hắn, ở chỗ này xây tòa thành. Xây thành trì. Thường Lăng khó có thể tin, xây thành tại chỗ nguy hiểm như vậy. Lợi dụng không gian yếu kém nơi đó, đả thông hư không, đỡ kết nối, sau đó hắn liền rời khỏi. Chúng ta không biết hắn có phải bất lực thật hay không, nhưng chúng ta rất rõ ràng, hắn xem nơi này như đồ chơi. Từ sau khi tòa thành kia xây xong, lần lượt có người vượt qua không gian tới đây. Có một số đến từ hải vực xa xôi, có một số đến từ Thương Huyền Đại Lục, còn có một số đến từ đại lục khác, đều là xông lầm một vài không gian bí cảnh bị ném tới nơi này. Dần ra, người càng ngày càng nhiều, tòa thành kia càng ngày càng hỗn loạn. Có người làm phá hư, có người trở thành bằng hữu của chúng ta. Sau hơn 100 năm, thánh nhân kia lại trở về, hắn rất hài lòng náo nhiệt ở cổ thành, sau đó lại đang xây dựng thêm quy mô ở nơi đó, còn tự thân đặt tên là Vương quốc Hắc Ám. Từ đó về sau, càng ngày càng nhiều người xông tới,
vương quốc hắc ám trở thành vương quốc có tiếng tăm. Vừa mới bắt đầu vô hồi thánh địa chúng ta còn có thể dựa vào thân phận chủ nhân khống chế cục diện, sau này, có mấy loại sức mạnh cường hãn xuất hiện, sau khi trải qua luân phiên chém giết, đã cùng tạo thành rằng co với chúng ta. Bây giờ vương quốc hắc ám, tổng cộng có 3 chủ nhân, chế ước lẫn nhau, chế định quy tắc lẫn nhau. Lâm Thiên Lộc đi tới, bất chợt ngừng lại, quay đầu nhìn Khương Phàm đang hoàn toàn ngây người, lại lộ ra một nụ cười thản nhiên. Ta biết ngươi sẽ có bộ dáng này. Khương Phàm không chỉ là ngây dại, càng là chấn trụ. Lần này đã lật đổ tất cả tưởng tượng của hắn đối với Đại Hoang Thâm Uyên. Nơi đó có vương quốc. Nơi đó là điểm bí mật trong không gian hư vô. Nơi đó lại còn có thể tiếp lấy Đỡ Dương Minh Mông, Thương Huyền, cùng với các đại lục khác. Nơi đó còn có thế lực cường đại đến từ nơi khác. Ngươi hành động tại Ly Hỏa Thánh Địa rất đặc sắc, nhưng vị thánh chủ kia của chúng ta không bớt lo cũng nói đến không sai. Người trong thiên hạ đều cảm giác Vô Hồi Thánh Địa sẽ bị Đại Hoang Thâm Uyên mai táng, thật tình không biết Vô Hồi Thánh Địa chúng ta sẽ dục hỏa trùng sinh tại Đại Hoang Thâm Uyên. Vương quốc Hắc Ám, nó là thuộc về bí mật của Đại Hoang, là bí mật của Vô Hồi Thánh Địa, là bí mật của toàn bộ Thương Huyền. Lâm Thiên Lộc nhìn Khương Phàm nói. Đi thôi, ta dẫn người đi xem, nơi đó so với tưởng tượng của ngươi sẽ càng đặc sắc hơn. Hàn Ngạo đi qua bên cạnh Khương Phàm, cao ngạo nói. Vương quốc Hắc Ám có thể đổi mới thế giới quan của tên dế nhũi ngươi đây. Đi thôi, mang ngươi đi mở mắt một chút, nhìn xem rốt cuộc là ngươi không xứng với Vô Hồi Thánh Địa, hay là Vô Hồi Thánh Địa không xứng với ngươi. Trong bóng tối còn có rất nhiều đệ tử Vô Hồi để lại săn giết ác linh, bảo toàn hoa hồng yêu dị trên mặt đất. Cũng có trưởng lão Vô Hồi khí thế cường thịnh, mặt lạnh tuần sát Hắc Ám. Các đệ tử bồi tiếp tiến đến kho mình hành lễ. Sau đó liên tiếp tản ra, chấp hành nhiệm vụ của bọn hắn. Đây chính là thông đạo. Lâm Thiên Lộc mang theo bọn hắn đi đến một cái hố đất, thả người nhảy xuống, trong nháy mắt đã biến mất. Hàn Ngạo theo sát nhảy xuống, biến mất trong bóng đêm. Ôm ta! Thường Lăng tranh thủ thời gian lôi kéo Khương Phàm, hai chữ đã từng không muốn nghĩ, bây giờ lại giống như yên lặng quen thuộc. Khương Phàm cũng thuần thục ôm lấy Thường Lăng. Nhưng... đang chuẩn bị nhảy đi xuống thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới trong bóng tối trước mặt có hào quang sáng tỏ. Không phải ánh sáng chướng mắt lại bá đạo của tượng đá kia, cũng không phải liệt diễm thiêu đốt, hay thánh văn nở rộ ánh sáng. Đoàn ánh sáng kia sáng tỏ lại nhu hòa, tinh khiết lại thánh linh. Thánh Lộc, Khương Phàm vô ý thức nhắm lại mắt, nhìn kỹ một chút. Một con hươu toàn thân trắng như tuyết đứng ở đằng xa, cao không quá 1 mét, lại vô cùng thần dị. Thân thể trắng tuyết tỏa ra ánh sáng bóng trong suốt, như bạch ngọc điêu khắc mà thành, sừng hươu trên trán vô cùng rộng rãi, ánh sáng nơi đó càng sáng tỏ, giống như là trên đầu đang đội lên một vòng trăng sáng để nó càng thêm lộ ra thần dị và phi phàm. Khương Phàm nhìn nó, nhớ tới tràng cảnh lúc trước cùng Yến Khinh Vũ bị nhốt trong hắc ám. Bạch Lộc thật thần kỳ. Thường Lăng ngạc nhiên nhìn con hươu phía xa. Rất khó tưởng tượng được trong bóng tối âm khí âm u vậy mà lại có một sinh linh thánh khiết như thế. Bạch Lộc hơi nghiêng đầu, mắt to như ngọc thạch đen hiếu kỳ nhìn bọn hắn một chút, vậy mà nó lại đi tới. Khương Phàm lộ ra nụ cười, là Bạch Lộc đêm đó sao, còn giống như có biết hắn. Bạch Lộc đi đến trước mặt bọn hắn, toàn thân tỏa ra ánh trăng mông lung, như sóng nước dập dờn, siêu trần thoát tục, thần dị tới cực điểm. Người tốt! Khương Phàm chào hỏi Bạch Lộc. Bạch Lộc do dự một lát, vậy mà thật tới gần. Các ngươi biết nhau sao? Thường Lăng kinh ngạc, tiểu thú thánh linh như vậy vậy mà lại chủ động tới gần cái tên con buôn chiến tranh Khương Phàm này. Nhưng, để Khương Phàm lúng túng là, Bạch Lộc không nhìn hắn, mà là tiến tới trước mặt Thường Lăng, còn nhẹ ngửi ngửi khí tức của nàng. Hình như nó thích ta. Đôi mắt Thường Lăng sáng lên, từ trên thân Khương Phàm nhảy xuống. Bạch Lộc chấn kinh lui về phía sau mấy bước. Đừng sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thường Lăng mỉm cười đi qua, mặc dù đang mặc y phục của Khương Phàm, nhưng vẫn không che giấu được phần thanh lệ tuyệt mỹ kia, dưới ánh trăng chiếu sáng mông lung càng lộ vẻ tươi mát thoát tục, mỹ lệ không gì sánh được. Bạch Lộc do dự một chút, không tiếp tục chạy, mặc cho Thường Lăng đưa tay đến trên đầu của nó. Thánh linh tới gần loài người. Nữ hài nhi kia là ai? Vậy mà có thể ở cùng thánh linh. Các đệ tử Vô Hồi tuần sát ở nơi xa khiếp sợ nhìn một màn này, còn tưởng rằng mình đang hoa mắt.
Khương Phàm có chút không cam tâm, lặng lẽ tới gần, đưa tay liền muốn chạm vào Bạch Lộc. Bạch Lộc lập tức lui lại hai bước, khinh nhờn, tránh khỏi hắn. Thường Lăng hé miệng cười khẽ, đi đến bên cạnh Bạch Lộc. Bạch Lộc nhìn Khương Phàm, sau đó lại thân mật ủi ủi trên thân Thường Lăng. Thật háo sắc. Khương Phàm rung động lắc đầu. Ngươi thích ta sao? Cùng ta về Đan Quốc đi, chúng ta nơi đó có rất rất nhiều ăn ngon. Thường Lăng nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Lộc, bộ lông mềm mại như tơ lụa, còn có một chút cảm giác lành lạnh. Khi Khương Phàm, Thường Lăng, mang theo Bạch Lộc xuất hiện tại Hắc Ám Vương Quốc, Hàn Ngạo chờ đợi bọn hắn đến không nhịn được lập tức trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn con Bạch Lộc thánh khiết kia. Thánh linh! Lâm Thiên Lộc kinh ngạc nhướng nhướng lông mi, thật bất ngờ khi ở chỗ này lại nhìn thấy Bạch Lộc. Càng ngoài ý muốn hơn chính là Bạch Lộc lại đi theo bên cạnh Thường Lăng. Bạch Lộc là vô hồi thánh địa các ngươi nuôi. Khương Phàm vẫn ngắm nhìn xung quanh, hắc ám thâm thúy, vô biên vô hạn, chỉ có bệ đá dưới chân tỏa ra hào quang nhỏ yếu. 700 năm trước nó xuất hiện sau một thời gian, đại khái là sau khi Lý Hương Quân thánh chủ chết, nó hành tẩu ở trong hắc ám, ác linh mãnh thú tránh lui. Có người nói nó là do thánh chủ hóa thân. Gánh chịu lấy linh hồn của nó, tuần tra đại hoang. Chúng ta chưa bao giờ quấy nhiễu qua nó càng chưa từng tới gần qua bất cứ ai trong chúng ta. Nó vẫn luôn nhỏ như vậy, chưa bao giờ thay đổi. Lâm Thiên Lộc rất ngạc nhiên, bản thân đóng giữ đại hoang đến nay đã hơn 100 năm, gặp qua Bạch Lộc cũng đã mấy chục lần, nhưng cũng chỉ đều nhìn thoáng qua, chưa từng thấy nó tới gần ai. Hơn 700 năm rồi. Khương Phàm kinh ngạc đánh giá Bạch Lộc. Đây là bị phong ấn sao? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Hình như nó rất thích ta. Thường Lăng nhu hòa vuốt ve Bạch Lộc rất hưởng thụ tựa sát nàng, ngửi nhẹ mùi trên người nàng. Cái này sao có thể? Hàn Ngạo chau mày, ánh mắt nhìn về phía Thường Lăng có chút lăng lệ. Chính là bởi vì Bạch Lộc thần bí, cùng truyền thuyết về Lý Hương Quân Thánh Chủ, rất nhiều đệ tử vô hồi đều từng muốn được nó yêu ái, chứng minh mình bất phàm. Bao gồm hắn. Bao gồm cả Thương Hàn Nguyệt và những người kia, bọn họ đều đã thử qua, kết quả ngay cả cơ hội đến gần cũng đều không có. Thường Lăng này thì tính là thứ gì? Khương Phàm nhớ tới lúc trước trên thân Bạch Lộc có cõng, cửu chuyển kim dương sâm. Cửu chuyển kim dương sâm ưa thích thứ tinh khiết, chẳng lẽ Bạch Lộc cũng ưa thích tinh khiết? Thường Lăng có trí tuệ, có thiên phú, có tính cách, còn có chút cường thế, nhưng nàng từ nhỏ đã sinh sống rất đơn thuần, tiếp xúc người cũng đơn giản hơn. Linh hồn tự nhiên tương đối tinh khiết hơn rất nhiều. Ta, Lâm Thiên Lộc, mời đến Hắc Ám Vương Quốc. Ta, lấy tên Vô Hồi Thánh Địa, bảo đảm sau lưng hai người. Lâm Thiên Lộc nhìn về Hắc Ám vô biên hô to. U. Hắc Ám trước mặt giống như là màn tre đang chậm rãi kéo ra, ánh sáng rực rỡ đập vào mặt, chiếu ánh con đường bằng đá dưới chân bọn hắn. Cẩn thận quan sát, nơi đó chính là một tòa cửa đá đứng vững. Cao tới 100 mét, nặng nề rộng rãi, phía trên khảm nạm vô số tinh thạch, phác họa ra pháp trận huyền diệu. Đại khí bàng bạc, thần bí rung động. Đi thôi. Lâm Thiên Lộc vừa muốn ra hiệu bọn hắn đi đến, Bạch Lộc lại hốt hoảng lui lại, trong nháy mắt đã biến mất trên bệ đá. Nó chạy rồi. Thường Lăng nhanh đi bắt, lại chỉ để lại đạo ánh trăng nhu hòa. Không chạy còn có thể đi theo ngươi. Si tâm vọng tưởng. Hàn Ngạo hừ lạnh liền biết Bạch Lộc làm sao lại cùng người ngoài ở cùng một chỗ. Đi thôi. Khương Phàm lôi kéo tay Thường Lăng, đi tới cửa đá. Chuẩn bị sẵn sàng, đừng để dọa đến hai tên dế nhũi các ngươi đây. Hàn Ngạo ở phía trước hừ lạnh. Đừng nóng giận, hắn chính là cần ăn đòn. Khương Phàm trấn an Thường Lăng. Ta không cùng loại người này chấp nhặt. Xuyên qua cửa lớn rộng rãi 100 mét. Khung cảnh đập vào mắt để cho hai người cùng nhau có phản ứng. Thường Lăng giật mình mở đôi môi đỏ hồng ra. Hắc ám vô biên giá lạnh thấu xương, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là cung điện đang tỏa ra ánh sáng lung linh, có tráng lệ như đình viện, có giường cột chạm trổ như thuyền lớn, có tầng tầng sơn nhạc như giao thoa. Bọn chúng lơ lửng ở trên không, chập trùng giao thoa, càng là hướng xuống, cung điện càng bình thường, càng là đi lên, cung điện càng rộng rãi khí phái, càng nguy nga khổng lồ. Mỗi tòa cung điện đều bị xiềng xích tráng kiện cố định. Xiềng xích đều là từ trong bóng tối phía dưới không nhìn thấy đáy dọc theo ra ngoài, phía dưới cùng nhất chừng mấy trăm mét, khiến cho người rung động, càng hướng lên trên, xiềng xích dần dần nhỏ lại, cũng dọc theo vô số xiềng xích nhỏ bé.
từng cây đại thụ thông thiên tận tình nở rộ trong bóng tối vô tận. Bên trong vương quốc hắc ám náo nhiệt ồn ào, số lượng lớn cường giả dẫm lên xiềng xích chập trùng lên xuống du tẩu bốn chỗ, cứ như đang dẫm trên đất bằng, rất nhiều dị thú mãnh cầm hiếm thấy bay lượn trong bóng đêm, chở cường giả đến từ các nơi trên thế giới. Có một vài cung điện còn ngẫu nhiên truyền ra tiếng reo hò kịch liệt, giống như có gì đó đặc biệt đang phát sinh. Nơi này chính là Hắc Ám Vương Quốc. Cho dù Khương Phàm đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn bị một màn trước mắt làm cho khiếp sợ. Thực sự khó có thể tưởng tượng được, bên trong Đại Hoang Thâm Uyên bị Hắc Ám bao phủ vậy mà lại có một vương quốc náo nhiệt lại quỷ dị thế này. Thường Lăng đột nhiên nhớ tới lời Khương Phàm nói, nếu không có chuyện thì đi ra ngoài một chút, thế giới bên ngoài đều đặc sắc xa so với những gì mình tưởng tượng. Trong vương quốc Hắc Ám có rất nhiều điều kiện hạn chế. Tương lai người chân chính gia nhập Vô Hồi Thánh Địa, có thể từ từ hiểu rõ chỗ này. Bây giờ ngươi chỉ cần biết, Vương quốc Hắc Ám chính là điểm giao dịch. Nơi này giao dịch tất cả mọi thứ, bao gồm cả linh bảo, bao gồm cả vận mệnh. Nhưng không giống với giao dịch phía ngoài, nơi này không cần tinh tệ, không cần linh thạch, mà là trao đổi đồng giá. Ngươi xem trọng thứ gì, liền dùng đồ của ngươi đi trao đổi. Nếu như hai bên nguyện ý, giao dịch kia sẽ được định. Nếu như không nguyện ý, hai bên đưa biện pháp giải quyết. Một là đến Đại Tự Tại Điện luận võ, luận định vật phẩm thuộc về thực lực mạnh yếu. Hai là gặp người càng mạnh, ký kết thời hạn chủ tớ, thỉnh cầu người đó ra mặt bãi bình, giảng hòa. Lâm Thiên Lộc dẫm trên xiềng xích, mang theo bọn người Khương Phàm đi đến vương quốc Hắc Ám náo nhiệt. Mấy trăm năm qua, Vô Hồi Thánh Địa chúng ta ký kết rất nhiều người hầu tại vương quốc Hắc Ám, cũng đã nhận được rất nhiều linh bảo. Có một số người hầu có lai lịch phi phàm, có một số linh bảo, chưa từng nghe thấy. Nhưng, thân phận chủ nhân Vô Hồi Thánh Địa chúng ta đang gặp phải khiêu chiến. Một là chúng ta cần phân ra đầy đủ tinh lực trấn áp đại hoang, không thể toàn diện giữ gìn nơi này. Hai là cứ việc chủ nhân ba bên chúng ta đang cực lực giữ vững tính bí mật của vương quốc Hắc Ám, nhưng sự tồn tại ở nơi này càng ngày càng bị nhiều người biết được. Nếu như ngày nào đó có thế lực càng mạnh phát hiện ra nơi này, tất nhiên sẽ xây dựng quy mô tiến vào, khởi xướng khiêu chiến với bá chủ ba bên. Lâm Thiên Lộc có ý dẫn dắt Khương Phàm đến. Đại thừa Thánh Văn Thú Linh Văn đối với Vô Hồi Thánh Địa bây giờ mà nói, quá quan trọng. Bây giờ bọn hắn thiếu nhất chính là siêu cấp thiên tài, lực lượng tầng cao nhất. Khương Phàm, có dám đến Đại Tự Tại Điện tiếp nhận khiêu chiến hay không? Hàn Ngạo đối với thất bại trước đó cứ canh cánh trong lòng. Ta không có giao dịch gì cả. Khương Phàm lắc đầu, tiếp tục nhìn xiềng xích xung quanh cung điện, bên ngoài nhìn thấy đã rung động, đi đến bên trong cảm xúc càng chập trùng. Vô Hồi Thánh Địa ơi, Vô Hồi Thánh Địa, các người vậy mà lại ẩn giấu bí mật như thế này. Trách không được Vô Hồi không có tâm tư kinh doanh La Phù, thì ra là khinh thường. Trách không được Vô Hồi Thánh Địa ở bên ngoài giữ vững điệu thấp, thì ra là muốn bảo vệ bí mật nơi này. Ta có thú văn thánh pháp. Có thể ở linh nguyên cảnh liền toàn diện kích phát tiềm lực thú linh văn, có thể diễn biến hình thú hoàn chỉnh, cũng có thể cường hóa linh hồn, làm chắc cơ sở cho ngươi tiến vào linh hồn cảnh. Ánh mắt Hàn Ngạo sáng rực kích thích Khương Phàm. Thánh cấp võ pháp hiếm thấy mà khó được, thú linh văn thánh pháp càng hơn như vậy, hắn không tin Khương Phàm không động tâm. Ngươi muốn gì từ ta? Khương Phàm kinh ngạc nhíu nhíu mày, ngươi hào phóng như vậy sao? Mở miệng ra thì chính là thánh cấp võ pháp. Ta muốn bí mật của ngươi. Bí mật gì giá trị bằng thánh phẩm thú văn? Ngươi là linh văn gì? Chỉ đơn giản như vậy, ngươi dám tiếp không? Hàn Ngạo xác thực rất hiếu kỳ linh văn của Khương Phàm, có thể kích thích đến long nguyên của hắn, nhưng chủ yếu hơn chính là hắn muốn tại trường hợp quan trọng, dưới ánh nhìn của vạn người, chiến thắng Khương Phàm. Hắn muốn để trưởng lão và đệ tử Vô Hồi Thánh Địa đều biết rõ, Hàn Ngạo hắn là cường giả chiến đấu mạnh nhất Vô Hồi Thánh Địa. Có một không hai, cũng không có kẻ thứ hai. Các ngươi muốn ở lại chỗ này 5 ngày, không ngại thể nghiệm chút đặc sắc của vương quốc Hắc Ám trước sao? Lâm Thiên Lộc cũng muốn thấy thực lực chân chính của Khương Phàm. Nếu ngài muốn xem, vậy ta sẽ so cùng Hàn Ngạo một trận. Tuy nhiên, ta không thích chiếm tiện nghi của người khác, hắn không cần lấy thú văn thánh pháp gì đó ra so với ta. Khương Phàm cũng không ngốc, chỉ cần mình vào thánh địa. Tự nhiên thánh chủ sẽ chuẩn bị cho hắn võ pháp làm lễ gặp mặt. Nếu như thú văn thánh pháp gì đó kia thật có kỳ hiệu, khẳng định thánh chủ sẽ tự lấy từ trong tay Hàn Ngạo ra. Hàn Ngạo tiếp cận Khương Phàm. Ngươi muốn cái gì?
nghe Lâm tiền bối vừa giới thiệu, có thời hạn chủ tớ gì đó. Nếu ta thắng, ngươi làm người hầu 5 năm cho ta. Ngươi muốn chết? Hàn Ngạo giận tím mặt. Đây chính là điều kiện giao dịch của ta, có tiếp hay không tùy ngươi. Khương Phàm nhất định phải xoa xoa kiêu ngạo ra hỏa này. Hàn Ngạo cắn răng nói. Ta cũng thay đổi điều kiện, ta không muốn bí mật của ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi làm người hầu 5 năm cho ta. Tốt, vậy cứ quyết định như thế. Khương Phàm mỉm cười tiếp nhận, cố ý nhìn Hàn Ngạo duỗi ra ngón cái, run rẩy ép đến phía dưới. Đừng tùy tiện, trước đó ta còn chưa dùng toàn lực. Hàn Ngạo nhe răng cười, trên mặt có một số vị trí đều nổi vảy rồng lên. Giữa đồng môn không nên cương nháo đến như thế. Như vậy đi, người nào thắng người đó làm sư huynh, người nào thua cam nguyện làm sư đệ, gặp mặt phải hành lễ. Lâm Thiên Lộc lắc đầu, khuyên nhủ bọn hắn. Dù sao Hàn Ngạo cũng là đệ tử thân truyền của hắn, quanh năm đi theo bên cạnh hắn, nếu thật là làm nô bộc cho Khương Phàm, trên mặt hắn cũng không còn ánh sáng nữa. Nghe Lâm tiền bối, dẫn đường đi. Khương Phàm đưa tay ra hiệu với Hàn Ngạo. Hàn Ngạo khinh thường hừ lạnh. Ngu xuẩn, dế nhũi, coi vương quốc hắc ám là trại đất kia của các ngươi sao? Muốn khiêu chiến liền khiêu chiến, suy nghĩ thời điểm gì bắt đầu thì chừng nào bắt đầu à? Vậy thì do ngươi an bài, đệ tử vô hồi cao quý. Khương Phàm cười lắc đầu. Đương nhiên phải do ta an bài, ngươi thì biết cái gì? Hàn Ngạo quay người rời khỏi. Lâm tiền bối, có người đề cập qua với ngài, Hàn Ngạo thiếu quản giáo chưa? Tính tình hắn chỉ là kiêu ngạo chút, nhưng cũng không có nghiêm trọng như hôm nay vậy. Lâm Thiên Lộc lắc đầu, đứa nhỏ này là bị kích thích, trước đó nghe được Khương Phàm cự tuyệt vô hồi thánh địa liền tuyên bố muốn đích thân đi giáo huấn. Sau khi Khương Phàm đại náo một trận tại Ly Hỏa thánh địa, triệu đến được thánh chủ ưu ái, cưỡng ép mời chào, Hàn Ngạo càng bị kích thích hơn. Hôm nay rốt cuộc cũng chạm mặt, kết quả, bị đánh. Lấy tính cách Hàn Ngạo, không có bạo tẩu coi như khắc chế. Ta cần chờ bao lâu? Điện đại tự tại của Vương quốc Hắc Ám tổng cộng có 18 tòa, phân các cảnh giới khác biệt. Giai đoạn linh nguyên cảnh là náo nhiệt nhất, bình thường cần đưa ra lời mời, chờ đợi sân bãi trống mới đi. Dựa theo tính cách Hàn Ngạo, hắn hẳn là sẽ đưa ngươi ra tòa lớn nhất kia, còn phải chào hỏi càng nhiều người, cố ý muốn chờ một ngày. Chúng ta vừa vặn có thể đi dạo khắp nơi. Khương Phàm vừa nói xong, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hạc kêu. Một vị phụ nhân cưỡi linh hạc nhẹ nhàng tới, cung kính hành lễ với Lâm Thiên Lộc trưởng lão. Túc lão, Chí Tôn Kim Thành lại có chuyện ồn ào, ngài dễ chịu nhất, đi xem một chút. Ngươi dẫn bọn hắn đi dạo. Lâm Thiên Lộc nhảy vọt lên, nhanh chóng biến mất khỏi ánh sáng lung linh. Tiền bối. Khương Phàm đang muốn chắp tay hành lễ, phụ nhân kia lại không để ý tí nào, cưỡi linh hạc biến mất. Xem ra thánh địa kiêu ngạo là bệnh chung. Khương Phàm lắc đầu, lôi kéo Thường Lăng đi dạo. Trước mặt xiềng xích càng ngày càng dày đặc, người cũng càng ngày càng nhiều. Có người cưỡi dị thú, có người kết bạn đi với nhau, cũng có người khi xuất phát rất vội vàng. Phổ biến đều quấn ở trên trán, che linh văn của mình, thậm chí có một số còn mang theo mặt nạ, ngụy trang thân phận. Nhưng, ánh mắt bọn hắn đều vô cùng sáng tỏ, đang quét mắt nhìn trên thân người khác tìm kiếm thứ mình ưa thích. Nơi này dù sao cũng là chợ giao dịch siêu cấp, người đến nơi này không phải tị nạn thì chính là muốn đoạt bảo bối. Y phục Khương Phàm rách dưới, dính đầy vết máu, người Thường Lăng cũng là đầy bụi đất. Bọn hắn tựa như là hai tiểu ăn mày, đi trên con đường xiềng xích vô cùng đáng chú ý. Bằng hữu, nữ nô này ngươi bán không? Một đám người đâm đầu đi tới đưa tay ngăn cản Khương Phàm. Nữ nô, Thường Lăng hơi trầm xuống, ta giống nô chỗ nào? Muốn cái gì, ta cùng ngươi trao đổi. Nam tử cầm đầu trên dưới đánh giá Thường Lăng, càng nhìn càng hài lòng, mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân. Ta muốn mệnh của ngươi. Khương Phàm lôi kéo Thường Lăng đi qua, linh văn trên trán nở rộ, toàn thân bỗng nhiên bộc phát khí thế, giống như là một con hung cầm đáng sợ đột nhiên triển khai hai cánh. Trong lòng nam tử lắc một cái, theo bản năng tránh khỏi hai bên. Bằng hữu. Hỏa khí không nhỏ nhỉ. Phía trước có một nam tử đang cười, tay cầm ngang côn sắt. Tiểu tháp trên cổ ngươi hình như cũng không tồi, có hứng thú trao đổi hay không? Không hứng thú. Khương Phàm đưa tay đè lại côn sắt trước mặt, mãnh lực đẩy đi.
Nam tử vững vàng bắt lấy, tự tin có thể ngăn cản, kết quả lại đánh giá thấp lực đạo tay Khương Phàm, vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị hất ngã. Mấy người đang chuẩn bị đến nói giao dịch xem xét thấy không dễ chọc, nhún nhún vai đều lách qua. Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn bảo điện nguy nga phía xa, giống như là bảo tháp 9 tầng, toàn thân là kim hoàng, ánh sáng nở rộ như tầng tầng sóng lớn. Ở giữa đông đảo bảo điện vô cùng đáng chú ý. Phía trước bảo điện còn người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nơi này lại còn có thương hội. Khương Phàm đang hiếu kỳ muốn đi qua, bỗng nhiên Thường Lăng giữ chặt hắn. Ngươi nhìn nơi đó. Ở tên cao hơn trong hư không, một tòa cung điện hình thuyền đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng lung linh, hơi nước bốc hơi, như mộng như ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn chữ Ôn Tuyền Tiên Cảnh. Thường Lăng nhìn ba chữ suối nước nóng, toàn thân đều không thoải mái, từ khi rời khỏi Đan Quốc, đã rất lâu không có thư thoải mái tắm suối nước nóng. Vương quốc hắc ám lại còn có nơi hưởng lạc. Khương Phàm lắc đầu, nhìn bộ dáng Thường Lăng hai mắt sáng lên, cuối cùng vẫn là mang nàng đi đến nơi đó trước. Hi hi. Thường Lăng toát ra tư thái tiểu nữ hài nhi hiếm thấy, lôi kéo Khương Phàm chạy về phía trước. Bảo điện Ôn Tuyền Tiên Cảnh vô cùng to lớn, càng đi đến, hình dáng càng rung động. Nơi đây dài đến hơn 500 mét, cao gần 200 mét. Thân tàu vàng son lộng lẫy, bên ngoài còn sinh trưởng cây cối xanh biếc lại khổng lồ, còn có thác nước lao ra, đổ xuống bóng tối vô tận phía dưới. Các sợi xiềng xích tráng kiện cứng rắn xuyên qua trong đó, một mực đính trong hư không. Lối vào lại còn là một tòa núi đá, phồn hoa như gấm, cây xanh râm mát, giống như đặt mình vào trước u cốc rừng rậm. Chỉ là Ôn Tuyền Tiên Cảnh này không có náo nhiệt như Khương Phàm tưởng tượng, ngược lại rất quạnh quẽ, không có người ra vào. Hẳn là vội vàng giao dịch, không có người đến hưởng thụ. Khương Phàm thầm nghĩ, sau đó mang theo Thường Lăng đi đến phía trước. Ngươi nhìn nơi đó. Thường Lăng chỉ vào hư không bên cạnh, nơi đó lại còn có 5 con ác phiên toàn thân trắng như tuyết đứng đấy, xác thực mà nói thì chính là đang bay ở trong hư không. Bọn chúng mọc ra 2 cánh hở phía sau. Ác phiên cao gần 10 mét, cũng không hùng tráng, nhưng lại cực kỳ cường tráng, cơ bắp đường cong giống như là sắt thép, 2 cánh mười mấy mét, bay ở trong hư không vô cùng đáng chú ý. Bên trên mỗi con ác phiên là một vị bạch bào, mang theo mặt nạ vàng kim, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Ôn Tuyền Tiên Cảnh trước mặt. Khương Phàm nhìn từ xa xa đánh giá, lại tiếp tục mang theo Thường Lăng đi đến phía trước, hỏi một nữ tử xinh đẹp ngồi tại miệng hang. Xin hỏi, nơi này dùng cái gì giao dịch? Nữ tử ngẩng gương mặt xinh đẹp lên nhìn, đánh giá hai tiểu hài nhi phía trước, chú ý thấy hai người đang nắm tay nhau. Các ngươi muốn phục vụ gì? Tắm rửa đơn giản chút. Ở bao lâu? Xong liền đi. Khanh khách. Nữ tử cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, nụ cười lộng lẫy, ngửa tới ngửa lui. Có gì đáng cười sao? Tiểu gia hỏa, có phải ngươi không biết nơi này là nơi nào hay không? Ngươi xem chúng ta đây là nhà tắm rồi à? Nơi này không phải là như vậy sao? Khương Phàm vừa nhìn về đám phi thiên bạch viên đằng đằng sát khí trong bóng tối kia, chẳng lẽ là đến nhầm nơi? Ngâm trong bồn tắm ngược lại là có thể, nhưng nghiệp vụ chủ yếu của chúng ta là tị nạn đồng thời cung cấp phục vụ tương ứng. Hiểu chưa? Không phải quá rõ. Là như vậy, ngươi chọc phải người không chọc nổi, nơi này có thể giấu mấy ngày. Ngươi đạt được linh bảo gì muốn an tĩnh lĩnh hội, nơi này có thể cung cấp mật thất. Nếu như ngươi có bảo bối gì không tiện mang ở trên người, cũng có thể gửi lại nơi này. Nếu như ngươi chỉ đơn thuần muốn mang theo tiểu cô nương chơi chút tư tưởng phá thân gì đó, chúng ta cũng có thể cung cấp gian phòng, cam đoan thời gian cho các ngươi vuốt ve an ủi, sẽ không có người quấy rầy. Nữ tử nói, lại trừng nhìn với Khương Phàm và Thường Lăng. Khương Phàm bỗng dưng xấu hổ, gương mặt xinh đẹp Thường Lăng cũng lập tức đỏ bừng. Chúng ta nơi này, còn có thể cung cấp tình dược, tuy nhiên thu phí khác nhau. Lần đầu tiên nha, nhất định phải chơi tận hứng, chơi thoải mái, chơi. Nữ tử còn muốn giới thiệu, Khương Phàm tranh thủ thời gian chặn lại. Chúng ta mới từ bên ngoài đến, người rất bẩn, chỉ là muốn tìm nơi nghỉ ngơi một chút. Như vậy đi, chúng ta cần tiêu chuẩn mật thất tu luyện. Được, các ngươi là linh văn gì? Ta an bài cho các ngươi gian phòng dư giả linh lực. Hỏa thuộc tính. Đem đồ cho ta đi, nhìn đồ đạc của các ngươi, cung cấp gian phòng tương ứng đẳng cấp. Khương Phàm đang muốn lấy thanh đồng tiểu tháp ra,
Thường Lăng bên cạnh lập tức đưa lên mấy viên đan dược. Ta muốn gian phòng bí ẩn nhất, an toàn nhất. Nữ tử lung lay đan dược trong bình ngọc, hai mắt tỏa sáng, cười nhẹ nhàng. Mời, cam đoan các ngươi hài lòng. Khoan đã. Phi Thiên Bạch Viên ở xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét, âm thanh chấn động hư không. Thường Lăng giật mình, vô ý thức ôm gấp Khương Phàm, nữ tử xinh đẹp cười nói. Không cần phải để ý đến hắn luyện cuống họng đâu. Hai người các ngươi, cút cho ta. Một nam tử mặc bạch bào bên trên Phi Thiên Bạch Viên nhấc áo choàng lên, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn lại hơi có vẻ dữ tợn. Khương Phàm cùng Thường Lăng hiểu thấu. Ngươi là đang nói chuyện cùng chúng ta. Nơi này còn có người khác sao? Cút nhanh lên. Có ý gì? Đầu ngươi bị tưới nước rồi sao? Nghe không hiểu ta nói gì, hay là lỗ tai nhét lông chó, nghe không rõ? Ngươi phát điên cái gì? Không thấy nơi này không ai ra vào sao, ánh mắt ngươi còn có vấn đề à? Biến! Nam tử mặc bạch bào cao ngạo cường thế, cao giọng quát mắng. Khương Phàm dở khóc dở cười, chết tiệt, nhìn ta dễ bắt nạt lắm sao, tắm một cái đều có thể đụng phải người chỉ vào cái mũi bảo biến đi. Nếu không, chúng ta không tắm đi. Thường Lăng cảm giác đám người kia hình như không dễ chọc, mà phía trước Ôn Tuyền tiên cảnh xác thực quá quạnh quẽ, nàng không muốn lại rước lấy phiền phức cho Khương Phàm. Hôm nay ta còn phải tắm. Khương Phàm nói với nữ tử trước mặt. An bài gian phòng. Ngươi muốn chết. Toàn thân nam tử nở rộ lên hào quang màu tím mãnh liệt, rọi khắp nơi trong hắc ám giữa hư không, cách mấy trăm mét hướng Khương Phàm vung lên nắm đấm. Tử quang cuồn cuộn, sát uy tràn ngập. Trong hư không tăm tối còn vang lên tiếng Phật ngữ cổ quái. Trọng quyền màu tím vạch phá hắc ám, giống như thiên thạch đánh thẳng đến Khương Phàm. Coi ta dễ ức hiếp lắm sao? Khương Phàm kéo Thường Lăng lại, hai tay triển khai, bảo vệ Thường Lăng, linh văn trên trán tỏa sáng hào quang, dẫn dắt liệt diễm toàn thân sôi trào hóa thành ba đạo kim liên đẹp đẽ, xoay tròn lên ánh lửa màu vàng, chặn đạo trọng quyền đánh tới ở đối diện kia. Ầm ầm, kim liên cùng quang quyền va chạm, ầm ầm nổ tung. Ánh sáng nở rộ, thanh chiều ù ù, khí lãng mãnh liệt như sóng biển dâng lao nhanh. A! À, nữ tử xinh đẹp giơ lông mày xinh đẹp lên, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Ngươi đang làm gì? Ánh mắt nam tử phía trên Phi Thiên Bạch Viên bỗng nhiên lạnh lẽo. Ngươi cũng dám cản ta quyền. Không ngăn ngươi, chờ chết à? Tên chết tiệt, đầu ngươi không có não sao? Tính nhẫn nại của Khương Phàm đã bị mài hết. Đầu tiên là Thiên Khải Bí Cảnh, sau lại là Vương Quốc Hắc Ám, ta cứ như vậy mà ăn đòn sao? Ai đụng phải ai, ai trêu chọc ai? Thứ không biết sống chết, ngươi gây nhầm người rồi. Giọng nam tử chấn động hư không, hai mắt tràn ngập hào quang màu tím, y phục toàn thân bay phần phật, khí thế tăng vọt. Hào quang màu tím cường thịnh nở rộ trong nháy mắt, chiếu thấu hắc ám giữa hư không, giống như một vòng sáng chói mà tôn quý, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý tới. Ban thưởng ngươi cái chết. Nam tử bay lên không, hai tay dùng sức tụ lại, sau đó đột nhiên oanh ra một đòn. Tử quang cuồn cuộn, sát uy tràn ngập. Tiếng nỉ non thần bí lần nữa vang lên, quanh quẩn thâm không, nghiêm túc lại trang trọng. Sâu trong hào quang màu tím mơ hồ xuất hiện một Phật ảnh khổng lồ, chắp tay trước ngực, nhanh chóng rộng mở. Ầm ầm, hư không bạo động, cường quang như sấm, đạo đạo Phật trưởng như mưa to đánh về phía Khương Phàm. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, đây là linh văn gì, lại là võ pháp gì? Hứa công tử, người quá mức. Nữ tử xinh đẹp nhắc nhở nam tử, nhưng không có ý ra tay. Khương Phàm đẩy Thường Lăng ra, toàn thân nhấc lên liệt diễm, ngưng tụ hỏa dực, bay lên trời cao, đón Thiên Phật trưởng đang vọt tới. Chu tước trong khí hải gáy to, linh lực cuồn cuộn toàn thân. Đại thừa thánh văn của Khương Phàm thức tỉnh toàn diện, ngọn lửa màu vàng óng như núi lửa phun trào, quét sạch hơn 200 mét. Xa xa nhìn lại, giống như là hai mảnh hải triều lao nhanh va chạm vào nhau. Phật trưởng che trời, kim viêm hóa tinh. Tử quang kim viêm nuốt hết lẫn nhau trong chốc lát, kim viêm hỏa tinh bỗng nhiên thành hình, bạo kích Phật trưởng. Ầm ầm, hư không lay động, bạo động thông thiên. Năng lượng ánh sáng lao nhanh tàn phá bừa bãi, thanh thế to lớn. Tốc độ Khương Phàm không giảm, chiến ý dâng cao, ngang nhiên phá tan năng lượng kinh khủng kia, xuất hiện ở trước mặt nam tử. Nam tử sắc mặt hơi biến, không chết, lại còn có hỏa dực. Chờ chút, là thánh linh văn.
Khương Phàm ngang nhiên giết tới, trong khí hải nhấc lên thủy triều, cuồn cuộn linh lực không ngừng liên tục hội tụ khắp toàn thân, phóng xuất kim viêm ra phía ngoài. Giống. Bạo hùng thành hình, nuốt hết toàn bộ Khương Phàm. Xa xa nhìn lại tựa như là một con cự thú bạo hùng dũng mãnh hung hãn đang cuồng dã đạp lửa phóng tới gần nam tử, lại trong phút chốc, bỗng nhiên giương tay gấu lên. Hùng minh mắt lạnh, sát uy mãnh liệt. Kim viêm bạo hùng biến mất trong nháy mắt, liệt diễm không ngừng liên tục hội tụ đến móng vuốt, đánh tới phía thiếu niên. Phật văn lấp lóe trên trán thiếu niên, trong nháy mắt lan tràn đường vân khắp toàn thân, mảng lớn tự phù, vạn, chấn mở, ánh sáng đụng vào nhau, hình thành Phật y ở xung quanh. Hắn tự tin, Phật y phòng ngự khinh thường quần hùng. Nhưng, uy lực bạo hùng lại vô cùng tuyệt luân, thế như núi lở, phá hủy phòng ngự của Phật y, nổ lên liệt diễm, phóng thích năng lượng phá hủy. Thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Khương Phàm vỗ cánh bạo kích, chộp tới bàn chân thiếu niên. Thiếu niên chật vật tháo chạy, cũng phản ứng rất nhanh, trực tiếp cưỡng ép giữ vững thân thể, đáy mắt chợt hiện ý lạnh. Nhấc lên một trường ấn hướng về phía Khương Phàm, một cái vạn tự phù vạn vẹo xuất hiện, mang theo sát khí, cương mãnh vô biên. Khương Phàm ngừng ánh mắt lại, hai cánh xoay chuyển, mạo hiểm tránh khỏi phản kích. Giống. Phi thiên bạch viên vững vàng trở thiếu niên, cuồng liệt gào thét về phía Khương Phàm. Thanh chiều như lôi đình tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt nuốt hết Khương Phàm. Liệt diễm toàn thân Khương Phàm tán loạn, suýt nữa bị xé nát, bị hất bay ngược mấy chục mét. Hỏa dược tán loạn, mắt thấy là phải rơi xuống mặt hắc ám, nhưng Khương Phàm đã kịp thời nổ lên liệt diễm ở hai chân, thúc giục thân thể của hắn một lần nữa về tới trên xiềng xích trước ôn tuyền tiên cảnh. Ngươi không sao chứ? Thường Lăng vội vàng chạy tới, tức giận nhìn qua nam tử trên không trung, thật không biết xấu hổ, vậy mà lại bỏ mặc yêu thú ra tay. Không sao. Khương Phàm nhíu mày, hỏi nữ tử xinh đẹp. Hắn là ai? Nữ tử xinh đẹp nhìn Khương Phàm thật sâu, nhếch miệng lên một vòng yêu mị. Ngươi có thể cùng hắn giao thủ, thật làm cho ta quá vui rồi. Hắn là ai? Khương Phàm nghiêm mặt. Người này tùy tiện chống lên y phục bảo vệ, lại có thể chống đỡ được bạo hùng quyền toàn lực của hắn. Nữ tử xinh đẹp cười nói. Hứa Như Lai, xác thực mà nói thì hắn là một trong Hứa Như Lai. Thường Lăng cũng kỳ quái hỏi. Có ý gì? Các ngươi là thật không hiểu rõ. Ngươi thấy chúng ta giống hiểu rõ. Ha ha, Hứa Như Lai, đến từ Chí Tôn Kim Thành, hắn còn có một ca ca, cũng tên là Hứa Như Lai. Bọn hắn là song thai, có Phật ấn linh văn hoàn toàn giống nhau. Nhưng, một tên là Thánh Phật, nghiêm túc trang trọng, một tên là Chiến Phật, tàn nhẫn hiếu chiến. Nữ tử xinh đẹp nói xong, nhẹ giọng nói nhỏ. Thuận tiện để lộ cho ngươi một bí mật. Huynh đệ hai người bọn họ có thể mượn dùng lực lẫn nhau. Cụ thể có ý gì, người có hứng thú liền tự mình đi lĩnh hội. Báo tên, thân phận của ngươi. Hứa Như Lai cưỡi phi thiên bạch viên liền muốn lao tới. Hắn cũng thật bất ngờ, cái tên gia hỏa nhìn như ăn mày này lại có thể một kích đập nát chiến y bảo vệ của hắn. Nữ tử xinh đẹp rốt cuộc cũng ra mặt ngăn lại. Hứa công tử, bảo chủ nhà chúng ta còn đang phía trên thương lượng. Vẫn chưa hoàn toàn thương định ra kết quả, người không nên tới gần nơi này mới tốt. Công tử, các bạch bào khác lắc đầu nhìn Hứa Như Lai. Sự kiện lần này rất mẫn cảm, không dễ xúc động. Hứa Như Lai đứng tại nửa đường, nhưng vẫn cao giọng chất vấn Khương Phàm. Báo tên của ngươi, ngươi tính là cái rắm gì? Khương Phàm không chút khách khí đáp lễ. Ngươi muốn chết. Hứa Như Lai tức giận, giọng nói to như chuông đồng, chấn động hư không. Tên chết tiệt nhà ngươi tới giết ta sao? Khương Phàm lên tiếng gào thét, khí thế phóng xuất ra ngoài, bắt nguồn từ lệ khí chu tước tràn ngập ra khắp hắc ám. Đám người trên xiềng xích nơi xa hai mặt nhìn nhau, ở đâu ra tên ngông cuồng vậy, lại dám trực tiếp kêu gào cùng công tử Chí Tôn Kim Thành. Hứa Như Lai đưa tay chỉ về phía Khương Phàm. Điện đại tự tại, một trận chiến định sinh tử. Ngày mai ta có khiêu chiến, ngươi muốn chiến, sắp xếp sau đi. Khương Phàm kéo Thường Lăng đi đến bên trong. Cho biết tên họ. Tự mình đi thăm dò, ta chiến trận đầu tiên, Hàn Ngạo. Khương Phàm cao giọng đáp lễ, đi đến sơn cốc. Hàn Ngạo. Hứa Như Lai nhíu mày. Các bạch bào khác cùng nhau có phản ứng. Hàn Ngạo, vô hồi thánh địa. Tên ăn mày này rốt cuộc là thân phận gì?
Đám người trên xiềng xích nơi xa an tĩnh một lát, nhanh chóng náo nhiệt lên. Vừa rồi hắn nói tới ai, là ta nghe lầm sao? Đây là tên ngu xuẩn từ đâu xuất hiện vậy? Xem mình là thiết nhân rồi. Liền xem như thiết nhân, Hàn Ngạo đều có thể ăn sống hắn. Tuyên chiến Hàn Ngạo, khiêu khích Hứa Như Lai, nghiêu bức thật. Tuy nhiên có thể cùng Hứa Như Lai giao thủ, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Bên trong ôn tuyền tiên cảnh trời quang mây tạnh, hương thơm hoa cỏ, cây cối tùm tựa như đi đến một mảnh núi rừng yên tĩnh. Suối nước nóng ở mỗi cư xá đều hoàn toàn độc lập, mê vụ bao phủ chính là phong ấn bình chướng, bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nghe không được thanh âm, cũng không cảm giác được năng lượng. Tầng đầu tiên là khu suối nước nóng, nơi này cung cấp giải trí, tĩnh dưỡng, bế quan. Tầng thứ hai hoàn toàn khác với nơi này, thích hợp để ẩn giấu kín đáo, cũng có cường giả đặc thù trấn thủ. Trừ phi ôn tuyền tiên cảnh bị hủy, nếu không, không ai có thể đem ngươi từ tầng thứ hai đẩy ra ngoài. Tầng thứ ba là khu cất giữ bảo vật, chỉ có thể để chúng ta vào. Mặc kệ là cái gì, đều sẽ cam đoan còn nguyên tùy thời lấy đi. Nữ tử xinh đẹp bồi tiếp bọn hắn, gót sen uyển chuyển, phong thái hiểu điệu, thành thục mị lực để cho tim người ta đập thình thịch. Các cô nương, khách đến, ra thăm người đi. Trong rừng rậm liên tiếp đi ra vài nữ hài xinh đẹp tuyệt trần, y phục đơn bạc, da thịt phấn nộn, đều ngạc nhiên nhìn người đang đến. Ôn tuyền tiên cảnh bị chặn lại 3 ngày, rốt cuộc cũng có khách đến. Chí tôn Kim Thành là chủ nhân nơi này. Khương Phàm nhìn khu suối nước nóng quạnh quẽ, đoán chừng hẳn là do cái tên Hứa Như Lai kia ngăn ở nơi này được một thời gian. Ba vị chủ tử vương quốc Hắc Ám, Vô Hồi Thánh Địa, Chí tôn Kim Thành, Hỗn Độn Tử Phủ. Nữ tử xinh đẹp thấy Khương Phàm hình như thật không hiểu rõ vương quốc Hắc Ám, lại thuận mồm nhiều lời vài câu. Chí tôn Kim Thành và Hỗn Độn Tử Phủ đều là cường tộc cường thịnh ở phía ngoài, so với Vô Hồi Thánh Địa mạnh không biết bao nhiêu lần. Nhưng Vô Hồi Thánh Địa là địa đầu xa, khống chế Hắc Ám Thâm Uyên, lại là một trong Thương Huyền Thánh Địa, lực ảnh hưởng trong vương quốc Hắc Ám này không thể kém hơn so với bọn hắn. Bình thường mà nói là, mặc kệ là chọc tới Chí tôn Kim Thành, hay là Hỗn Độn Tử Phủ, lại hoặc là những kẻ địch khác, mọi người đều nguyện ý hướng tới Vô Hồi Thánh Địa tìm kiếm trợ giúp. Nhưng rất đáng tiếc, vừa rồi ngươi đã cùng Hàn Ngạo giao thủ. Ngoại trừ ba vị chủ tử, còn có thế lực khác sao? Khương Phàm nghĩ tới đây, nếu sâu chuỗi lấy các ngõ ngách thế giới, nói không chừng có thể có thế lực đã từng quen thuộc. Vương quốc Hắc Ám quá nhiều thế lực, có thể đứng hàng danh hào đã có hơn 50 cái, tựa như ôn tuyền tiên cảnh chúng ta, chính là một trong số đó. Tuy nhiên, vương quốc Hắc Ám nối liền rất nhiều nơi bí ẩn ở bên ngoài, mỗi ngày đều có người đến, có chút trương dương, có chút điệu thấp, có người hiện ra bối cảnh, có người che giấu tung tích. Nơi này chính là Ngọa Hổ Tàng Long. Nữ tử xinh đẹp lặng lẽ nhìn Thường Lăng bên cạnh Khương Phàm, âm thầm suy đoán bọn hắn sẽ không phải là có bối cảnh gì đặc thù. Công tử, cô nương, cần gì phục vụ vậy? Các nữ hài nhi xinh đẹp vây tới. Đưa bọn họ đến khu thứ 9. Nữ tử xinh đẹp cười phân phó, lại nói nhỏ với Khương Phàm. Cứ từ từ hưởng thụ. Khu thứ 9 là ở nơi cực sâu, đẩy cửa phòng ra, đối diện chính là mê vụ nồng đậm, đập vào mắt hoàn toàn mông lung, chỉ có con đường nhỏ gập ghềnh đá vụn dưới chân mới có thể thấy rõ ràng. Bọn họ đi vào trong 30 đến 50 mét mới đi đến bên cạnh suối nước nóng. Tất cả các ngươi đi xuống đi. Thường Lăng nhìn làn suối nước ôn nhận, rốt cuộc cũng có cảm giác thoải mái. Chỉ cần có người ngâm vào suối nước nóng sẽ liền dâng lên mê vụ, hình thành phong ấn độc lập, che kín ở bên trong. Phía trước có hai cái gian phòng, đều là phòng riêng, thích hợp để tu luyện. Sau khi các nữ hài nhi giới thiệu sơ lược, lại nhìn bọn hắn lộ ra nụ cười mập mờ, sau đó lại biến mất ở trong sương mù. Ngươi tắm rửa đi, ta đi tu luyện. Khương Phàm đi đến gian phòng, từ bên trong đóng lại, sau khi khẽ nhíu mày, hắn liền ngồi xếp bằng tu luyện. Trước đó là dự định xử lý tốt chuyện ở Đan Quốc. Làm xong sẽ trở lại Thiên Sư Tông dốc lòng tu luyện, không nghĩ tới lại tiến vào vương quốc Hắc Ám, còn bị luân phiên khiêu khích. Hắn bị kích thích lòng háo thắng. Nơi này cũng đúng là sân thí luyện không tệ, có thể tiếp xúc được cường giả ở các nơi trên thế giới, có thể nhìn thấy các loại linh văn phi phàm. Hắn quyết định, muốn tại Vô Hồi Thánh Địa nghỉ ngơi một thời gian. Bây giờ muốn lĩnh hội vạn thú thiên hoàng quyền cũng không còn kịp rồi, mà muốn uy hiếp được Hàn Ngạo, Hứa Như Lai kia, một hai thú quyền cũng không có tác dụng.
muốn ngưng tụ hình thú mới cũng không thể nào. Nhưng sau khi hắn có dung hợp Thái Dương tinh hỏa đã lấy được ba bộ truyền thừa, Thái Dương Diệu Thế, Thái Dương Chiến Y, Thái Dương Thánh Quyền. Dù sao cũng là truyền thừa, còn có Thái Dương tinh hỏa gánh chịu ký ức tu luyện, tương đối mà nói lại càng dễ lĩnh hội, càng dễ khống chế, cũng càng có thể phát huy ra uy lực. Một ngày một đêm, đầy đủ. Khương Phàm. Thường Lăng lẳng lặng đứng trong sương mù một lát, lại cố ý quát lên, sau khi xác định Khương Phàm nơi đó không có vấn đề nàng mới buông xuống cảnh giác, tháo bỏ y phục, ngâm trong suối nước nóng ấm áp. Ngửa người dựa vào thành ao, nghe hương hoa thấm vào ruột gan, thời gian dần trôi qua thân thể cũng đang trầm tĩnh lại. Thường Lăng nhắm mắt lại, thoải mái phát ra tiếng ngâm khẽ. Hơn 10 ngày lang bạt kỳ hồ, sinh tử đào vong, không thể nghi ngờ đây chính là khoảng thời gian điên cuồng nhất mà nàng trải qua kể từ khi sinh ra đến nay. Nàng tựa như là một con khổng tước non nớt, đột nhiên bị ném vào trong bầy sói hung tàn, cái cảm giác vừa khẩn trương, sợ hãi, tuyệt vọng đã kích thích linh hồn nàng thật sâu, để nàng cảm giác đây không phải mình. Nhưng đoạn thời gian này cũng không tất cả đều là đau đớn, ngược lại chính là mới lạ lại kích thích, còn có. Thường Lăng nâng nhẹ khóe miệng hồng nhuận phơn phớt, có ngượng ngùng, có ngọt ngào, có ước mơ u mê. Nàng đã từng thuần túy, đã từng cao ngạo, cũng từng lạnh nhạt, chưa từng nghĩ tới mình sẽ trải qua một đoạn đào vong điên cuồng lại đặc sắc như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới mình vậy mà cũng sẽ có. Tình cảm thiếu nữ. Loại cảm giác vi diệu này, vậy mà lại rất tốt đẹp. Thường Lăng hưởng thụ nước suối ấm áp, yên lặng hồi tưởng đến hình ảnh bị Khương Phàm thô lỗ ôm lấy, gương mặt kiều nộn dần dần hiện lên đỏ ửng động lòng người. Lúc Khương Phàm ra khỏi phòng Thường Lăng cũng tắm rửa xong, lại còn ngủ thiếp đi bên cạnh suối nước nóng. Khương Phàm cười lắc đầu. Hơn 10 ngày dày vò, có thể kiên trì tới lúc này quả thực thật không dễ dàng. Với hắn mà nói đây là chuyện thường ngày, đối với Thường Lăng mà nói là, chỉ sợ nàng gặp ác mộng cũng đều không thấy được đến trường hợp như vậy. Thường Lăng nằm nghiêng trên giường êm bên cạnh ao, đổi lại y phục của nàng, nhu hòa dán ở trên người, phác họa ra độ cong mê người. Gương mặt như bạch ngọc, phấn nhuận hoàn mỹ, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ tuyệt mỹ, hoàn mỹ giống như một vật mỹ nghệ. Không cần ai ca ngợi, nàng thật cực kỳ giống như một vị tiên tử, hoàn mỹ như vậy. Làm cho người khác không khỏi rung động, mỹ nhân như ngọc. Khương Phàm lẳng lặng mà nhìn, lại còn nhìn đến ngây người. Thường Lăng nhẹ mở đôi mắt xinh đẹp ra, bên trong giống như có một làn hơi nước mịt mờ, để người ta nhìn vào đều tâm động. Tỉnh rồi sao? Khương Phàm tranh thủ thời gian đứng dậy, vừa rồi trong bất chi bất giác đã tiến đến trước mặt nàng. Ngươi làm cái gì? Thường Lăng chống người lên, trên mặt hiện ra một sự thẹn thùng động lòng người. Không có gì, nhìn cô ngủ mà thôi. Khương Phàm xấu hổ vào đầu. Thời gian chênh lệch không nhiều lắm, chúng ta nên rời khỏi. Thường Lăng mang mạng che mặt, che khuất dung nhan tuyệt thế nghiêng nước nghiêng thành, nhưng như thế này ngược lại càng nhiều hơn mấy phần mông lung và thần bí, cùng với đôi mắt tinh khiết kia lại mang theo một chút linh khí càng tăng thêm sức mạnh. Cô thật đẹp. Khương Phàm ca ngợi một câu từ đáy lòng. Thường Lăng kinh ngạc giơ lông mày lên, hé miệng cười khẽ, có thể từ nơi trong miệng ra hỏa này nghe được lời như vậy, không dễ dàng. So với Dạ An Nhiên thì sao? Thường Lăng nhìn mắt Khương Phàm cười nói. Cảm giác không giống nhau, không cách nào so sánh được. Cô rất đẹp, An Nhiên cũng rất đẹp, cô có loại đẹp không linh, nàng có loại đẹp tự nhiên, cô ấy còn rất kiên cường, rất dũng cảm, gặp chuyện đều rất quả quyết. Thường Lăng im lặng, hắn là đồ đần sao? Ai? Khương Phàm nhìn Thường Lăng xinh đẹp thánh khiết trước mặt, bỗng nhiên phát ra âm thanh thở dài nhẹ nhàng. Có ý gì? Thường Lăng không hiểu thấu, ta có cái gì không tốt sao? Không có gì, đi thôi, đừng để Hàn Ngạo sốt ruột chờ. Khương Phàm thở dài bởi vì đột nhiên phát hiện một chuyện. Hắn phát dục, thật là phát dục. Trong đầu ngẫu nhiên xuất hiện ý nghĩ lang thang, giống như không hoàn toàn là do sát lục chi hỏa ảnh hưởng. Ai, 15 tuổi rồi, lớn lên rồi. Chào ngươi. Khương Phàm bọn người Thường Lăng mới ra khỏi mê vụ của suối nước nóng, đối diện nhìn thấy một gương mặt tròn vo. Ngươi là ai? Khương Phàm đưa tay đè lại gương mặt béo phì kia, dùng sức đẩy ra. Để ra tự giới thiệu, ta là, hoa, hoa hoa hoa, thật đẹp, ngươi, nàng là của ngươi sao, hoa, có phúc lớn thật.
Gương mặt béo phì kia một giây trước còn đầy vẻ tươi cười, một giây sau lại gắt gao tiếp cận Thường Lăng, phát ra tán thưởng kinh diễm. Khống chế một chút, ngươi là ai? Khương Phàm cản ở trước mặt Thường Lăng, đánh giá nam tử trước mặt. To béo mượt mà, trắng tinh, không có tóc, không có râu, cũng không có lông mày, hết lần này tới lần khác còn choàng bộ đạo bào màu trắng, chợt nhìn giống như không mặc y phục, da lại trắng như heo. Ta là người tốt, nhìn tướng mạo liền biết, người tốt. Ta không có ý gì khác, chỉ là muốn xin mời hai vị giúp một chút, chỉ là một vấn đề nhỏ. Nam tử lộ ra nụ cười người vật vô hại, xoa xoa tay mong đợi nhìn Khương Phàm. Giúp cái gì? Khương Phàm vừa muốn cười bộ dáng hắn to béo không lông thật khôi hài, chợt phát hiện, trên trán hắn không có linh văn, cũng là trần trùng trục. Thường Lăng cũng chú ý tới trán của hắn, là người không có linh văn. Cái này, ha ha. Nam tử không để lại dấu vết nhìn xung quanh cây rừng, nói nhỏ. Mang ta ra ngoài. Không phải ngươi có chân sao? Hay là thiếu tiền, bọn họ giữ ngươi lại rồi. Ta có tiền có bảo bối. Chỉ là cái gì? Hắc hắc, không tiện quang minh chính đại rời khỏi. Chỉ cần ngươi đem cất ta vào trong này, mang ta ra khỏi vương quốc hắc ám, ta nhất định có hậu tạ. Nam tử cười híp mắt chỉ thanh đồng tiểu tháp treo trên cổ Khương Phàm. Nó không chứa được người sống. Khương Phàm cảnh giác, hắn là lần theo cảm giác đi tìm tới sao? Nếu ta có thể tìm tới ngươi liền tin tưởng ngươi có thể mang ta đi ra ngoài. Nam tử cười xoa tay, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Thường Lăng một cái, trong mắt tất cả đều là ánh sáng kinh diễm. Khương Phàm nhìn chằm chằm nam tử. Ôn Tuyền tiên cảnh, sẽ không phải bởi vì ngươi nên mới không tiếp tục kinh doanh được đấy chứ. Làm sao có thể, ta chỉ là một người bình thường, người tốt bình thường. Đáy mắt nam tử hiện lên tia bối rối. Nhưng nụ cười trên mặt không yếu bớt chút nào. Khương Phàm hào hứng. Ngươi nói cho ta biết trước, ngươi làm thế nào chọc tới Hứa Như Lai. Nam tử tranh thủ thời gian lắc đầu. Hứa Như Lai, nói đùa cái gì, ta làm sao dám gây với chiến Phật Chí Tôn Kim Thành. Vậy rất xin lỗi, chuyện không kích thích ta không hứng thú. Khương Phàm kéo tay Thường Lăng muốn rời khỏi. Kích thích, khá là kích thích. Nam tử tranh thủ thời gian bắt lấy cánh tay Khương Phàm, cười rạng rỡ. Làm sao kích thích? Khương Phàm từ từ đẩy tay của hắn ra. Người đem ta đặt vào liền có thể tự mình trải nghiệm. Như vậy đi, ta chỗ này có chút. Nam tử vừa muốn móc từ trong y phục ra cái gì, phía trước lại truyền đến vài tiếng cười yêu kiều. Người đây là muốn đi vội sao? Nữ tử xinh đẹp không biết lúc nào đã xuất hiện tại góc rẽ, thân thể xinh đẹp tựa vào một gốc cây bên cạnh. Nhìn nam tử chớp chớp mị nhãn. Nào có, ta nhìn thấy có bạn mới tiến đến, nên chào hỏi. Nam tử tranh thủ thời gian cười làm lành, tay luồn vào trong y phục từ từ rút về. Nữ tử xinh đẹp cười nói. Ngươi giao bảo bối, đầy đủ để cho ngươi đổ đầy 30 ngày, lúc này mới vẻn vẹn 5 ngày mà thôi, không cần gấp gáp như vậy. Nam tử nuốt ngụm nước bọt, cười khan nói. Đúng đúng đúng, vừa 5 ngày, ta không vội. Nữ tử xinh đẹp quan sát tỉ mỉ Thường Lăng vài lần, trêu đùa. Không giống nữ tử bị tẩm bổ nhỉ, thật xinh đẹp. Mặt đỏ lên thẹn thùng, ta thấy mà yêu. Các ngươi xác định, không vào để hưởng thụ dư vị. Gương mặt xinh đẹp của Thường Lăng nổi lên tia đỏ ửng, thực sự chịu không được trò đùa ngay thẳng thế này. Bởi vì chưa từng tiếp xúc qua loại người này nên không biết phản bác làm sao. Cáo từ, người từ từ ở. Khương Phàm mỉm cười nói với to béo nam tử, lôi kéo Thường Lăng rời khỏi. Ai, ai, lúc này đã đi rồi sao, trò chuyện tiếp một lát đi. Nam tử cố gắng tươi cười, chỉ là cười so với khóc còn khó coi hơn. Nữ tử xinh đẹp cười khanh khách. Người đó, liền thành thành thật thật đợi đi. Bảo chủ các ngươi cùng mặt trên nói thế nào rồi. Giữa chúng ta đã có giao dịch, người nhận đồ của ta, liền phải bảo đảm 30 ngày an toàn cho ta. Các ngươi cũng không thể lật lọng. Nam tử nóng nảy chạy đến trước mặt nữ tử xinh đẹp, trên cái đầu trần trùng trục đều thấy rõ mồ hôi. Giữa chúng ta là làm giao dịch, thế nhưng ngươi che giấu thân phận của ngươi, cho chúng ta làm ra ước định sai lầm nguy hiểm. Dựa theo quy củ, chúng ta kỳ thật có thể trực tiếp đưa ngươi ra ngoài. Nhưng, bảo chủ vẫn quyết định tôn trọng quy củ, bảo đảm ngươi đến cùng. Nhưng phải xem vô hồi thánh địa, Chí Tôn Kim Thành, còn có hỗn độn tử phủ làm sao thương lượng.
đáy mắt nữ tử xinh đẹp hiện lên một tia ý lạnh. Cái tên mập mạp chết bầm này là nàng tiếp đãi, không nghĩ tới lại náo ra nhiễu loạn như vậy. Hắn chân trước vừa tiến đến, chiến Phật Chí Tôn Kim Thành liền giết tới. Sau khi điều tra mới biết được, cái tên mập mạp chết bầm này đã gây đại họa. Nhưng, bảo chủ dứt khoát quyết định tuân thủ ước định, bảo đảm cho tên mập mạp chết bầm 30 ngày. Không chỉ bởi vì đồ trong tay tên mập mạp chết bầm này, càng là muốn mượn sự kiện oanh động này, tuyên cáo với toàn bộ vương quốc hắc ám quy củ cùng thái độ của Ôn Tuyền tiên cảnh. Tên dế nhũi kia, dừng lại. Khương Phàm vừa đi ra khỏi Ôn Tuyền tiên cảnh, trong hư không tối tăm nơi xa liền truyền đến giọng của Hứa Như Lai. Khương Phàm không để ý đến, lôi kéo Thường Lăng rời khỏi. Chính là ngươi, tên dế nhũi tới từ Bạch Mao thôn, Khương lão nhị. Hứa Như Lai cao giọng hét lớn, thanh âm như hồng chuông, hắc ám quanh quẩn, làm cho vô số người ồn ào cười to trên xiềng xích nơi xa. Bạch Mao thôn, Khương lão nhị. Khương Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía Hứa Như Lai. Hứa Như Lai nhếch lên nụ cười giễu cợt. Hàn ngạo khiêu chiến đã truyền khắp vương quốc hắc ám, địa điểm tại Đại Tự Tại Điện thứ 3, tầng thứ 2, diễn võ trường đầu tiên, khiêu chiến dế nhũi Bạch Mao thôn, nhi tử thôn trưởng Khương lão nhị. Ha ha, phụ mẫu của ngươi đặt tên cho ngươi rất tùy tính nhỉ. Đây là lời Hàn ngạo nói sao? Quá khi dễ người. Thường Lăng rất im lặng, đường đường là Dực Long, ngây thơ như vậy sao? Khương Phàm lắc đầu mà cười. Xin hỏi Hứa công tử, thời gian định từ lúc nào? Dựa theo thời gian vương quốc hắc ám, sau 3 khắc đồng hồ, chính là thời điểm ngươi đi ra. Đại Tự Tại Điện thứ 3 ở đâu nào? Phía trước bên trái ngươi, ngoài trăm dặm. Toàn thân Khương Phàm dâng lên liệt diễm, triển khai hỏa dực vàng óng ánh, ôm lấy Thường Lăng liền muốn rời khỏi. Khoan đã! Hứa Như Lai phất tay, phi thiên bạch viên ở các nơi liên tiếp dâng lên, chặn lại phía trước Ôn Tuyền tiên cảnh. Uất ức thật! Khương Phàm nhẹ giọng tự nói, ngẩng đầu hỏi Hứa Như Lai. Lại có chuyện gì? Ta muốn soát người. Tìm kiếm cái gì? Lục soát người hai người các ngươi. Vì sao? 5 ngày trước có một người tiến vào. Trong vòng 5 ngày, chỉ có hai người các ngươi ra vào. Ta muốn bảo đảm các ngươi không có trộm đem hắn ra. Hứa Như Lai phất tay hô to. Tìm kiếm cho ta, từ y phục đến vũ khí, nơi nào cũng đều không cần buông tha. Thường Lăng tranh thủ thời gian bắt lấy ngọc thạch trên cổ áo, cảnh giác bạch viên đang vây tới. Khoan đã, như vậy đi, không cần lục soát, người, ta đã mang ra ngoài. Khương Phàm đột nhiên nói một câu, để nữ tử xinh đẹp bên trong Ôn Tuyền tiên cảnh đang muốn đi ra ngăn lại kinh ngạc giơ lông mày lên. Bắt lại cho ta. Hứa Như Lai lớn tiếng hô to. Quá tốt rồi. Cái tên mập mạp chết bầm kia rốt cuộc cũng vẫn đi ra. Chỉ cần rời khỏi Ôn Tuyền tiên cảnh thì không có quan hệ gì với Ôn Tuyền tiên cảnh nữa, hắn có thể trực tiếp bắt người. Khương Phàm đưa tay, chỉ về phía Hứa Như Lai. Ta khiêu chiến ngươi, ta thắng, buông tha hắn. Ta thua, người cho ngươi. Ngươi biết hắn là ai sao? Ta chẳng cần biết hắn là ai, ta khiêu chiến ngươi. Ngươi nghĩ kỹ. Hứa Như Lai tiếp cận Khương Phàm. Ta rất rõ ràng, ngươi dám không? Có gì không dám, nhưng, ha ha, ngươi có thể còn sống từ trên lôi đài với Hàn Ngạo sao? Ta không đi xuống được, coi như ta thua, ngươi cũng thuộc về ngươi. Khương Phàm nói xong lại ôm lấy Thường Lăng, bay lên không rời khỏi. Thứ không biết sống chết, đi. Hứa Như Lai kêu gọi Bạch Viên rời khỏi. Ai, ai, không đúng. Nam tử to béo cuống quýt lao ra, lo lắng hô to về phía không trung. Không qua ta đồng ý sao? Ta còn chưa có ra ngoài đây. Ngọa tào, ngươi là ai chứ? Đại Tự Tại Điện thứ 3 cho tới bây giờ đều là nơi náo nhiệt nhất vương quốc hắc ám. Nơi này chủ yếu cung cấp diễn võ giao dịch cho võ giả linh nguyên cảnh. Tầng đầu tiên thích hợp với linh nguyên cảnh tam trọng thiên trở xuống, tầng thứ 2 thích hợp với tứ trọng thiên ngũ trọng thiên, bắt đầu từ tầng thứ 3, mỗi tầng đơn độc một tầng. Hôm nay Đại Tự Tại Điện thứ 3 vô cùng náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi này. Bởi vì Hàn Ngạo có thân phận đặc thù, đệ tử Thánh Văn của Vô Hồi Thánh Địa, đứng vị trí thứ 6 võ hầu bảng. Bởi vì Hàn Ngạo từ 2 năm trước đã không còn tiếp nhận khiêu chiến, càng không có người dám khiêu chiến hắn. Bởi vì Hàn Ngạo muốn đích thân khiêu chiến người quá đặc biệt. Dế nhũi, Bạch Mao thôn,
nhi tử thôn trưởng, Khương lão nhị. Bởi vì điều kiện giao dịch Hàn Ngạo lên đài khiêu chiến là, thời hạn chủ tớ. Dế nhũi đâu, sắp đến giờ rồi người còn chưa tới sao? Khương lão nhị là tên thật sao? Loại như thế cũng đáng để Hàn Ngạo tự mình khiêu chiến. Còn giao dịch thời hạn chủ tớ. Chết tia, ta quá hiếu kỳ rồi, cuối cùng là người nào? Từ hôm qua đến bây giờ cũng không có người nào tra ra Khương lão nhị là ai sao? Khán đài tầng 5 kín người hết chỗ, tiếng nghị luận ầm ĩ, đều tràn ngập chờ mong đối với cuộc khiêu chiến này. Hàn Ngạo ơi Hàn Ngạo! Các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa tới rất nhiều, đều đứng trong sương phòng phía trên tầng 5 nhìn Hàn Ngạo đang ngồi xếp bằng điều dưỡng bên trên lôi tràng. Khương lão nhị! Thua thiệt hắn nghĩ ra, đây là ngụ ý vạn năm lão nhị sao? Còn đem Bạch Hổ Quan nói thành Bạch Mao Thôn, đem Khương Hồng Võ nói thành thôn trưởng. Bọn hắn thật có chút sở khóc sở cười, chưa từng nghĩ đến Hàn Ngạo lại còn có một mặt ngây thơ như vậy. Khương Tuyền trưởng lão là cô Khương Phàm là do thánh chủ tự mình mời chào, đã vậy Hàn Ngạo còn quá nhục nhã hắn, là thật không nể mặt mũi mà. Hình như Hàn Ngạo ở ngoài trí ám lĩnh vực bị Khương Phàm khi dễ. Hàn Ngạo trước đó vẫn luôn tuyên bố muốn hung hăng giáo huấn Khương Phàm, để Khương Phàm quỳ bò vào Vô Hồi Thánh Địa. Kết quả vừa đối mặt liền thua. Hàn Ngạo là nuốt không trôi cục tức này. Khương Phàm thật là, mới đến cũng không thu liếm tài năng, cho các sư huynh sư tỷ chút mặt mũi. Ta chưa từng nhìn thấy Hàn Ngạo như thế này bao giờ, hôm nay đoán chừng sẽ hung hăng giáo huấn Khương Phàm thật. Các đệ tử Vô Hồi rất bất đắc dĩ, nhưng cũng lại có chút chờ mong. Bọn hắn cũng tràn đầy hiếu kỳ đối cái tên điên dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa kia. Khi Khương Phàm đi đến Đại Tự Tại Điện tầng đầu tiên, Hàn Ngạo ở trên diễn võ trường tầng 2 liền mở bừng mắt ra đầu tiên, một vòng tinh mang lăng liệt chợt hiện. Lên! Cả những người náo nhiệt nói chuyện với nhau đều liên tiếp an tĩnh lại, kỳ quái nhìn Hàn Ngạo trên đài. Hàn Ngạo đã nhận ra khí tức Khương Phàm, cũng không phải cảm nhận linh văn, mà là phản ứng của Long Nguyên trong thân thể. Tựa như có thiên địch tới gần, để hắn bỗng nhiên khẩn trương. Hắn, rốt cuộc là linh nguyên gì? Hàn Ngạo khẽ nhíu mày. Cảnh giác ngoài ý muốn càng, nhưng rất nhanh liền ngẩng đầu lên, chờ đợi Khương Phàm xuất hiện. Tới rồi. Ở chỗ nào? Đám người liên tiếp đứng dậy, hiếu kỳ nhìn xung quanh. Khương Phàm đi đến tầng thứ hai, lần theo chỉ dẫn, đi tới diễn võ trường khổng lồ nhất. Cửa đá chậm rãi đẩy ra, đập vào mắt rõ ràng là quảng trường rộng rãi khổng lồ, bậc thang vần quanh tầng tầng hướng lên, hơn mấy ngàn vạn người ngồi đầy nhóc trèo lên. Đài diễn võ vô cùng rộng rãi, xung quanh còn hoa lệ cột đá bao quanh, chống lên bảo vệ. Qua, toàn trường vang lên tiếng kinh hô liên miên, chỉ là tiếng hô đều đưa cho nữ tử áo trắng cao gầy thướt tha bên cạnh Khương Phàm. Ngay sau đó, tiếng kinh hô lại lần nữa tăng vọt. Hứa Như Lai, đây là Hứa Như Lai nào? Hẳn là chiến Phật Hứa Như Lai, Thánh Phật hình như đã một thời gian tiến vào Đại Hoang Thâm Uyên, sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hai người kia là ai? Sao Hứa Như Lai lại đi theo phía sau bọn họ? Thanh triều như sấm, quanh quẩn diễn võ trường. Ngay cả các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa trong sương phòng đều liên tiếp đứng lên, chau mày, làm sao Hứa Như Lai lại đi cùng với Khương Phàm? Hứa Như Lai, người đến xem ta luận võ. Hàn Ngạo cũng ngoài ý muốn khi thấy Hứa Như Lai đến diễn võ trường của hắn. Ta đến xem hắn chết như thế nào? Hứa Như Lai hừ một tiếng. Dẫn người đi hướng chỗ cao. Sau khi Khương Phàm an bài Thường Lăng đến trên khán đài, hắn liền leo lên đài diễn võ. Xảy ra chuyện gì? Hàn Ngạo chau mày, chỉ mới một ngày mà thôi, làm sao gia hỏa này lại kết thù kết oán với Hứa Như Lai? Trận luận võ hôm nay của hai ta, tốc chiến tốc thắng. Khương Phàm run run bả vai, cố ý kích thích Hàn Ngạo. Ngươi nói cái gì? Hàn Ngạo sắc mặt đột nhiên lạnh lại. Cùng ngươi làm nóng người, phía sau còn phải đánh với Hứa Như Lai. Một câu của Khương Phàm lập tức an tĩnh cả diễn võ trường, ngay sau đó toàn trường sôi trào. Cái tên dế nhũi này còn muốn khiêu chiến Hứa Như Lai. Hứa Như Lai lại còn theo tới thật. Cái tên nhi tử ngốc của thôn trưởng này rốt cuộc là ai? Mọi người khó có thể tin được mà nhìn về phía Hứa Như Lai ở nơi đó. Khương Phàm, ngươi đang nhục nhã ta. Hàn Ngạo gầm thét. Làm nóng người. Khốn kiếp, ta sẽ làm nóng chết ngươi. Toàn thân Hàn Ngạo sôi trào lên cương khí màu đen cuồng liệt,
da thịt căng cứng, nhanh chóng ngưng tụ thành vảy rồng cứng rắn. Vuốt rồng, đuôi rồng, toàn bộ thành hình, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến đấu mạnh nhất. Vị trí thứ 6 võ hầu bảng, Hàn Ngạo, khiêu chiến người mới, Khương Lão Nhị. Giao dịch, thời hạn 5 năm chủ tớ. Một thanh âm uy nghiêm quanh quẩn tại diễn võ trường, tuyên bố trận luận võ hôm nay chính thức bắt đầu. Hình như sư tôn ngươi đã nhắc nhở qua ngươi, không cần làm hiệp nghị chủ tớ. Ngươi khẳng định muốn như thế này. Khương Phàm không hiểu võ hầu bảng là cái gì, lấy thực lực Hàn Ngạo lại xếp ở vị trí thứ 6. Từ hôm nay trở đi, ta là chủ tử của ngươi, ngươi là nô của ta. Hàn Ngạo hét lớn, cổ vặn vẹo, xương cốt trên đầu tăng trưởng. Hắc khí, cương khí cuồn cuộn, cuồng phong tàn phá bừa bãi trên lôi đài 100 mét. Sau đó, toàn thân Hàn Ngạo phát ra âm thanh đôm đốp quái dị, đầu hắn biến thành đầu rồng, hình thể cao đến 3 mét. Càng đáng sợ chính là, khí tức của hắn bắt đầu tăng vọt, phá tan tầng thứ ngũ trọng thiên, cường thế bước vào lục trọng thiên. Hắc phong gào thét khắp lôi tràng, càng ngày càng mãnh liệt, bên trong có hư ảnh đầu rồng đang nhấc lên. Thanh thế to lớn, tràng diện kinh người. Bạo tẩu. Long tộc bạo tẩu. Hàn Ngạo điên rồi. Bạo tẩu có thể kích phát tiềm lực thân thể cực mạnh, nhưng tiêu hao vô cùng lớn, thời gian cũng ngắn, mà. Đối với thân thể sẽ có hao tổn nghiêm trọng. Các đệ tử vô hồi thánh địa bỗng nhiên biến sắc. Trên khán đài xung quanh diễn võ trường liên miên an tĩnh. Bọn hắn như đang nằm mơ. Cái tên Khương Lão Nhị này rốt cuộc là ai, vậy mà lại có thể để cho Hàn Ngạo liều mạng như vậy, không có cái gọi là thăm dò, không có bất kỳ va chạm gì, trực tiếp đi đến trạng thái cường bạo nhất. Đây là, liều mạng sao? Giống. Hai mắt Hàn Ngạo sung huyết, phát ra tiếng long ngâm mát lạnh, ngang nhiên vọt thẳng tới Khương Phàm. Tốc độ tăng vọt. Hắc khí cuồn cuộn khắp toàn thân hắn, hư ảnh đầu rồng ở bên trong kịch liệt ngẩng cao. Cương khí mạnh mẽ như có thể xé rách hết thảy mọi thứ. Khương Phàm giật mình khi thấy Hàn Ngạo thay đổi, chiến ý cũng theo đó tăng vọt lên, ngọn lửa màu vàng óng mãnh liệt phóng suốt trải rộng ra hơn 100 mét, sau đó nhanh chóng tụ tập, ngưng tụ thành chiến y màu vàng óng. Chiến y bay phần phật, kim quang cuồn cuộn. Khương Phàm nổi bật như thần tử, tôn quý lại cường thế. Khương Phàm khống chế chiến y, triển khai hỏa dực, đón đỡ cương khí màu đen đang vọt tới. Ầm ầm, cương khí màu đen va chạm liệt diễm, ba cái đầu rồng gào thét bạo kích, nhìn qua như ba đầu ác long, đánh vào trên thân Khương Phàm. Thái Dương chiến y lại tăng vọt ánh sáng, cứng rắn như áo giáp, chống đỡ hắc phong, chống đỡ đầu rồng bạo kích, tốc độ Khương Phàm chịu ảnh hưởng mãnh liệt, nhưng vẫn cưỡng ép vọt tới trước mặt Hàn Ngạo. Giống, Hàn Ngạo nóng nảy, hai mắt sung huyết, mỗi vị trên thân đều tràn ngập lực lượng cực hạn, móng vuốt của hắn như đao. Nhanh chóng bạo kích. Cảnh giới Khương Phàm rớt lại phía sau nhất trọng, nhưng vẫn ngang nhiên thôi động chu tước chảo cuồng dã bạo kích. Móng vuốt chu tước cứng cỏi, phối hợp thái dương chiến y, cùng áo giáp bên trong, thêm vào lực lượng 100.000 cực cảnh, phát huy ra lực lượng kinh khủng. Diễn võ trường lắc lư, oanh minh kịch liệt dày đặc như mưa, đinh tai nhức óc. Toàn trường oanh động. Đám người lo lắng nhìn quanh, ai cũng thấy không rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Hàn Ngạo điên cuồng dữ tợn, nhanh chóng bạo kích, vuốt rồng hung hăng giữ lại chu tước chảo của Khương Phàm, cưỡng ép giam cầm. Miệng hắn đầy răng nanh, hung hăng cắn về phía trước. Gần như đồng thời, cương khí màu đen thoáng hiện trong đầu rồng, nhiều đến 8 đầu, lao tới từ phía sau cùng hai bên Khương Phàm. Giống như là vài chục tòa núi đá, hung hăng đập vào trên người Khương Phàm, mặc dù cách chiến y, nhưng vẫn đánh cho hắn chật vật ngã ra trước. Hàn Ngạo cắn một cái vào yết hầu Khương Phàm, khi thấy sắp phải đâm xuyên da thịt, chạm đến xương sau cổ. Nhưng, Khương Phàm mặc dù hơi kinh ngạc nhưng mà vẫn chưa hề loạn, Đại Thừa Thánh Văn dẫn dắt liệt diễm toàn thân, trong thời gian rất ngắn ngưng tụ thành một thanh kim viêm trường thương, từ phía dưới đánh vào cằm Hàn Ngạo. Keng! Kim thương va chạm bên dưới vảy rồng, không đợi trực tiếp đâm xuyên, lại dựa vào lực lượng mạnh mẽ, đánh cho đầu Hàn Ngạo nhếch lên trên. Ngay sau đó, liệt diễm hừng hực toàn thân Khương Phàm, ba đạo kim liên liên tiếp thành hình, vung ra đường cong, bạo tạc từ phía sau cùng hai bên người Hàn Ngạo. Liệt diễm phần thiên thuộc về huyền cấp võ pháp, ngưng tụ càng nhanh, mặc dù không đến mức trọng thương đối thủ nhưng lại có thể dựa vào ưu thế đại thừa linh văn, thể hiện ra hiệu quả phụ trợ mạnh mẽ. Ầm ầm, kim liên nổ tung, kim viêm cuồn cuộn,
cơ hồ tràn ngập cương khí. Hàn Ngạo triển khai long dực, huy động mãnh liệt, phóng lên tận trời tránh thoát khỏi Khương Phàm, nhưng sau một khắc, bỗng nhiên lại lao xuống. Hắc khí lại bành trướng, tiếng rít như sóng lớn lao nhanh, chấn động diễn võ trường. Khương Phàm kịch liệt chống cự lại cuồng phong, lần đầu tiên cảm nhận được năng lượng phong hệ lại có thể cường hãn đến trình độ như vậy, nhưng kinh ngạc thì kinh ngạc, hắn vẫn đứng lên. Bằng vào phán đoán của hắn, Hàn Ngạo phải lợi dụng phân thân. Oanh! Liệt diễm cuồn cuộn được phóng thích, xâm nhập vào bên trong cuồng phong, ý đồ chặn đánh Hàn Ngạo. Nhưng, đây chỉ là hỗ trợ cho Khương Phàm. Khương Phàm mượn việc phóng thích liệt diễm quấy nhiễu ánh mắt Hàn Ngạo, càng nhiều liệt diễm ngưng tụ trong thái dương chiến y, biến thành lít nha lít nhít hỏa tinh, bao trùm chiến y. Giống! Thân ảnh Hàn Ngạo nháy mắt xuất hiện phía sau Khương Phàm, đồng thời càng có nhiều thân ảnh liên tiếp xuất hiện, trình độ hắc phong gào thét cũng tăng vọt mấy lần. Rất nhiều đầu rồng hiển hiện, thanh thế kinh người. Trong hỗn loạn tưng bừng khó phân biệt thật giả. Trong cuồng phong kịch liệt, vạn vật đều tổn hại. Hàn Ngạo gắt gao khóa chặt Khương Phàm, muốn khởi xướng một kích chí mạng. Nhưng, ánh mắt Khương Phàm hừng hực, phát ra tiếng gáy to, mấy trăm đạo hỏa tinh bị giấu ở dưới thái dương chiến y toàn bộ được phóng thích. Trong nháy mắt kim tinh phóng thích cũng bị cuồng phong mãnh liệt cuốn đi toàn bộ. Cuồng phong có bao nhiêu mãnh liệt, kim tinh tán loạn liền có bấy nhiêu nhanh chóng, chớp mắt đã liền quét sạch bốn phương tám hướng. Bạo! Khương Phàm dùng thánh văn khống chế, ngang nhiên dẫn bạo toàn bộ hỏa tinh. Ầm ầm! Mỗi khỏa kim tinh đều ngưng tụ bàng bạc hỏa diễm, mỗi khỏa hỏa tinh đều ẩn chứa nhiệt độ kinh khủng. Mấy trăm khỏa cường thế dẫn bạo, trong chớp mắt đã tràn ngập toàn bộ cuồng phong mạnh mẽ như thủy triều. Tất cả hư ảnh Hàn Ngạo đều bị chôn vùi tại chỗ. Toàn bộ đầu rồng cường thế đều nổ nát vụn. Ngay cả chân thân Hàn Ngạo cũng đều nhận lấy ảnh hưởng của trận bạo tạc. Cùng lúc đó, Khương Phàm chấn khai hỏa dực, bay thẳng lên trên. Bước chân Hàn Ngạo trở nên hỗn loạn, lúc này vồ hụt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diễn võ trường oanh minh kịch liệt, xa xa nhìn sang tựa như là hỏa phong chiều cùng sôi trào, hắc phong gào thét, kim viêm cuồn cuộn, thanh thế to lớn lại khủng bố. Chỉ có một bóng người vàng óng đang bay lên vài trăm mét, vô cùng bắt mắt. Hắn còn sống. Vô số người trợn mắt hốc mồm, dưới chém giết điên cuồng như vậy, cái tên Khương lão nhị này lại hoàn hảo không chút tổn hại gì sao? Hàn Ngạo chính là Dực Long Linh Văn, lại còn cưỡng ép thúc lên tới trạng thái bùng nổ, lục trọng thiên. Tên điên này rốt cuộc là ai? Tốt! Thường Lăng dùng sức nắm hai tay, kích động hô to. Chưa từng nghĩ đến có một ngày vậy mà giữa chiến đấu của nam tử mà nàng lại lớn tiếng khen hay. Thời khắc này, Khương Phàm trong mắt của nàng lại như là ánh sáng vạn trượng, vô cùng oai hùng dũng mãnh, để nàng kích động, để nàng si mê. Khương Phàm dương cánh bay cao, không có một khắc đình chỉ, liệt diễm mãnh liệt trải rộng ra vài trăm mét, kim quang rọi khắp nơi, nhiệt độ tăng vọt. Hắn tựa như là thần điểu đứng bên trong liệt diễm ngập trời, tản ra khí thế kinh người. Giống. Hổ khiếu hùng minh, 10 con yêu thú lấp lóe kim quang liên tiếp thành hình, hung hãn uy mãnh, gào thét khắp trời cao. Thập thú bá thế quyền. Khương Phàm triển khai hai tay, vung đánh về phía trước. Thập thú gào thét, đạp tan kim viêm, bổ nhào xuống cuồng phong màu đen cuồn cuộn phía dưới. Bọn chúng chỉ là 10 con mãnh thú tạo ra thú triều phát ra tiếng giống to lớn, thanh thế cuộn trào, khiến cho toàn trường kinh hô. Ngay cả Hứa Như Lai cũng hơi có phản ứng, Linh Văn Linh Nguyên cảnh ngũ trọng thiên có thể có lực khống chế mạnh như vậy sao? Hàn Ngạo gào thét, nắm trong tay cuồng phong cường thế, đánh lên không trung, trải rộng ra xung quanh. Hai tay của hắn bỗng nhiên nắm lại, hắc triều kịch liệt bạo động giữa không trung, một thanh hắc đao thành hình, hư ảnh Dực Long vờn quanh theo đó bạo tạc. Nhưng lần này, Dực Long đột nhiên trở nên chân thực, càng có uy thế, như linh hồn của hắn. Quay quanh đao dài trăm thước, phách chạm giữa trời, vung lên 13 cỗ đao khí, liên tiếp chém chết 10 con mãnh thú từ trên trời giáng xuống. Bạo hùng cùng các mãnh thú muốn né tránh lại đều bị chôn vùi. Ầm ầm, thập thú băng diệt, liệt diễm bạo động, cũng che mất Dực Long cùng hắc đao. Thế lực ngang nhau, toàn trường tiếp tục oanh động, tất cả mọi người đều không còn bình tĩnh nữa. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hàn Ngạo cường đại. Càng thậm chí hơn là Hàn Ngạo đáng sợ, nhưng,
cái tên Khương lão nhị này rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, không chỉ có thể ép cho Hàn Ngạo điên cuồng, càng có thể cùng ngang hàng với Hàn Ngạo. Hứa Như Lai nhíu mày. Hắn đã cùng Hàn Ngạo giao thủ qua, mặc dù luận bàn ngắn ngủi, không chân chính dùng toàn lực ứng phó, cũng không có phân ra thắng bại, nhưng hắn biết rõ tên Dực Long vô hồi này rất cường đại, nhất là uy lực Dực Long đao. Tốt thay cho một tên Khương Phàm. Các đệ tử vô hồi âm thầm hít một hơi. Trách không được có thể làm cho thánh chủ mời chào, quả nhiên có chút thực lực. Khương Phàm, còn chưa có kết thúc. Hàn Ngạo điên cuồng, huyết khí sôi trào, hắn tiếp tục thôi động thực lực tăng vọt, vững vàng ổn định ở linh nguyên cảnh lục trọng thiên. Hắc phong liệt liệt, gào thét nhấc lên. Dưới sự khống chế mãnh liệt của Hàn Ngạo, hắc phong như sóng chiều dâng lên kịch liệt xen lẫn ở phía trước, thình lình tạo thành hình dáng một con Dực Long hắc ám. Hàn Ngạo triệt để bạo tẩu, triệt để điên cuồng, hai mắt hắn lồi ra ngoài, khí thế tiếp tục tăng vọt, mảng lớn vảy rồng từ trên thân bóc ra đi, bạo tạc tới hắc long, bao trùm ở bên ngoài. Nhưng, vảy rồng của hắn là do da thịt ngưng tụ, giờ khắc này điên cuồng, không thua gì như đang lột da. Hàn Ngạo, dừng tay. Các đệ tử vô hồi thánh địa liên tiếp xông ra khỏi xương phòng, kịch liệt hô to, có người nhìn không được muốn xông lên đài diễn võ. Diễn võ trọng địa, bất kỳ người nào cũng không được nhúng tay vào. M. Thanh uy nghiêm quanh quẩn tại diễn võ trường, trấn nhiếp các đệ tử vô hồi thánh địa. Điên rồi, điên rồi. Xung quanh khán đài liên miên tiếng kinh hô, bọn hắn chưa từng thấy Hàn Ngạo điên cuồng qua như vậy. Toàn thân Hàn Ngạo đều dâng lên lân phiến, từ đuôi rồng đến thân rồng, lại thẳng đến đầu rồng, lộ ra thân thể đẫm máu, ai nhìn thấy cũng đều phải giật mình. Vảy rồng nhanh chóng tách ra, toàn bộ đều nhiễm đầy máu tươi của Hàn Ngạo, toàn bộ bao trùm đến trên thân Dực Long hắc ám kia. Ầm ầm, Dực Long hắc ám ngẩn đều lên trời thét dài, vảy rồng bao trùm, máu tươi xen lẫn, như một con Dực Long chân chính thức tỉnh, long uy cuồn cuộn, long khí bàng bạc. Cương khí màu đen, uy thế lại tăng vọt mấy lần. Thường Lăng kinh ngạc che miệng lại, khó có thể tin được mà nhìn Dực Long hung ác giữa không trung. Đây là linh nguyên cảnh ngũ trọng thiên chiến đấu sao? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khó có thể tưởng tượng nổi. Khương Phàm đứng ngạo nghễ giữa không trung, không kinh hãi cũng không hoảng loạn, tại thời điểm Hàn Ngạo điên cuồng phóng thích một kích đỉnh phong, đồng thời, hắn cũng dẫn dắt liệt diễm kịch liệt cuồn cuộn về trước mặt. Chu tước trong khí hải gáy to, linh văn trên trán nở rộ. Trong khí hải, linh lực không ngừng liên tục phóng thích, chấn ních kinh mạch toàn thân. Hóa thành liệt diễm mãnh liệt phóng xuất ra ngoài. Khí hải của hắn khác hẳn với quy mô của người thường, hắn điên cuồng thả ra vốn liếng. Bàn tay trái khống chế, tay phải xoay tròn, liệt diễm lao nhanh không dứt, tầng tầng hội tụ, tầng tầng áp chế, một đoạn ánh sáng nhanh chóng nở rộ, từ to như nắm tay, biến thành 10 mét, 20 mét, 30 mét, 50 mét. Đại thừa linh văn sáng chói, cường thế nắm kiêu dương, mặt trời chói chang trong tay. Kim viêm cuồn cuộn, nhiệt độ cao vặn vẹo không gian. Giờ khắc này, tất cả linh văn hỏa diễm bên ngoài bình chướng đều cảm nhận được kiêng kỵ, bao gồm cả thánh văn của Thường Lăng. Đó là võ pháp gì? Đó là vầng mặt trời sao? Uy thế thật mạnh. Số lượng lớn ánh mắt liên tiếp từ Dực Long chuyển rời đến vầng sáng màu vàng xuất hiện giữa không trung kia. Ầm ầm, liệt diễm áp chế gắt gao tại quy mô 50 mét, oanh minh kịch liệt, tùy thời nổ tung. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện bên trong ánh mặt trời màu vàng như có một con thần điểu đang quay quanh, tràn ngập uy thế kinh người. Khi Hàn Ngạo đang điên cuồng triệt để thả ra, một khắc này, Dực Long hắc ám dương cánh bay lên, sát khí, long uy cuồn cuộn, tại vô số ánh mắt rung động của mọi người mà xông lên trời quay quanh thành trọng quyền hắc ám, như muốn xé rách cả không gian, kích xạ trời cao, tốc độ đạt tới cực hạn, uy thế càng rung chuyển toàn trường. Thái Dương, Thánh Quyền. Khương Phàm lên tiếng giống cao, cực lực khống chế, mặt trời, phóng thích trong nháy mắt. Một tiếng thanh thúy quanh quẩn khắp lôi đài, vang vọng diễn võ trường đầu tiên, âm thanh cứ như mang theo thần uy kỳ diệu, để vô số thú văn sợ hãi. Thái Dương Thánh Quyền từ trên trời giáng xuống, hư ảnh chu tước bên trong bỗng nhiên triển khai hai cánh, uy thế. Tăng vọt. Một màn thật rung động, một màn quá kinh khủng. Cứ như mặt trời đang rơi khỏi bầu trời, cùng với một lỗ đen đang phá tan vực sâu. Toàn trường kinh hô, vạn người đứng dậy.
Các cường giả trấn thủ diễn võ trường đều lắc lư ánh mắt, vẻ mặt nghiêm trọng. Ầm ầm, bạo tạc kịch liệt, trong nháy mắt tạo nên khí lãng cuồng liệt, hung hăng đánh tới bình chướng đài diễn võ. Ngay sau đó, mặt trời màu vàng và cuồng liệt lỗ đen lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ, cường quang chói mắt, mắt thường khó mà nhìn được. Chu Tước dương cánh, Dực Long gầm thét. Năng lượng kinh khủng bạo động sôi trào trong nháy mắt, cuồn cuộn giữa không trung 300-500 mét, ánh sáng, cuồng phong, nhiệt độ cao, long khí, nhồi vào toàn bộ bình chướng diễn võ trường. Khí tức hủy diệt như có thể chôn vùi hết thảy mọi thứ ở giữa sân. Trên khán đài phía ngoài đài diễn võ, rất nhiều người đều theo bản năng giơ tay lên, như một phản ứng tự nhiên, sợ nguồn năng lượng hủy diệt kia sẽ đập vào mặt, bao phủ bọn hắn. Không! Chúng đệ tử vô hồi thánh địa thê lương thét lên, ánh mắt lắc lư, thân thể run rẩy. Xong! Hàn Ngạo điên cuồng phóng thích, tương đương với từ bỏ lực phòng ngự của mình. Không có vảy rồng bảo vệ huyết nhục, hắn căn bản gánh không được loại năng lượng dẫn bạo này. Hàn Ngạo hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Hắn là thánh văn chiến đấu mạnh nhất của vô hồi thánh địa. Hắn là Dực Long chiến thú duy nhất từ khi vô hồi thánh địa sáng lập đến nay. Hắn càng là đệ tử của đệ nhất túc lão vô hồi, Lâm Thiên Lộc yêu quý nhất. Hàn Ngạo vừa chết, có nghĩa Khương Phàm đã chọc giận một nửa trưởng lão vô hồi. Thánh chủ càng khó bảo toàn Khương Phàm hơn, thậm chí cưỡng ép xử tử. Xong, lớn chuyện rồi. Hàn Ngạo chết rồi. Hứa Như Lai đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là lộ ra nụ cười. Tốt! Đệ nhất chiến thú vô hồi thánh địa, chết rồi. Nhưng, khi năng lượng dần dần tản ra, cường quang trở nên ảm đạm, xung quanh lôi tràng lại truyền ra tiếng kinh hô. Toàn thân Hàn Ngạo máu me đầm đìa, mệt mỏi quỳ trên mặt đất. Hắn không có bị năng lượng bạo động hủy diệt, bởi vì Khương Phàm đang đứng ở trước mặt hắn, triển khai hai cánh cùng chiến y, thay hắn ngăn trở năng lượng mãnh liệt trùng kích. Hô, hô! Hàn Ngạo ngẩng đầu, mệt mỏi thở dốc, con mắt tràn ngập máu tươi dần dần khôi phục thanh minh, nhưng... không đợi há mồm nói được câu gì, liền vô lực cúi đầu, ngất đi. Các đệ tử vô hồi thánh địa kinh ngạc nhìn một màn này, một hồi lâu mới thức tỉnh tới. Cứu người! Mấy vị đệ tử vội vàng phóng tới lôi đài, hô to về phía không trung. Hàn Ngạo nhận thua, tản bình chướng ra. Bình chướng bao phủ lôi tràng dần dần tản ra, bọn hắn xông lên lôi đài, ôm lấy Hàn Ngạo máu me khắp người, phức tạp nhìn Khương Phàm, vội vã rời khỏi. Tốt thay cho một đầu Dực Long, tốt thay cho một tên Hàn Ngạo. Khương Phàm đưa mắt nhìn Hàn Ngạo bị mang đi, âm thầm tán thưởng. Mặc dù rất không thích tính cách Hàn Ngạo, nhưng hắn không thể không thừa nhận thiên phú và thực lực của Hàn Ngạo, cùng với phong cách chiến đấu không sợ chết kia. Bên thắng, Khương lão nhị, kẻ thua, Hàn Ngạo, giao dịch chủ tớ, thời hạn 5 năm, từ hôm nay ghi vào công kỳ Vương quốc Hắc Ám, công kỳ có thời gian 5 năm. Thanh âm uy nghiêm từ trên cao truyền đến, quanh quẩn diễn võ trường náo nhiệt. Đệ nhất chiến thú vô hồi, trở thành người hầu của người khác. Đây quả thực là đang đánh vào mặt vô hồi thánh địa mà. Người này chết chắc, chẳng cần biết hắn là ai, tại Vương quốc Hắc Ám công nhiên khiêu khích vô hồi thánh địa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tên thật của là gì, từ đâu đến? Hàn Ngạo để tên như thế, rõ ràng là đang đùa cợt hắn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, bọn họ tới đây là vì hiếu kỳ. Không nghĩ tới vậy mà lại có thể nhìn thấy được một trận chiến đấu đặc sắc thế này, càng không nghĩ tới Dực Long Hàn Ngạo vậy mà lại thua ở trên tay một người xa lạ. Trong đôi mắt xinh đẹp của Thường Lăng sáng rực lấp loé, lại có cảm giác kích động chưa bao giờ có. Một mực kháng cự chiến đấu, khinh thường chém giết, nhưng hôm nay vừa thưởng thức lại là kích động. Hứa Như Lai, tới phiên ngươi. Khương Phàm không dùng đan dược, không có bổ sung huyết khí, đưa tay chỉ về Hứa Như Lai ở phía xa. Bầu không khí còn chưa có bình tĩnh lại lần nữa náo nhiệt, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hứa Như Lai. Sắc mặt Hứa Như Lai trầm xuống, thật không nghĩ tới cái tên ăn mày này lại có thể trọng thương Hàn Ngạo. Vốn là nghĩ đến tên gia hỏa này chắc chắn sẽ chết tại diễn võ trường, hắn liền có thể nhờ vào danh nghĩa đó, về ôn tuyển tiên cảnh đòi người. Bây giờ thì tốt rồi, thật phải lên đài khiêu chiến sao? Khiêu chiến một người vừa mới chiến đấu xong. Nếu thắng cũng không được vẻ vang. Ta không muốn chiếm ngươi tiện nghi, ngươi có thể ngạnh kháng ta ba hiệp, liền xem như ngươi thắng. Hứa Như Lai rời khỏi khán đài, đi đến diễn võ trường.
không cần ba hiệp, chúng ta trực tiếp đánh thật thống khoái, triệt để phân thắng thua. Hôm nay Khương Phàm chính là muốn thống khoái hiện ra thực lực, để bọn gia hỏa cao ngạo này cúi thấp đầu trước hắn. Cuồng ngạo, ngươi có thể chịu ta ba cái hiệp rồi nói sau. Trước tiên báo lên tên của ngươi, Hứa Như Lai ta không khiêu chiến người vô danh. Hứa Như Lai leo lên diễn võ trường, khí thế ngoại phóng, chiến ý như thủy triều. Khương Phàm cười nhạt một tiếng. Vô hồi thánh địa, đệ tử thánh chủ, Khương Phàm. Diễn võ trường náo nhiệt lại lần nữa từ từ an tĩnh lại, rất nhiều người theo bản năng vểnh tai lên. Nơi nào? Ai đệ tử? Ngươi lặp lại lần nữa. Hứa Như Lai đều cho rằng mình nghe lầm. Vô hồi thánh địa, đệ tử thánh chủ, Khương Phàm. À, đúng, nói như vậy cũng không chính xác, ta còn chưa có chính thức gia nhập vô hồi thánh địa. Theo ý thánh chủ, ta cần bái sư. Giọng Khương Phàm rõ rõ ràng ràng truyền khắp diễn võ trường an tĩnh. Ngươi là đệ tử thánh chủ vô hồi. Hứa Như Lai cau chặt lông mày, lập tức quay người nhìn các đệ tử vô hồi lui ra ở phía xa. Số lượng lớn ánh mắt liên tiếp nhìn về phía bọn hắn. Chuyện sao lại thế này? Đây lại tính là chuyện gì? Hắn là cháu của Khương Tuyền trưởng lão vô hồi thánh địa chúng ta. Cũng là đệ tử thánh chủ tự mình mời. Hắn tên Khương Phàm, thánh phẩm thú linh văn. Xác thực mà nói, là đại thừa thánh phẩm, thú linh văn. Đệ tử vô hồi cho bọn hắn đáp án chính xác nhất. Đại thừa thánh phẩm. Vô số người kinh ngạc đến biến sắc. Đại thừa thánh phẩm thú linh văn. Yêu thú gì có thể chống lên đại thừa thánh phẩm? Trách không được hắn có thể áp chế Rực Long linh văn của Hàn Ngạo. Mà, vô hồi thánh địa đã có một đại thừa thánh phẩm linh văn, bây giờ lại nhiều thêm một người nữa. Các ngươi vừa rồi là có ý gì? Hứa Như Lai không nghĩ tới bản thân đã đụng phải cọng rơm cứng. Xem như đồng môn luận bàn, cũng coi như là khảo hạch nhập môn, để các ngươi cười rồi. Khương Phàm vung hỏa rực, lần nữa bay lên không. Hứa Như Lai, ba hiệp, bắt đầu. Phật văn trên trán Hứa Như Lai nở rộ, chỉ về Khương Phàm ở phía xa. Ba hiệp, ta muốn ngươi nằm ở trước mặt của ta. Thanh âm uy nghiêm từ trên cao truyền đến. Vô hồi thánh địa, vị trí thứ 6 võ hầu bảng, Khương Phàm, khiêu chiến chí tôn Kim Thành, vị trí thứ 5 võ hầu bảng, Hứa Như Lai. Xin mời minh xác hạng mục giao dịch. Võ hầu bảng. Khương Phàm khó hiểu, đây rốt cuộc là xếp hạng gì? Thắng Hàn Ngạo liền thay thế thứ hạng của Hàn Ngạo. Hứa Như Lai nói. Giao dịch chính là một cái mạng, cổ tác nhân. Ta thắng, hắn thuộc về ta, vô hồi thánh địa phía sau Khương Phàm bảo đảm. Ta thua, hắn có thể còn sống rời khỏi vương quốc hắc ám, ta lấy danh nghĩa chí tôn Kim Thành cam đoan, tuyệt đối không truy sát. Thì ra hắn tên cổ tác nhân. Khương Phàm thản nhiên cười khẽ, không để ý, cũng chẳng quản hắn là ai, hôm nay chỉ là nhờ vào danh nghĩa đó. Hiện ra thực lực. Trách không được, thì ra hắn đã nhúng tay vào chuyện của cổ tác nhân. Các đệ tử vô hồi thánh địa trở lại xương phòng, sau khi cho Hàn Ngạo ăn đan dược, bọn họ lại đi đến bên cửa sổ chú ý trận luận võ. Vị trí thứ 6 võ hầu bảng, Khương Phàm, khiêu chiến vị trí thứ 5 võ hầu bảng, Hứa Như Lai. Giao dịch, sinh tử của cổ tác nhân. Thanh âm uy nghiêm quanh quẩn diễn võ trường, tuyên cáo luận võ bắt đầu. Trong góc. Hai nam tử lúng túng há hốc miệng. Quy củ diễn võ trường đâu? Dựa theo an bài trước đó, Hàn Ngạo đánh xong hẳn là đến bọn hắn. Chen ngang đều tự nhiên như thế sao? Nhưng, nhìn bầu không khí tăng cao khắp toàn trường, bọn hắn đều rất sáng suốt giữ vững an tĩnh. Ba hiệp phân thắng thua, người nghĩ kỹ chưa? Mặc dù Khương Phàm không có bổ sung đan dược, nhưng cơ duyên ở thiên khải bí cảnh để khí hải cùng cảnh giới của hắn viễn siêu hơn rất nhiều. Bây giờ hoàn toàn có thể đến lục trọng thiên đỉnh phong. Mặc dù trước đó đã tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn vẫn còn đầy đủ linh lực ứng phó Hàn Ngạo. Đây chính là một trong những lực lượng của hắn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngông cuồng ở trước mặt của ta. Ngươi là người đầu tiên, nhưng... Hứa Như Lai nhếch miệng lên cười lạnh. Ngươi phải chết. Tử khí cuồn cuộn, ánh sáng hừng hực mang theo ác khí sát phạt, ở sau lưng ngưng tụ ra Phật ảnh màu tím. Mặc dù chỉ là linh nguyên cảnh, quy mô Phật ảnh đã đơn giản, nhưng lại tràn ngập ra uy thế kinh người. Cách bình chướng, các cường giả phía ngoài đều có thể rõ ràng cảm nhận được phần áp bách thẩm thấu linh hồn kia. Chỉ là phần này áp bách không phải mang tới cảm giác triều bái, mà là sợ hãi thật sâu.
Đó là một chiến Phật, càng là một ác ma. A. À. Phật ấn màu tím trên trán Hứa Như Lai đột nhiên xuất hiện thay đổi quỷ dị, một chữ vạn trong đó chợt xuất hiện tia sáng màu vàng, thẩm thấu thay thế tử quang ánh sáng màu tím. Ầm ầm. Không trung oanh minh, một cỗ cường quang màu vàng vượt qua không gian, đột ngột xuất hiện ở đài diễn võ, va vào Phật ảnh cuồn cuộn tử khí. Trong ánh mắt kinh ngạc của vô số người, sau khi kim quang hội tụ vào Phật ảnh màu tím đã hiện ra Phật ảnh màu vàng. Một thể song sinh, trước tử tím, sau kim, vàng. Phật uy cuồn cuộn, tăng vọt gấp đôi. Song tử Phật ấn, thiện ác cộng sinh. Hắn đang mượn lực lượng của Thánh Phật. Đây là năng lực trong truyền thuyết, ta thậm chí đã may mắn gặp được. Đám người kinh hô, rung động nhìn một màn không thể tưởng tượng ở trên lôi tràng. Bọn hắn rất chấn động, lại càng rung động. Đây chính là thánh phẩm linh văn. Đây chính là lực lượng cường đại mà bọn họ vĩnh viễn không cách nào với tới được. Nhất niệm sinh, nhất niệm tử, nhất niệm tu la, nhất niệm Phật. Hứa Như Lai ngửa đầu lên trời hét lớn, huyết khí toàn thân sôi trào, khí thế dâng cao, chiến ý như thủy triều. Thiện ác song tử Phật, huynh đệ bọn họ khinh thường bí thuật tuyệt thế của các đại tân sinh, bất luận là ở bên ngoài, hay là tại vương quốc hắc ám này, thiện ác hợp thể đều đánh đâu thắng đó. Tử khí cuồn cuộn, kim quang chiếu rọi khắp nơi. Toàn trường đều hội tụ ở đây. Phía trước chiến Phật thể hiện dữ tợn, tà ác đáng sợ, tử khí như đang biến thành sát khí tà ác, như tử thần. Phía sau thánh Phật thì có vẻ mặt từ bi, dáng vẻ trang nghiêm, lóe ra kim quang cường thịnh, như có thể phổ độ chúng sinh. Hai nguồn năng lượng cực hạn, không thể tưởng tượng nổi đang giao hòa cùng một chỗ. Thiện ác, song tử quyền. Khí lãng mãnh liệt bao quanh toàn thân Hứa Như Lai, khống chế Phật tượng sau lưng ngang nhiên xuất kích. Toàn trường oanh động, tiếng reo hò nổi lên bốn phía, đều tại phấn chấn trước tràng diện đặc sắc bên trên lôi tràng. Nhưng, Thái Dương diệu thế, toàn thân Khương Phàm cuồn cuộn kim viêm, mãnh liệt cuốn về phía không trung, từ xa nhìn lại giống như là một con thần điểu xuất thế, hoa lệ lại sáng chói, dáng người thon dài vần quanh thành mặt trời ở trên không. Kim quang tiếp tục tăng vọt, liệt diễm mãnh liệt nhấc lên. Mặc dù Phật ảnh thiện ác song tử Phật rung động, nhưng ánh mặt trời lại càng ngày càng thịnh, nhiệt độ kinh khủng vặn vẹo cả bầu trời. A à, Hứa Như Lai đột nhiên phát ra tiếng gào thét đau đớn, hào quang màu vàng bao phủ ở trên người hắn đang thiêu đốt làn da, xua tan ác khí. Hư ảnh chiến Phật khổng lồ đều nhanh chóng uể oải, sát khí một lần nữa biến thành tử khí, Phật trưởng màu tím đang muốn nhấc lên đều trở nên ảm đạm. Có chuyện gì? Vô số người kinh ngạc, khó có thể tin được. Khương Phàm có thể áp chế Hứa Như Lai. Đó là võ pháp, hay là lực lượng linh văn? Kim quang đang xua tan ác khí. Các đệ tử vô hồi thánh địa đều kinh ngạc nhìn một màn này. Khương Phàm nắm mặt trời cường thế trong tay đứng giữa không trung, rọi khắp nơi trên diễn võ trường, trong lòng phấn chấn lại kích động. Không hổ là tà linh Thái Dương Thánh Hỏa, có thể đốt cháy ác khí thiên hạ, xua tan hắc ám. Không hổ là bí thuật truyền thừa của Thái Dương Thánh Hỏa. Hiệu quả so với hắn tưởng tượng lại càng cường đại xa. Không thể nào, không ai có thể áp chế ta. Hứa Như Lai gào thét, đưa chân đạp tử khí bay lên, dẫn dắt hai tôn Phật tượng, ngang nhiên lao thẳng đến Khương Phàm. Nhưng, càng ép gần mặt trời giữa không trung, ác khí toàn thân lại càng yếu, hư ảnh chiến Phật ở sau lưng cũng nhanh chóng uể oải. Ánh mắt Khương Phàm hừng hực, tay trái chỉ lên trời, khống chế mặt trời, tay phải đưa về phía trước, nâng liệt diễm cuồn cuộn lên, liên tiếp ngưng tụ thành năm trưởng ấn, cái sau mạnh hơn cái trước, mỗi một cái càng lúc càng bá dạo hơn. Năm liệt diễm trưởng ấn hung hăng đánh về phía Hứa Như Lai. Hứa Như Lai càng điên cuồng, khí tức càng yếu, càng dữ tợn, càng đau đớn. Toàn lực thả ra song tử quyền, lại bị liên tiếp ngũ trọng trưởng ấn bạo tạc, toàn bộ đều bị đánh tan. Một đạo trưởng ấn cuối cùng phá tan hỗn loạn, đánh vào lồng ngực của hắn. Oa! Ngực Hứa Như Lai bị đánh thủng một chỗ, máu phun ra ngoài, từ không trung rơi xuống, chật vật đập vào trên diễn võ trường. Hiệp 1, ngươi thua. Khương Phàm vẫn ở giữa bầu trời, chiến ý dâng cao, giống như là thần tử con trai của thần ở trên cao nhìn xuống Hứa Như Lai. Hứa Như Lai đứng lên, sắc mặt cực kỳ khó coi. Mặc dù chỉ là một hiệp, nhưng đã có thể rõ ràng cảm nhận được chênh lệch lẫn nhau. Phần này chênh lệch không phải đến từ thực lực,
mà là áp chế mãnh liệt từ kim quang đối với sát khí của hắn. Mặc dù hắn có thể mượn lực lượng thánh Phật, nhưng dù sao cũng chỉ là mượn, bình thường vẫn phát huy uy lực được, nhưng muốn chí thắng Khương Phàm, chỉ sợ là không thể nào. Huống chi, gần đây thánh Phật lại đang ở Đại Hoang Thâm Uyên, bị lực lượng hắc ám bao phủ, lực lượng mượn tới cũng có hạn. Hứa Như Lai chỉ về phía Khương Phàm. Nếu như là thánh Phật khiêu chiến ngươi, ngươi chắc chắn thua. Ngươi đây là nhận thua, làm ta quá là thất vọng, sức mạnh phách lối trước đó đâu. Từ nay về sau, ngươi cứ sửa tên là Nhất Hiệp Chiến Phật đi, Chiến Phật một hiệp đã thua. Yếu như vậy, không thể gọi là Chiến Phật, cứ gọi là Nhất Hiệp Phật đi. Khương Phàm hung hăng đùa cợt cái tên cuồng ngạo này. Ngươi muốn chết. Hứa Như Lai hét lớn, dám làm nhục hắn như vậy. Đến đây, hiệp hai, ta đang chờ ngươi. Khương Phàm lên tiếng gào thét, giơ mặt trời mãnh liệt hừng hực trong tay lên không trung, hung hăng đập tới Hứa Như Lai ở phía dưới. Thánh Phật. Hứa Như Lai bị kích thích lửa giận, phát ra tiếng gào thét cuồng liệt. Tiếng la vang vọng hùng hồn to lớn như đang thẩm thấu không gian, truyền về hư không xa xôi. Giờ khắc này, tại nơi nào đó ở Đại Hoang Thâm Uyên, một tiếng thở dài thăm thẳm quanh quẩn, thánh Phật xua tan lít nha lít nhít ác linh ở xung quanh, ngồi xếp bằng tại chỗ, phóng xuất ra thánh quang ngập trời. Ầm ầm, không trung oanh minh, không gian vặn vẹo, thánh quang cuồn cuộn, vượt qua hư không mà tới, giống như thác nước va chạm mạnh vào Hứa Như Lai. Thiện ác thiên thủ ấn. Hứa Như Lai hét lớn lên trời, ánh sáng Phật ấn hai màu trên trán đại thịnh, khí thế toàn thân tiếp tục tăng vọt, ngang nhiên tới gần lục trọng thiên. Ác khí như thủy triều, đoàn tụ với chiến Phật. Kim quang cuồn cuộn, thánh Phật tái nhập. Hứa Như Lai phóng lên tận trời, chiến ý dâng cao, thiện ác song Phật theo sát phía sau, mang theo quang triều, phóng thích uy thế hùng hồn, đánh ra đạo đạo Phật ấn lên bầu trời. Như cuồng phong bạo vũ, như ngàn thú phi nhanh, thanh thế kinh người, toàn trường rung động. Ầm ầm, mặt trời không trở ngại, cứ thế trực tiếp đụng phải thiện ác Phật ấn dày đặc cường hãn. Ác khí bạo động, thánh quang hừng hực, kéo dài bạo tạc. Ngay cả thiện ác Phật tượng đều vượt qua Hứa Như Lai, văng về phía không trung. Mặt trời oanh minh kịch liệt, ánh sáng cuồn cuộn, kim viêm sôi trào, hư ảnh Chu Tước dương cánh gáy to. Một trận hỗn chiến kịch liệt, một trận đỉnh phong đọ sức, một trận làm thị giác rung động không gì sánh kịp. Lôi chàng yên tĩnh, đám người nín thở định thần, gắt gao nhìn về không trung. Mặc dù bên trong quang triều hỗn loạn kịch liệt không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng bọn họ vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì đó đặc sắc. Mặt trời bạo kích, Phật ấn oanh minh. Như vũ trụ mênh mông, mặt trời cùng ngàn vạn thiên thạch vô tình nghiền ép nhau. Ngay cả bọn thị vệ chí tôn Kim Thành đều âm thầm nắm tay, chú ý trận hỗn loạn, chờ đợi kết quả. Ầm ầm, một tiếng bạo hưởng long trời lở đất, rung động diễn võ trường. Bạo tạc khủng bố. Mãnh liệt nhanh chóng cuồn cuộn khắp lôi tràng, va chạm bình chướng, so với một kích điên cuồng cùng hàn ngạo trước đó không hề yếu. Thái Dương Thánh Quyền bị nghìn đạo Phật ấn cưỡng bức phá hủy, nghìn đạo Phật ấn thì lại đều bị chôn vùi trong bạo tạc. Thời khắc cuối cùng, Khương Phàm điên cuồng thôi động Thái Dương Thánh Quyền vọt mạnh về phía trước, không phải tạo thành năng lượng dẫn bạo phản kích về không trung, mà là va chạm diễn võ trường, vô tình nuốt sống Hứa Như Lai đang điên cuồng. Sắc mặt Hứa Như Lai kịch liệt biến đổi, chật vật dẫn dắt Phật ấn ngưng tụ chiến y ngạnh kháng năng lượng trùng kích. Toàn trường lại kinh hô, bầu không khí an tĩnh trong nháy mắt ầm ĩ không nguôi. Vậy ai là người thắng hiệp hai? Hứa Như Lai phát tiết dưới sự điên cuồng, lại còn không thể ngăn chặn Khương Phàm. Không hổ là đại thừa thánh văn, quá cường hãn. Sau khi Khương Phàm dẫn bạo thánh quyền, hắn huy động hai cánh, nhanh chóng vạch ra đường cong. Nhào về phía biên giới lôi đài, lại trong chốc lát đã bay lên, dán chặt mặt ngoài đài diễn võ nhanh chóng lao thẳng đến Hứa Như Lai đang chật vật chống cự. Khương Phàm. Hứa Như Lai lập tức cảnh giác, ánh mắt hừng hực, Phật quang hai màu tử kim tím vàng sôi trào, cưỡng ép tiếp tục chấn mở năng lượng va chạm. À! Khương Phàm nhanh chóng bay tới ngưng tụ ra kim viêm trường thương, bắt lấy cơ hội Hứa Như Lai ngạnh kháng năng lượng cuồng chiều, thân thể bỗng nhiên xoay tròn, hung ác phát lực. Trường thương oanh minh, nhanh chóng bắn ra ngoài, đánh thẳng đến chỗ Hứa Như Lai. Hứa Như Lai chau mày, thời gian vội vàng, hắn muốn ngưng tụ võ pháp nhưng đã không thể nào. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, từ trong khí hải hắn vung ra một bảo luân màu tím,
hung hăng đánh về phía trường thương. Ầm ầm, trường thương vỡ nát. Nhưng trận bạo tạc lại mang theo kim viêm nuốt sống Hứa Như Lai. Tốc độ Khương Phàm không giảm, lập tức bay lên tiếp tục nhấc lên thanh hỏa thương thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trước khi áp sát Hứa Như Lai, hắn đã đánh ra 9 thanh hỏa thương, cuối cùng để Hứa Như Lai vội vàng phản kích, đứng không vững, cứ thế mà bị hung hăng đánh ra ngoài. A! À, Hứa Như Lai ngửa mặt bay lên, muốn ổn định, nhưng lại liên tiếp bay ngược, chật vật đụng phải bình chướng, nổ lên tia sáng kịch liệt. Người xem phía ngoài bình chướng kinh hãi la lên thất thanh, suýt chút nữa liền ngã trên mặt đất. Hứa Như Lai, hiệp 3. Khương Phàm nhanh chóng phóng tới, tàn đao tới tay, huyết khí cuồn cuộn, vung lên đao khí kinh khủng, bổ về phía Hứa Như Lai. Hỗn đản, người còn không thắng được ta. Hứa Như Lai dữ tợn, mượn nhờ bình chướng bắn ngược trở lại. Tử khí cuồn cuộn, tiếp tục đánh thẳng vào Bảo Luân huy động tia sáng Phật ấn kinh người. Keng! Tốc độ Khương Phàm cực nhanh. Tàn đao mang tình thế to lớn đánh vào trên Bảo Luân. Bảo Luân oanh minh, uy thế tăng vọt, nhưng dù sao cũng là vội vàng nghênh kích, nên đã lập tức bị hất ra, mang theo cả Hứa Như Lai đang gắt gao bắt lấy nó, lần nữa đánh tới bình chướng. A! À, tốc độ Khương Phàm vẫn không giảm, hắn mãnh liệt phung ra đạo đao khí thứ hai, ngay sau đó là đao thứ ba, thứ tư. Oanh! Đao khí cuồn cuộn như sóng chiều vỗ bờ, liên tiếp đánh vào trên Bảo Luân Hứa Như Lai đang cưỡng ép khống chế. Mỗi một đao so với đao trước càng mạnh, càng bá đạo hơn. Hứa Như Lai hoàn toàn lâm vào bị động, thực lực căn bản không có cách nào phát huy, chỉ có thể liều mạng thôi động Bảo Luân. Mặc dù hắn đang điên cuồng lại càng tức giận, uy thế Bảo Luân cũng tiếp tục mạnh hơn, nhưng mỗi lần chạm mặt với đao khí, hắn vẫn không ngừng bị đè ép va chạm vào bình chướng. Toàn trường kinh hô, vô số người trợn mắt hốc mồm, toàn thân lại nổi lên từng cơn ớn lạnh. Bọn hắn rõ ràng nhìn ánh sáng hỗn loạn bên trên lôi tràng, Hứa Như Lai giống như một cái bao tải đang liên tục va vào bình chướng. Dáng vẻ chật vật để bọn hắn đều thay hắn cảm nhận được nguy hiểm. Mà dáng vẻ điên cuồng của Khương Phàm thì kích thích thần kinh của bọn hắn thật sâu. Thường Lăng dùng sức che miệng mình, khẩn trương đến mức linh hồn đều đang căng cứng, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy. Đao thứ năm. Toàn thân Khương Phàm trở nên nóng hổi, hài cốt, huyết nhục đều như muốn hòa tan, trên làn da đều bò đầy huyết văn. Hắn lên tiếng gầm thét, linh hồn đều như đang gieo hò, tàn đao rung động tạo ra khí thế cứ như đã hoàn toàn vượt qua cảnh giới mới. À, Hứa Như Lai cũng ý thức được nguy cơ, không đợi hoàn toàn đứng vững, hắn đã phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm vào Bảo Luân. Bảo Luân oanh minh, Phật âm nỉ non. Một cỗ khí lãng kinh khủng cuồn cuộn lao ra. Hứa Như Lai đưa hai tay gắt gao nắm chặt Bảo Luân, giống như là một tôn cổ Phật, điên cuồng đánh về phía tàn đao. Long! Bạo tạc kịch liệt chấn động diễn võ trường, bệ đá cứng rắn đều bò đầy vết nứt. Hai tay Hứa Như Lai tại chỗ vỡ vụn, Bảo Luân hung hăng nện ở trên người hắn, ngực vỡ vụn, máu tươi phun trào, bình chướng sau lưng đã bị va chạm kịch liệt phá vỡ. Trong ánh mắt của vô số người đang hoảng sợ ở nơi đây, Hứa Như Lai vẫn mang theo Bảo Luân phóng tới đài diễn võ, đánh tới hướng người xem. Toàn trường yên tĩnh, cây kim rơi cũng có thể nghe tiếng. Ngay cả đám người chí tôn Kim Thành cũng đều ngây ngẩn cả người. Các đệ tử Vô Hồi Thánh Địa trừng to mắt, khó có thể tin được mà nhìn một màn kịch biến này. Trước đó đối kháng chỉ là rung động, sau cùng lại điên cuồng bạo tẩu. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, không chờ bọn hắn đã hiểu đang xảy ra chuyện gì, Khương Phàm liền hung hăng đánh Hứa Như Lai đi ra. Đó là Hứa Như Lai. Có mấy vị đệ tử chậm rãi quay đầu, nhìn Hàn Ngạo hôn mê bất tỉnh ở phía sau, sư huynh, đụng tới tên quái vật như thế, người thua cũng thật không oan chút nào. Thắng. Hắn lại thắng. Đôi mắt xinh đẹp của Thường Lăng lại tỏa sáng, cảm xúc chập trùng, gương mặt xinh đẹp kích động đến đỏ lên. Nhìn thân ảnh anh Tuấn cường thế trên lôi đài kia, lại có cảm giác say mê kỳ diệu. Thì ra không phải nàng không thích nhìn nam tử luận võ, mà là những người kia căn bản không xứng gọi là luận võ. Thì ra nàng không phải không thích nam tử, mà là từ nhỏ đến lớn đều nhìn thấy luyện đan sư nhu nhược, mà lúc này mới xem như là nam tử thật sự. Kết thúc ba hiệp, Hứa Như Lai, người thua rồi. Khương Phàm kịch liệt thở dốc, thân thể suy yếu, hai tay run nhẹ nhẹ. Cực hạn năm đao. Cực hạn năm đao.
Thắng. Ngọa tào. Toàn trường xôi trào. Đây là quái vật gì chứ? Vô hồi thánh địa từ đâu tìm được một kẻ điên như thế? Đó là đao pháp gì, hoàn ngược Hứa Như Lai đến như vậy sao? Thua, Hứa Như Lai thua sao? Siêu cấp thiên tài vị trí thứ 5 võ hầu bảng này, cứ chật vật như vậy mà thua sao? Thật ác độc, thật mạnh, võ hầu bảng lại nổi gió lớn rồi. Mọi người kích động lại rung động, khó mà khống chế tiếng hô to gầm loạn. Hôm nay quá đặc sắc, vốn là đến xem náo nhiệt, không nghĩ tới lại có thể tận mắt thấy một trận lại một trận chiến đấu đặc sắc tuyệt luân đến thế này. Lực lượng một người, liên chiến hai trận, liên tiếp đánh bại hai đại thiên tài vị trí thứ 6, thứ 5 võ hầu bảng. Vương quốc hắc ám muốn oanh động. Cút ngay. Hứa Như Lai cưỡng ép hất thị vệ ở hai bên ra, căm tức nhìn Khương Phàm trên lôi đài. Hắn không phải chưa từng thua qua, chỉ là chưa từng chật vật qua như vậy. Cơ hồ không có chút uy lực chống đỡ nào. Ngay cả hai tay đều nát. Nhưng, hắn không có phát huy tốt, kỳ thật hắn còn có thể càng mạnh hơn. Đây không phải thực lực chân chính của hắn. Nếu như không phục, xin mời Thánh Phật lại đến. Ngươi, không được. Khương Phàm ăn vào viên thuốc, điều dưỡng cảm giác đau nhức toàn thân, nhìn chiến Phật cười lạnh. Ta được hay không, không phải ngươi là được. Ta lấy tên Thánh Phật, phát khiêu chiến với ngươi. Giao dịch, hay là mệnh? Mệnh Khương Phàm ngươi. Hứa Như Lai thay Thánh Phật phát khiêu chiến. Ta tiếp nhận khiêu chiến, định thời gian. Khương Phàm không để ý lại hiện ra thực lực, giúp vô hồi thánh địa tăng lên lực ảnh hưởng. Sau 5 ngày. Không rảnh, ta phải về vô hồi thánh địa. 10 ngày. Không được, ta phải đi bái sư. 1 tháng, không được nữa chính là ngươi e sợ chiến. Ta đồng ý, 1 tháng sau, tại tòa tự tại điện này. Tốt, ngươi chờ đấy, hôm nay ta rời khỏi đài diễn võ thế nào, 1 tháng sau ngươi sẽ lui ra như thế đấy. Sau khi Hứa Như Lai hung tợn cảnh cáo, hắn mang theo bọn thị vệ rời khỏi. Khương Phàm nói với chỗ cao. Xin mời thực hiện giao dịch, bảo đảm cổ tác nhân rời khỏi vương quốc hắc ám. Bên thắng, Khương Phàm, vô hồi thánh địa, kẻ thua, Hứa Như Lai, chí tôn kim thành. Giao dịch sinh mệnh, cổ tác nhân, từ hôm nay, đưa ra khỏi vương quốc hắc ám. Đám người trấn thủ tại diễn võ trường đáp lại thỉnh cầu của Khương Phàm. Hứa Như Lai hung tợn nhìn Khương Phàm, mang theo đám người hầu rời khỏi diễn võ trường. Hắn nhúng tay vào việc của cổ tác nhân, chỉ sợ đã gây phiền toái cho thánh địa rồi. Ta cảm thấy cần phải kỹ càng giới thiệu rõ tình huống của vương quốc hắc ám với Khương Phàm. Hắn cứ như là con sói hoang vô tri. Lúc nào cũng có thể gây phiền toái. Trong sương phòng, các đệ tử vô hồi thánh địa lắc đầu khẽ nói. Ôn Tuyền tiên cảnh. Cổ tác nhân ngồi liệt tại miệng hang, hoảng hốt nhìn qua phía trước, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, xong, xong. Đừng có trưng cái bộ dáng nửa chết nửa sống này nữa. Nói không chừng cái tên Khương lão nhị kia có thể thắng thì sao, ngươi có thể lập tức thoát khỏi Hứa Như Lai, rời khỏi vương quốc hắc ám. Nữ tử xinh đẹp cười mà như không nhìn tên mập mạp trắng nõn bên cạnh. Hỗn đản đáng giết ngàn đao, ta cũng không biết hắn, hắn dựa vào cái gì lấy ta ra làm giao dịch. Số ta thật là khổ, miệng ta thật đáng chết, đang yên đang lành ta trêu chọc hắn làm gì. Cổ tác nhân nghĩ đến tràng cảnh mình rơi xuống trong tay Hứa Như Lai liền không rét mà run, co quắp tại nơi đó, ánh mắt đau khổ. Nhìn cái bộ dáng sợ sệt này của ngươi xem, nếu ngươi sợ chết như thế. Trực tiếp đem đồ giao cho Hứa Như Lai không được sao? Đừng trách ta nói thẳng, người rất rõ ràng địa vị chí tôn kim thành ở thế giới bên ngoài, coi như có thể chạy ra khỏi nơi này, cũng trốn không thoát sự truy sát của bọn hắn. Ta đã sinh sống vài chục năm ở vương quốc hắc ám này, gặp qua rất nhiều gia hỏa đột nhiên đạt được bảo bối, nhưng cuối cùng còn không phải tiện nghi cho những đại thế lực kia sao? Đồ không thuộc về ngươi, nắm càng chặt, chết càng nhanh. Nữ tử xinh đẹp khuyên bảo cổ tác nhân. Ta có được nó chính là của ta. Cổ tác nhân mở tay phải đang nắm chặt ra. Một viên linh lung cầu màu đỏ tiểu xảo lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay, đẹp đẽ như mỹ ngọc, mang theo ánh sáng hồng thật đẹp mắt. Ánh sáng đó rõ ràng là huyết khí, lại tinh khiết như nước, tản ra mùi thơm kỳ diệu. Nhìn lâu, trong hồng quang còn biến thành nữ tử mỹ diệu, nhìn hắn lộ ra nụ cười xinh đẹp, bên tai quanh quẩn tiếng cười êm tai. Để hắn si mê khó mà tự kiềm chế. Dù sao ngươi phải chết, đồ cũng sẽ rơi xuống trong tay người khác, so với tiện nghi cho chí tôn kim thành, không.
không bằng giao cho chúng ta. Nữ tử xinh đẹp bỗng nhiên đụng đụng cổ tác nhân. Mơ tưởng. Cổ tác nhân tranh thủ thời gian lui lại hai bước, gắt gao nắm linh lung cầu trong tay. Không cần khẩn trương, ta chỉ là nhìn chút thôi. Nữ tử xinh đẹp cười khẽ, vẫn duy trì một khoảng cách với cổ tác nhân. Lúc này, một đám nam tử huyết y từ đằng xa chạy đến. Ai là cổ tác nhân? Nam tử cầm đầu mặt mũi đầy mặt sẹo, dữ tợn đáng sợ. Nơi này là ôn tuyền tiên cảnh, ngươi không được để bọn họ làm ẩu. Nữ tử xinh đẹp đứng dậy, giằng co với bọn hắn. Không được bắt ta, không được bắt ta. Cổ tác nhân thấp thỏm lo âu, thịt mỡ toàn thân nhẹ nhàng run run, dùng sức nắm chặt linh lung cầu, tay cũng đều nổi lên gân xanh. Linh lung cầu từ bàn tay to béo của hắn nhẹ nhàng lắc lư, tạo nên huyết khí mông lung. Bên trong không phải là thứ mỹ hảo gì, mà là một trái tim bị giam cầm, một trái tim đang nhảy loạn. Khương Phàm ở đại tự tại điện thắng liên tiếp Hàn Ngạo, hứa Như Lai. Hoàn thành giao dịch, ngươi có thể rời khỏi vương quốc hắc ám. Chúng ta phụng mệnh hộ tống toàn bộ hành trình. Nam tử mặt sẹo tay trái đeo đao, tay phải nâng lên. Mời. Nữ tử xinh đẹp cùng cổ tác nhân đều ngây ngẩn cả người. Thắng. Cổ tác nhân thử thăm dò hỏi một tiếng, con mắt trừng lớn, khó có thể tin. Thắng. Nam tử mặt sẹo khẳng định nói. Hắn tên, Khương Phàm. Toàn thân cổ tác nhân nổi lên một cơn sóng nhiệt, hắn đang nằm mơ sao? Nam tử mặt sẹo nói. Hắn là đệ tử thân truyền của vô hồi thánh chủ, Khương Phàm. Đệ tử thân truyền của thánh chủ. Nữ tử xinh đẹp cùng cổ tác nhân lại lần nữa kinh ngạc. Thật hay giả? Vì sao trước đó lại giấu ôn tuyền tiên cảnh, lại còn làm như một kẻ ăn mày? Mời. Nam tử mặt sẹo thúc giục cổ tác nhân. Mặc dù vương quốc hắc ám có quy củ nghiêm khắc, chỉ cần giao dịch hoàn thành nhất định phải tuân thủ, nhưng cổ tác nhân đang nắm trong tay một thứ quá quan trọng. Chí tôn Kim Thành không thể nào bởi vì chiến Phật khinh suất khiêu chiến liền trực tiếp từ bỏ. Bọn hắn muốn trước khi chí tôn Kim Thành có phản ứng, mau chóng hộ tống cổ tác nhân rời khỏi. N công. Cổ tác nhân kích động nhào vào trên mặt đất, nhìn về phía đại tự tại điện hô to. Hắn kích động, nước mắt đều tuôn xuống, lại có cảm giác sống sót sau tai nạn. Nam tử mặt sẹo chau mày. Nếu như ngươi không có chuẩn bị gì, bây giờ liền theo chúng ta rời khỏi. Cổ tác nhân gấp gáp hỏi. N công ta đâu, hắn không tới gặp ta sao? Khương Phàm không có ý đó, đi nhanh đi. Thật cái gì cũng đều không cần, cũng không có chuyển lời gì. Cứ như vậy vô duyên vô cớ đem cứu ta. Đúng vậy, nhanh lên đi. N công, đây thật là đại ân. Cổ tác nhân lại quỳ trên mặt đất, kích động đến nước mắt không ngừng tuông. Cứu được mệnh, còn không cần hồi báo. Thật là người tốt. Nữ tử xinh đẹp cảm thấy kỳ lạ, tên mập mạp này cứ vậy mà được cứu, mơ mơ hồ hồ được cứu. Tạ ơn chiếu cố, cáo từ. Cổ tác nhân cuống quýt đứng dậy, chào hỏi với nữ tử xinh đẹp, vội vã rời khỏi. Nhưng không có chạy ra bao xa lại trở về. Nói cho ân công ta biết, ta là cổ tác nhân. Nếu là ta có thể còn sống, ta nhất định báo đáp đại ân của hắn. Cổ tác nhân lấy ra chút tiền tài, nhét vào trong tay nữ tử xinh đẹp. Nhiều lần căn dặn đem lời đến cho Khương Phàm. Ngươi có thể sống sót sao? Nữ tử xinh đẹp nhìn bóng lưng cổ tác nhân rời khỏi, bất đắc dĩ lắc đầu. Ở lại vương quốc hắc ám, còn có thể có người nhúng tay bảo đảm ngươi. Chạy ra vương quốc hắc ám thì như là cừu non xông vào rừng rậm, không chỉ có chí tôn Kim Thành sẽ không chỗ cố kỵ săn giết, những người tham luyến linh lung cầu khác cũng sẽ thừa cơ tham dự vào. Ngươi, chết chắc! Nữ tử xinh đẹp cất kỹ tài bảo. Lại quay vào bên trong ôn tuyền tiên cảnh nói với các cô nương. Sắp xếp người đến vô hồi thánh điện thông báo bảo chủ, cổ tác nhân đã chạy. Những người khác dọn dẹp một chút, chuẩn bị khai trương buôn bán đi. Diễn võ trường phấn khích với chiến đấu gây nên oanh động kịch liệt. Những người sống lâu ở vương quốc hắc ám đều biết thực lực Hàn Ngạo và Hứa Như Lai. Người người kiêng kỵ, người người nhìn lên. Hai người cũng có thể coi là đại tân sinh xưng bá vương quốc hắc ám. Kết quả cứ vậy mà liên tiếp thua rồi. Sau khi biết Khương Phàm còn được vô hồi thánh chủ tự mình mời chào, bọn họ càng cảm thấy hiếu kỳ đối với thân phận của Khương Phàm. Hắn còn chưa có chính thức gia nhập vô hồi thánh địa, chưa được thánh chủ thân tự mình bồi dưỡng đã như vậy, tương lai sẽ còn cường hãn tới trình độ nào.
Võ Hầu Bảng. Trước khi Khương Phàm rời khỏi Đại Tự Tại Điện, nghe được vị trí Võ Hầu Bảng. Nó đứng vững tại sâu trong vương quốc Hắc Ám, giống như là một trụ trời, trên dưới giơ cao vào Hắc Ám hư không vô biên. Trên trụ đá lóe ra từng cái tên vàng óng ánh, theo diễn võ trường các nơi khiêu chiến không ngừng tiến hành, rất nhiều tên trên dưới lưu động, cũng có tên mới cưỡng ép gia nhập, tên cũng bị thanh lý. Thay đổi tấp nập nhất chính là phía dưới, càng là đi lên, thay đổi càng chậm chạp. 10 vị trí mạnh nhất đã rất lâu chưa từng thay đổi. Khương Phàm, lần đầu tiên leo lên Võ Hầu Bảng đã vào hàng vị thứ 5. Đương nhiên, đấy là đệ tử thân truyền của Vô Hồi Thánh Chủ mà. Nếu một mình hắn liên tiếp chiến thắng Hàn Ngạo và Chiến Phật, hoàn toàn có tư cách lên tới vị trí thứ 5. Võ Hầu Bảng thay đổi khiến cho rất nhiều người vây xem, đều chỉ vào tên phía trên mà nghị luận ầm ĩ. Khương Phàm nhìn qua Võ Hầu Bảng nguy nga, lại thấy được mấy cái tên quen thuộc. Thương Hàn Nguyệt, đứng hàng vị trí thứ 8. Na Yêu, đứng hàng thứ 23. Tịch Nhan, lại xuất hiện ở vị trí thứ 15. Xem ra Tịch Nhan cũng đã tới nơi này, đã từng lên đài khiêu chiến, nhưng Khương Phàm tin tưởng đây không phải thực lực thật sự của Tịch Nhan. Người thứ 10, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngô Khuynh Thành. Vị thứ 9, Cửu Trọng Lâu, Tần Phục Sinh. Vị trí 8, Vô Hồi Thánh Địa, Thương Hàn Nguyệt. Vị thứ 7, Vô Hồi Thánh Địa, Hàn Ngạo. Vị thứ 6, Chí Tôn Kim Thành, Chiến Phật. Vị thứ 5, Vô Hồi Thánh Địa, Khương Phàm. Vị thứ 4, Chí Tôn Kim Thành, Thánh Phật. Vị thứ 3, Vô Hồi Thánh Địa, Cơ Lăng Huyên. Vị thứ 2, Hỗn Độn Tử Phủ, Ngô Kình Thương. Thường Lăng nhớ tới tên phía trên. Vô Hồi Thánh Địa có nhiều người ở 10 vị trí thật, không tính ngươi mà đã chiếm 3 vị trí, vị trí thứ 20 lại chiếm 5 vị. Khương Phàm nói, nơi này là lãnh địa của Vô Hồi Thánh Địa, toàn bộ đệ tử lịch luyện tại đây. Mà Chí Tôn Kim Thành, những người của Hỗn Độn Tử Phủ kia sẽ chỉ có một số đi đến nơi này một. Vị đầu tiên, Võ Hầu. Võ Hầu là ai? Thường Lăng chỉ vào vị trí ở đỉnh chóp, hai chữ Võ Hầu sáng chói, chiếu sáng hắc ám giữa hư không. Khương Phàm hỏi người bên cạnh. Chúng ta mới đến, đối với cái này không hiểu rõ lắm. Vị Võ Hầu đầu tiên là ai? Người kia nói ra. Võ Hầu, chính là vinh dự chí cao Võ Hầu Bảng. Nhưng từ khi bắt đầu đến nay, chưa từng có ai leo lên qua nơi đó, vẫn luôn trống không. Khương Phàm kỳ quái. Nếu không có đầu tiên, vị Ngô Kình Thương thứ hai không thể thuận vị đi lên đệ nhất sao? Người kia nhìn Khương Phàm, lại nhìn Thường Lăng xinh đẹp bên cạnh, mỉm cười, hứng thú nói chuyện. Võ Hầu Bảng có rất nhiều người coi trọng, chuyên thiết lập vì linh nguyên cảnh tam trọng thiên trở lên và dưới thất trọng thiên. Nếu như cảnh giới đến thất trọng thiên, từ đưa tiến bảng. Trong lúc đứng hàng Võ Hầu Bảng, nếu như có thể tiến vào 10 vị trí, thì có được cơ hội ra vào tam đại bí cảnh, số lần không được vượt qua 3 lần. Ba khu bí cảnh này theo thứ tự là Đại Hoang Thâm Uyên do Vô Hồi Thánh Địa khống chế, Luân Hồi Cấm Khu do Chí Tôn Kim Thành khống chế, Lạc Trùy Trọng Địa do Hỗn Độn Tử Phủ khống chế. Ba khu bí cảnh mặc dù cực kỳ nguy hiểm, có thể gọi là cấm địa tử vong, nhưng vẫn có chỗ phi phàm. Nam tử ngước nhìn xếp hạng đầu tiên, lắc đầu rung động. Nhưng muốn vào vị trí thập cường, nói nghe thì dễ. Muốn đi đến vị trí đầu tiên thì sao? Trong trí nhớ Khương Phàm lại xuất hiện một số ký ức về Luân Hồi Cấm Khu, chỉ là giải rác các đoạn ngắn. Nhưng có thể ở trong trí nhớ của kiếp trước, tất nhiên là nơi vô cùng quan trọng, cũng từng phát sinh qua sự kiện đặc biệt. Nếu như có thể tấn thăng đến vị trí đầu tiên, vậy liền lợi hại, không chỉ có thể được phong là Võ Hầu của Vương quốc Hắc Ám, mà còn là vinh quang cả đời, chỉ cần Vương quốc Hắc Ám tồn tại, người đó chính là Võ Hầu của Vương quốc Hắc Ám. Nếu như có thể trở thành Võ Hầu, còn có thể tùy ý ra vào tam đại cấm khu, không hạn số lần. Quan trọng nhất chính là, Võ Hầu có thể được tặng bất tử thiên bia đến từ tam đại chủ nhân Vương quốc Hắc Ám. Bất tử thiên bia là cái gì? Chính là nếu như Võ Hầu gặp phải nguy hiểm, hoặc là có nhu cầu gì, có thể trực tiếp dùng bất tử thiên bia điều động lực lượng, hay hoặc là toàn bộ lực lượng của Hỗn Độn Tử Phủ, Chí Tôn Kim Thành cùng Vô Hồi Thánh Địa. Toàn bộ. Thường Lăng đều kinh ngạc giơ lông mày lên. Không sai, tóm lại chính là bọn hắn không ngại bất cứ giá nào, cam đoan người không chết. Lợi hại không, mê người không, điên cuồng không. Nam tử tươi cười, chỉ là nụ cười có chút cổ quái. Thời điểm sử dụng bất tử thiên bia có điều kiện hạn chế gì không? Khương Phàm kinh ngạc,
lại cảm giác không đúng lắm. Không có điều kiện hạn chế, võ hầu dùng lúc nào, dùng để cứu mạng cũng được, trang bức cũng được, tóm lại chính là chỉ cần võ hầu đưa ra bất tử thiên bia, ai cũng sẽ thờ võ hầu phân công một lần vô điều kiện. Vấn đề ở chỗ, muốn trở thành võ hầu, là hoàn toàn không thể nào. Vì sao? Bởi vì, nam tử lặng lẽ nhìn xung quanh một chút, hạ giọng nói. Đây chính là cái bẫy. Xin được nghe. Khương Phàm và Thường Lăng đều nhìn nam tử, bất tử thiên bia quá mê người đến mức không thực tế. Muốn trở thành võ hầu, đầu tiên phải lên tới bài vị thứ hai, sau đó đưa ra thỉnh cầu, muốn khiêu chiến võ hầu hàng đầu tiên vị. Sau đó chính là chờ đợi cả cường giả võ hầu bảng tất tề tụ ở tự tại điện, thay nhau khiêu chiến. Chỉ cần có thể kiên trì 30 ngày, được tất cả thành viên võ hầu bảng nhận thua thì xem như thắng lợi, sẽ được chủ nhân ba bên chứng kiến, được phong võ hầu. Nam tử giống như là đang kiêng kỵ gì đó, giọng nói vô cùng thấp. Khương Phàm khẽ nhíu mày. Cái này cũng không có gì, nếu đều đã trở thành đệ nhị, trên danh nghĩa cũng chính là đệ nhất, còn sợ người khác khiêu chiến sao? Nam tử nhếch miệng. Ngươi cũng là nghĩ như vậy đúng không? Vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nhưng, thời điểm ngươi ngồi tại đại tự tại điện tiếp nhận khiêu chiến, lại đột nhiên xuất hiện rất nhiều cường đại thiên tài ngươi đều chưa thấy qua. Khương Phàm bỗng nhiên hiểu ra. Ba bên chủ nhân âm thầm ra tay, đem đỉnh cấp cường giả của bọn hắn thông qua khiêu chiến, thăng tiến võ hầu bảng, sau đó lại khiêu chiến võ hầu. Ngươi thật thông minh. Nam tử kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Ha ha, ta nghe được kiên trì 30 ngày, cũng cảm giác có vấn đề. Khương Phàm lắc đầu, lại nói. Có phải khiêu chiến thất bại, sẽ bị trừng phạt hay không? Nam tử nói. Ngươi quả thực rất thông minh. Nếu như khiêu chiến thất bại, sẽ lập tức trở thành nô bộc của người đánh bại kia, suốt đời bị nó thúc đẩy. Nô bộc, quá hố đi. Thường Lăng rất im lặng, cái này không phải là chọn lựa võ hầu, đây chính là tìm chiến bộc cho chủ nhân ba bên. Khương Phàm cười nói. Tất cả đều là mưu kế nhỉ, tuy nhiên bất tử thiên bia kia xác thực mê người. Bất tử thiên bia chính là vì những nhân vật vừa tới nơi này lại tự cho là đúng thiết lập định. Người chú ý đi. Mười cường cơ bản đều là từ tam đại chủ nhân, nếu người không rõ thân phận lại đặc biệt cường đại khởi xướng khiêu chiến võ hầu bảng, bọn hắn sẽ chủ động đổ nước, để người đó lên tới vị trí thứ hai. Sau đó, cùng nổi lên vây công, các chủ nhân ba bên điên cuồng tranh đoạt con mồi. Từ khi võ hầu bảng ra đời đến nay, nghe nói trước sau đều đã khốn trụ 13 kẻ ngoại lai như thế này. Nam tử lắc đầu rung động. Khương Phàm. Một đám cường giả mặc huyết bào cưỡi mãnh cầm từ đằng xa chạy đến. Khương Phàm, làm sao? Đám người xung quanh võ hầu bảng đồng loạt ngẩng đầu, lại thuận mắt của những huyết bào trên không trung nhìn về phía Khương Phàm nơi này. Không phải ta. Nam tử bên cạnh Khương Phàm vội vàng xua tay, nhận lầm người. Hả? Không đúng. Nam tử lập tức quay đầu, trực tiếp nhìn thiếu niên bên cạnh. Ngươi là Khương Phàm. Là ta. Khương Phàm nhìn đám huyết bào kia. Chuyện gì? Ngươi nếu đã vào võ hầu bảng, liền có tư cách chọn lựa ngọc bài bí cảnh. Nam tử cầm đầu nói. Đại hoang thâm uyên, luân hồi cấm khu, lạc trùy trọng địa, ngươi chọn nơi nào? Chọn ngay bây giờ. Ngươi chọn ngay bây giờ, đại tự tại điện chúng ta sẽ thay ngươi đi chuẩn bị ngọc bài. Luân hồi cấm khu. Khương Phàm không suy nghĩ nhiều, nếu nơi đó có thể tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Vậy thì cứ tới đó. Trong vòng 3 ngày, chúng ta sẽ đem ngọc bài giao cho ngươi. Huyết bào cưỡi mãnh cầm rời khỏi. Bọn hắn là ai? Khương Phàm hỏi nam tử ngây người bên cạnh, cho đến khi gọi 3 lần, mới để hắn bừng tỉnh. Ngươi là đệ tử thân truyền vô hồi thánh chủ, ngươi không biết. Nam tử không ngừng nhìn Khương Phàm từ trên xuống dưới, đây chính là người vừa rồi liên tiếp đánh bại Hàn Ngạo và Hứa Như Lai. Đây chính là đệ tử thân truyền vô hồi thánh chủ. Làm sao không giống với tưởng tượng vậy? Không những người xếp hạng trong 10 vị trí tại võ hầu bảng đều là kiêu ngạo tới trời sao? Vị này lại rất bình dị như người thân thiết. Hôm nay vừa biết có nơi gọi là Vương quốc Hắc Ám. Thế sao, bọn hắn là đại tự tại điện, là thế lực hoàn toàn độc lập với ba bên chủ nhân, từ đầu đến cuối đều không công bố qua bối cảnh thực sự của bọn hắn ở bên ngoài. Vương quốc Hắc Ám có rất nhiều thế lực như vậy sao? Cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng không phải ít,
Có một số nguyện ý công bố bối cảnh, đưa đến tác dụng uy hiếp, sau đó cưỡng ép nhúng tay vào một số giao dịch, có một số lại ẩn giấu bối cảnh, mục đích không rõ. Nguyệt Hoa Thiên Bảo, chợ giao dịch náo nhiệt nhất vương quốc Hắc Ám. Giống như Đại Tự Tại Điện, không ai biết bối cảnh chủ nhân chân chính của Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Cũng giống như Đại Tự Tại Điện, không người nào dám gây sự tại Nguyệt Hoa Thiên Bảo. Cung điện rộng rãi khí phái tỏa ra ánh sáng lung linh, xiềng xích tung hoành tỏa ra tia sáng cường thịnh trong bóng tối, vô cùng làm cho người ta chú ý tới. Nguyệt Hoa Thiên Bảo chia thành 9 tầng, trải rộng nhiều loại bảo vật hiếm thấy. Nơi này tuân theo lấy quy củ vương quốc Hắc Ám, không cần tinh tệ, không cần tinh thạch, đều là dùng giao dịch đồng giá đến trao đổi. Ví dụ như, một cây, sát hồn châm, ác độc treo giao dịch là tinh sa. Lại ví dụ như, một thanh trọng đao màu đen treo giao dịch là thú văn thanh kim. Thật nhiều người. Bọn người Thường Lăng đi đến tầng một đại điện, không khí náo nhiệt đập vào mặt. Cường giả đến từ các nơi trên thế giới mang theo mặt nạ và áo choàng, chọn bảo vật mình cần. Vương quốc Hắc Ám có những người đến từ các nơi trên thế giới, cũng có linh bảo đặc hữu các nơi trên thế giới chảy vào nơi này. Nơi này chính là cái chợ giao dịch siêu cấp, nhìn xem có cái gì thích hợp không. Khương Phàm kích động đi đến đại điện, lôi kéo Thường Lăng xuyên thẳng qua trong đám người náo nhiệt. Trong quầy linh bảo đủ loại kiểu dáng, rực rỡ muôn màu. Bên ngoài hiếm thấy, nơi này cần cái gì cũng đều có. Những thứ chưa bao giờ nghe, khắp nơi đều có thể thấy được. Khương Phàm và Thường Lăng nhìn đến hoa cả mắt, có cảm giác kỳ diệu bị dìm ngập trong biển linh bảo. Huyền hoàng mẫu khí, vạn vật mẫu khí, chí bảo luyện khí. Loại tinh hoa này thường thường phiêu lưu vào hư không, có thể là chôn sâu ở địa tầng hoang cổ, còn có chút phong tồn binh khí kỳ dị ở bên trong, thế gian hiếm thấy. Trước một quầy nó có rất nhiều người vây tụ, chỉ vào một sợi, khói xanh, phiêu đáng kỳ diệu ở bên trong nghị luận ầm ĩ. Khương Phàm tiến đến phía trước liếc mắt, lại lùi cổ về, bởi vì phía sau treo giao dịch là 10 giọt thánh huyết. Hư không em mờ thạch. Khương Phàm dừng ở trước một quầy quạnh quẽ. Bên trong là một khối rất đá bình thường, nhưng lại tỏa ra gợn sóng vô hình. Đứng ở trước quầy lại như có thể nghe được thanh âm phiêu miểu xa xăm. Chợt xa chợt gần, chợt mạnh chợt yếu. Bỗng nhiên sốt ruột hỗn loạn, bỗng nhiên lại yên lặng hẳng đi, bỗng nhiên thì to lớn hùng hồn, còn bỗng nhiên lại yên lặng khẽ nói. Trước quầy có một vị công tử văn nhã đang ôm cánh tay đứng đấy, không ngẩng đầu lên, lại nói. Nó là em mờ thạch tại một thời đại nào đó bay vào hư không, gánh chịu âm thanh thời đại kia. Có cổ nhân khẽ nói luận đàm, có chiến tranh kim qua thiết mã, cũng có kinh nghiệm tu luyện võ đạo, cần cẩn thận lắng nghe, mới có thể cảm ngộ những điều trong đó. Qua, công tử văn nhã lặng im, lại tại ngẩng đầu trong chốc lát, phát ra tiếng kinh hô, trong mắt gắt gao tiếp cận Thường Lăng xinh đẹp thánh khiết trước mặt, hắn nhoẻn miệng cười, quạt lông trong tay phóng khoáng mở ra. Xin hỏi tên cô nương. Khương Phàm lắc đầu, lôi kéo Thường Lăng rời khỏi. Mỹ nhân như ngọc. Công tử văn nhã thưởng thức bóng lưng Thường Lăng, rung động không thôi. Thiên chuyển hồi hồn đằng. Nơi này lại có độc vật thế này sao? Thường Lăng lôi kéo Khương Phàm đi nhanh mấy bước, đến trước một quầy nọ. Dây đằng hai đầu màu đỏ xanh quấn quanh cùng một chỗ, quay đi quay lại trăm ngàn lần, khó phân lẫn nhau. Bọn chúng chậm rãi nhúc nhích. Giống như một trái tim đang nhảy lên, rất là thần kỳ. Muốn không? Thường Lăng bỗng nhiên nhìn Khương Phàm, nhếch miệng lên cười xảo quyệt. Không phải cô nói có độc sao? Nó có thể có độc, cũng có thể không độc, phải xem là ai dùng. Là sao? Chỉ có hai người yêu nhau, mới có thể thành công mở nó ra. Nam dùng thanh đằng, nữ dùng huyết đằng liền có thể vĩnh viễn ân ái, mãi mãi không bỏ. Nếu có ai thay lòng đổi dạ. Dây leo trong thân thể sẽ biến thành kịch độc, sau đó hạ độc chết, nếu như hai người có thể ân ái cả đời, gần nhau mà chết, kiếp sau lại có kiếp sau, còn có thể gặp nhau gần nhau, cũng sẽ lần nữa gặp được thiên chuyển hồi hồn đằng. Thường Lăng nhìn, trái tim nhảy lên, trong quầy, hai tay không khỏi nhẹ nhàng giữ tại cùng một chỗ, ánh mắt sáng ngời. Từng thấy qua trong đan kinh, cũng không để ý, lại càng không nghĩ tới vậy mà có thể gặp được ở chỗ này. Nàng đã từng cảm thấy độc thảo này hoang đường vô dụng, giờ phút này lại giống như là cố sự tình yêu mỹ diệu. Khương Phàm quái dị nhìn Thường Lăng say mê, trong lòng lần nữa rung động, cô nương này là động tình thật rồi. Khương Phàm. Thường Lăng ôm lấy hai tay, nhẹ giọng nói nhỏ,
Chúng ta từ chạy đến Nam Cương, lưu vong đến Đại Hoang, lại xâm nhập đến Vương quốc Hắc Ám, mỗi một bước ngoài ý muốn đều không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nói, đây có phải là chỉ dẫn từ nơi sâu xa hay không? Chỉ dẫn cái gì? Kiếp trước chúng ta, dùng qua thiên chuyển hồi hồn đằng. Thường Lăng khẽ nói, má ngọc ửng đỏ. Không có, đây là thật không có. Khương Phàm tranh thủ lắc đầu, kiếp trước của ta, đầy sóng gió đây. Ngươi, Thường Lăng im lặng, huyễn tưởng mỹ hảo lúc này đã hoàn toàn bị phá hết. Đi đi đi, phía trước còn có rất nhiều bảo bối. Khương Phàm lôi kéo Thường Lăng đang buồn bực rời khỏi. Nghe nói mấy ngày trước có mấy bình thái em mờ ác thủy tới. Một âm thanh đột nhiên vang dội tại lối vào, quanh quẩn tầng một đại điện tráng lệ. Người của Chí Tôn Kim Thành. Không khí náo nhiệt thoáng an tĩnh, rất nhiều người quay đầu nhìn sang. Có người kính sợ, có người lạnh nhạt, có người khinh thường. Vài trăm người tại đại điện, người thân phận phi phàm mười phần có một. Bọn thị vệ phân tán các nơi ở đại điện lần lượt xuất hiện, bọn hắn mặc trường bào ánh trăng, ánh mắt lăng lệ. Một nam tử trung niên đưa tay ra hiệu bọn thị vệ không cần manh động, tự mình nghênh đón. Thái em mờ ác thủy vẫn còn, tổng cộng có 5 bình. Điều kiện giao dịch là gì? Chí Tôn Kim Thành làm khó người khác, ngạo nghễ hỏi. Hải tủy, 5 cân. Giữ lại cho Chí Tôn Kim Thành chúng ta. Trong vòng 5 ngày, ta sẽ dâng hải tủy lên. Người của Chí Tôn Kim Thành ném ngọc bài tượng trưng cho thân phận, sau đó quay người rời khỏi. Chí Tôn Kim Thành muốn Thái em mờ ác thủy làm gì? Thái em mờ ác thủy, không có gì không ô uế được, ăn mòn linh hồn, cơ thể chuyển biến xấu, giết người vô hình. Vật ác độc như vậy, dùng để làm gì? Ha ha, chiến Phật dùng sao? Không phải là bây giờ khắp nơi đang nghị luận chiến Phật bị một kẻ tên là Khương Phàm ngược sao? Hình như cũng là bởi vì sát khí của mình bị áp chế. Tìm kiếm Thái em mờ ác thủy, 8 phần là muốn báo thù cái tên Khương Phàm kia. Đám người trong điện nghị luận một lát, tiếp tục tìm kiếm linh bảo. Thật đáng giận. Thường Lăng âm thầm lắc đầu, trong khoảng thời gian rời khỏi đan quốc này, xem như đã lĩnh giáo được hiểm ác ở thế giới bên ngoài. Nơi này lại có Thái em mờ ác thủy. Tiếng đan hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm. Ngươi phải coi chừng, tuyệt đối không được để thứ đó đụng vào thân thể, nếu không sẽ để lại ảnh hưởng cả đời. Chu tước yêu hỏa của ta không thanh trừ được sao? Khương Phàm rất ít khi nghe đan hoàng trịnh trọng nhắc nhở như vậy. Chu tước yêu hỏa đương nhiên có thể thanh trừ, nhưng ngươi phải chú ý ngươi bây giờ còn không phải là chu tước yêu hỏa. Ta nói câu không khách khí, nếu như ngươi bị ác thủy ảnh hưởng, rất có thể ngay cả linh hồn cảnh cũng không thể nào vào được. Ác độc như vậy, nếu quả thật bị Thái em mờ ác thủy ăn mòn, ngươi sẽ rõ ràng cái gì gọi là ác độc. Đan hoàng xác thực không nghĩ tới bên trong vương quốc hắc ám lại còn có thể giao dịch cả Thái em mờ ác thủy. Trong ký ức của hắn, đó là đồ mà chỉ địa ngục mới có. Hứa Như Lai không phải muốn giết ta, hắn là muốn ta sống không bằng chết. Khương Phàm thản nhiên cười khẽ, tới đi, tiểu gia ta hầu hạ, xem ai có thể giết chết ai. Vương quốc hắc ám không đơn giản, người phải cẩn thận nơi này. Vô hồi thánh địa khống chế một chỗ như vậy, ta không biết là phúc hay là họa. Đan hoàng do dự một lát vẫn nhắc nhở câu. Lúc Khương Phàm đi qua một quầy hàng khác, hắn chú ý tới một gốc hoa năm màu, cắm ở trong một bình linh dịch, tỏa ra tia sáng tự nhiên. Nam tử cường tráng đứng bên cạnh liếc mắt nhìn Khương Phàm, nói. Đây là gốc ngũ hành hoa, ẩn chứa uy lực tiên thiên ngũ hành, chỉ tiếc, đây chỉ là đóa hoa, không thể kết quả. Đóa hoa chỉ có thể làm thuốc, ngũ hành quả lại có uy lực tự nhiên phi phàm. Thường Lăng cũng nói, ngũ hành hoa sinh sống ở điều kiện vô cùng hà khắc, cần nơi có uy lực ngũ hành giao hội lại vô cùng cân đối, trong lúc đóa hoa nở rộ rất yếu đuối. Năng lượng ngũ hành xung quanh hơi có chút thay đổi cũng có thể để nó khô héo. Có thể cao đến thế này đã không dễ, nhưng muốn kết quả, còn cần khoảng trăm năm. Cô nương là luyện đan sư. Nam tử nhíu mày nhìn Thường Lăng. Thường Lăng cẩn thận quan sát cánh hoa ngũ hành hoa, phán đoán tuổi tác. Nếu như chỉ là vừa rồi nở rộ, giá trị giống nhau. Nếu như nở rộ 10 năm trở lên, dược hiệu sẽ tăng gấp bội. Nếu như vượt qua 30 năm, thì có thể dùng để luyện chế đan dược ngũ phẩm ngũ hành đan. Luyện đan sư đẳng cấp gì? Nam tử thì quan sát tỉ mỉ Thường Lăng, khóe miệng dần cong lên. Không liên quan tới ngươi.
Thường Lăng ngữ khí lãnh đạm. Ở đây ta có vài cọng dược liệu đặc thù, so với ngũ hành hoa còn quý giá hơn, cô nương có hứng thú nhìn hay không? Không hứng thú. Thường Lăng kéo Khương Phàm muốn đi. Khương Phàm lại không nhúc nhích tí nào, cứ nhìn chằm chằm ngũ hành hoa, sở dĩ chú ý tới nơi này là bởi vì trong thanh đồng tiểu tháp đột nhiên có phản ứng kỳ diệu. Một chỗ trong thiết lao tầng thứ hai lại nở rộ lên tia sáng ngũ sắc tương tự. U Dương Yên bị giam ở bên trong kinh ngạc nhìn nhẫn không gian trên tay, đầu ngón tay lật một cái, bên trong có một tảng đá nặng nề đi ra. Đây là cái gì? Một âm thanh đột nhiên quanh quẩn ở thiết lao. U Dương Yên giật mình, nhanh chóng thu tảng đá lại. Đường Diễm, cút ra đây. Đừng lãng phí nước bọt, đưa hòn đá kia cho ta. Khương Phàm rất bất ngờ, cách thanh đồng tiểu tháp, còn cách cả nhẫn không gian của U Dương Yên. Vậy mà ngũ hành hoa có thể để tảng đá kia phản ứng. Chẳng lẽ là ngũ hành thạch? Trước tiên ngươi mau thả ta ra, ngươi rất rõ ràng thân phận của ta, chỉ cần thiên khải bí cảnh mở ra, hồn thiên thánh địa sẽ lùng bắt ngươi khắp thiên hạ. Ngươi trốn không thoát. U Dương Yên nhìn hắc ám âm trầm xung quanh thiết lao, tìm kiếm Khương Phàm. Ngươi là người thông minh, cũng đừng nhiều lời nữa. Ta thả ngươi, hồn thiên thánh địa cũng sẽ không tha cho ta giết chết ngươi. Hồn thiên thánh địa lại sẽ không tha cho ta. Người có chết hay không, ta đều đã là tử địch của hồn thiên thánh địa. Không muốn ở chỗ này quá lúng túng liền giao tảng đá kia ra. Ý thức Khương Phàm quấy hắc ám trước thiết lao, hình thành bóng người mơ hồ, cảnh cáo U Dương Yên ở bên trong. U Dương Yên vùng vẫy một lát, cuối cùng vẫn là đem tảng đá kia ra. Người nhục nhã ta, chắc chắn ta sẽ hoàn lại gấp trăm lần. Lai lịch tảng đá kia ra sao? Tô Triệt cho. Đại diễn thánh địa, Tô Triệt, tại sao hắn lại cho ngươi tảng đá đó? Trao đổi thi thể thanh bằng. Một khối đá đổi thi thể thanh bằng. Hắn nói là ngũ hành thạch từ trên trời rớt xuống. Trước đó U Dương Yên không có coi tảng đá đó là gì, thậm chí cảm giác Tô Triệt chính là tùy tiện lấy tảng đá lừa gạt nàng, không nghĩ tới vậy mà lại khởi phát ánh sáng không hiểu thấu. Ném tảng đá ra đây. Khương Phàm thúc giục U Dương Yên. Cách hai tầng không gian lại có thể gây nên phản ứng, ngũ hành thạch thật có thể là từ trên trời rớt xuống. U Dương Yên đem ném ngũ hành thạch ra ngoài thiết lao, còn muốn uy hiếp vài câu, Khương Phàm lại mang theo tảng đá biến mất, chỉ để lại một câu. Chờ chết đi. Hỗn đản, ngươi nếu dám thì đã sớm giết ta. Ngươi giữ lại ta là muốn cùng hồn thiên thánh địa đàm phán. Tin ta đi, ngươi không chỉ sẽ không được như ý, mà sẽ còn bị hồn thiên thánh địa khống chế lại. Đến lúc đó, U Dương Yên ta nhất định sẽ tự mình tra tấn ngươi để ngươi sống không bằng chết. Sống không bằng chết. U Dương Yên thét lên như phát điên. Khương Phàm lấy ngũ hành thạch từ trong thanh đồng tiểu tháp ra, vừa nhẹ nhàng để xuống nơi đó, ngũ hành hoa trong quầy đã chậm rãi nở rộ lên tia sáng ngũ sắc sáng tỏ. Ánh sáng ngũ hành thạch thì càng mạnh mẽ hơn, kéo xa hơn trăm mét, tia sáng ngũ sắc nở rộ, thanh tịnh lại nồng đậm. Bên trong ánh sáng ẩn chứa năng lượng ngũ hành tinh khiết lại bành trướng, mơ hồ hình thành hư ảnh tự nhiên. Số lượng lớn ánh mắt đồng loạt nhìn về nơi đây, ngạc nhiên nhìn một màn thần kỳ này. Khương Phàm nhanh chóng thu ngũ hành thạch lại, đáy mắt chợt hiện tinh mang. Đồ tốt! Năng lượng bên trong ngũ hành hẳn là rất mạnh. Mặc dù mình không cần, nhưng khẳng định là tuyệt phối với Dạ An Nhiên. Không chỉ có thể phụ trợ tu luyện, còn có thể phụ trợ chiến đấu. Đó là cái gì? Thường Lăng kinh ngạc nhìn Khương Phàm, tảng đá có thể cộng minh cùng ngũ hành hoa. Bằng hữu, thứ trong tay ngươi là bảo bối gì vậy? Ánh mắt nam tử cường tráng trước quầy sáng rực nhìn chằm chằm Khương Phàm. Tài sản riêng. Khương Phàm kéo Thường Lăng liền muốn rời khỏi. Tài sản riêng, ha ha, tất cả mọi thứ được mang đi trước đó trong vương quốc hắc ám đều là vật vô chủ. Bao gồm cả mệnh của ngươi, bao gồm cả cô nương bên cạnh ngươi. Quy củ nơi này chính là vạn vật đều có thể giao dịch. Trên khuôn mặt lãnh tuấn của nam tử cường tráng lộ ra nụ cười, vươn tay với Khương Phàm. Tảng đá đâu, cho ta nhìn trước một cái. Khương Phàm ngăn cách trước mặt Thường Lăng, rằng co với nam tử. Không cho thì sao? Nơi này không giao dịch được, vậy thì đi đại tự tại điện giao dịch. Nam tử cường tráng đe dọa nhìn Khương Phàm. Ta cảnh cáo trước, nếu thật là đã vào nơi đó. Thứ ta muốn giao dịch cũng không phải chỉ là tảng đá trong tay ngươi, còn có thể mang theo cả cô nương bên cạnh ngươi. Khương Phàm đi đến trước mặt nam tử. Cảnh giới ngươi cao hơn ta.
Đó là đương nhiên, linh nguyên cảnh thất trọng. Nam tử vừa muốn ngẩng đầu, Khương Phàm đã đưa một chân, hung hăng dẫm lên trên đầu gối nam tử. Răng rắc, đầu gối chân phải nam tử vỡ nát trong nháy mắt, bắp chân hướng về sau bỗng nhiên hất lên, quỳ một gối xuống ở trước mặt Khương Phàm. Khương Phàm đưa hai tay ôm lấy đầu nam tử, mười ngón biến thành móng vuốt, đâm vào thật sâu. A! À, nam tử phát ra tiếng kêu thảm đau đớn, hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt gần ngay trước mắt kia. Thường Lăng che miệng lại, bị một màn đột nhiên xuất hiện làm cho kinh hãi. Làm gì đấy? Nơi xa truyền đến tiếng quát tháo, số lượng lớn thị vệ đẩy đám người ra, chạy tới nơi này. Khương Phàm nhìn nam tử ở trước mắt đe dọa. Chúng ta đang tán gẫu. Người bắt lấy đầu hắn, đây mà là nói chuyện phiếm. Ánh mắt bọn thị vệ vô cùng lăng lệ, toàn thân tràn ngập khí tức sát phạt lạnh lẽo, tựa như là đám sát thủ đáng sợ. Hắn muốn đầu của ta, thái độ rất cường ngạnh, ta chỉ có thể dùng cách của ta nói cho hắn biết, ta không bán. Khương Phàm đè sấp nam tử trước mặt, mỉm cười nói. Còn muốn mua không? Không mua. Nam tử gian nan mở miệng. Không nghĩ tới nhìn như thiếu niên bình thường vậy mà lại hung tàn đến thế. Rất tốt, chúng ta không sao. Khương Phàm từ trên mặt hắn rút ra hai tay, đột nhiên động một chân, dẫm lên ngực nam tử. Nam tử kêu thảm bay ra ngoài, liên tiếp quay cuồng đụng về phía sau rồi ngã trên quầy. Các biện pháp an ninh ở Nguyệt Hoa Thiên Bảo thật không đúng chỗ, ta bị uy hiếp, các ngươi đều không có phản ứng gì. Tuy nhiên ta đã tự mình xử lý tốt, không làm phiền các ngươi. Các ngươi tản ra đi, ta sẽ không tố cáo các ngươi với chủ tử của mình. Khương Phàm thu móng vuốt trở về, lau đi máu tươi trên tay, mang theo Thường Lăng rời khỏi. Thật là một tiểu tử ngông cuồng. Bọn thị vệ Nguyệt Hoa Thiên Bảo khẽ nhíu mày, trao đổi ánh mắt, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía đài cao xa xa. Nơi đó, nam tử trung niên chậm rãi lắc đầu, ra hiệu cho bọn hắn tản ra. Khương Phàm mang theo Thường Lăng một mực từ tầng đầu tiên di chuyển đến tầng thứ ba, thấy được rất nhiều đồ mới lạ, nhưng không có gặp được thứ mình rất mong muốn. Cho đến khi bọn hắn muốn rời khỏi tầng thứ ba, hai mắt Thường Lăng chợt tỏa sáng. Nơi này lại có bộ đan kinh. Trong quầy, đan kinh bị dây gai buộc chặt, dày chừng 30, 50 trang, vô cùng rộng, nhưng không biết vì nguyên nhân gì lại bị phá hư nghiêm trọng. Nếu như không phải nhìn kỹ, đều không nhận ra đó là bộ sách. Nhưng, quyển gia thú này lại từ trong ra ngoài lóe ra tia sáng tươi đẹp, giống như từng chữ đều đang lóe sáng nhảy nhót, thần dị bất phàm. Phía trên có tên, Bát Bộ Đan Kinh. Khương Phàm đứng tại trước quầy, hỏi Đan Hoàng trong ý thức. Ngài có nghe nói qua chưa? Hình như người đã quên, ta đã chết 30.000 năm rồi. Ta thấy tuổi tác nó rất lâu. Bát Bộ Đan Kinh, người nhắc đến như thế, hình như ta thật có chút ấn tượng. Thật, có chút quen thuộc, nhưng không nhớ gì cả, ta chỉ là một sợi hồn niệm, ký ức chỉ cực hạn tại Đan Hoàng Cổ Kinh. Có thể làm cho ngài quen thuộc, rất có thể cùng một thời gian với ngài chăng? Khương Phàm âm thầm kinh hỉ, rốt cuộc cũng đụng phải bảo bối tốt. Quyển đan kinh này không phải đột nhiên khai quật từ chỗ nào đó, nó chính là thuận tay nhặt được từ trong hư không. Đan kinh thật thần kỳ, đáng tiếc chỉ là tàn quyển. Thường Lăng chưa từng thấy kinh thư nào như thế này, từng chữ đều giống như đang sống, nhưng tổn hại quá nghiêm trọng, chỉ sợ bên trong không bay ra được một đan thuật hoàn chỉnh nào. Khương Phàm hỏi, muốn không? Không cần. Thường Lăng lắc đầu, bên ngoài nhìn hỏng, bên trong chưa hẳn. Thường Lăng nhìn Khương Phàm, không nói gì thêm. Khương Phàm không hiểu thấu. Có ý gì? Thường Lăng cười nói, ngươi còn có lúc ngây thơ nhỉ? Thế nào? Như loại đan kinh nhìn rất thần kỳ này, ai có được đều sẽ xem như chân bảo, không phải tự mình giữ lại thì chính là đưa cho luyện đan sư địa vị phi phàm nào đó. Có thể đưa tới bên ngoài giao dịch, khẳng định có vấn đề. Ví dụ như bị tàn phá nghiêm trọng, đan thuật không hoàn chỉnh. Mà, đan kinh, luận võ pháp, vũ khí, những cái kia đều phải quý trọng, sau khi đạt được Nguyệt Hoa Thiên Bảo, khẳng định tự mình kiểm tra, nếu như phù hợp, mình liền nhận. Thường Lăng rất lý trí, không bị bề ngoài thần dị mê hoặc. Cũng có thể có nguyên nhân gì đó, bọn hắn có được nhưng lại không có cách sử dụng. Khương Phàm nhìn điều kiện giao dịch phía sau, Bát Bộ Đan Kinh, lại chợt nhếch miệng. Đan Thánh, 10 năm đan nô. Thường Lăng cũng chú ý tới bốn chữ phía sau.
ai có khẩu khí lớn như vậy, lại muốn luyện đan sư cấp đan thánh làm nô. Điều kiện giao dịch này chỉ là treo lên, chính là làm nhục luyện đan sư thiên hạ. Chủ nhân đạt được bát bộ đan kinh hẳn đã phát hiện đan thuật rất quý giá bên trong, nhưng khổ vì mình không phải luyện đan sư, lại không muốn trực tiếp đưa ra ngoài, cho nên muốn khống chế một vị đan thánh thay hắn trên luyện chế đan dược. Khương Phàm nói ra suy đoán của mình, nhịn không được lắc đầu, luyện đan sư cấp bậc đan thánh quá cao quý, há có thể tiếp nhận chữ, nô, này. Thường Lăng nhìn quyển gia thú đến mức hai mắt đều tỏa ra ánh sáng lung linh, nếu quả thật có đan thuật hoàn chỉnh, hẳn là đáng để mong chờ, nhưng nô chữ quá chói mắt. Huống chi, nàng chỉ là cấp bậc tông sư. Bọn hắn do dự mãi, vẫn từ bỏ bát bộ đan kinh, đi tới tầng phía trên. Tử Lân Dực. Khương Phàm di chuyển tới nơi này, rốt cuộc cũng phát hiện được đồ để hắn động tâm. Tử Lân song dực do vật liệu đặc thù rèn đúc mà thành. Cứng rắn như áo giáp, biên giới sắc bén như đao. Bên cạnh Tử Lân song dực lại còn để đó, luyện binh thuật. Thường Lăng nói, ngươi cần cái này sao? Ta không cần, huyết ngục cần. Khương Phàm đã lĩnh giáo được sự cường đại của huyết ngục, nếu như lại phối hợp Tử Lân dực, quả thực là, như hổ thêm cánh. Thường Lăng nhìn điều kiện giao dịch phía sau. M. Minh Mộc, là thứ gì? Đan Hoàng giới thiệu cho Khương Phàm. Chỗ trí âm trí tà sinh ra cây chết, sinh không dễ, trưởng thành lại chậm chạp. Trăm năm cắm rễ, trăm năm chui từ dưới đất lên, trăm năm dài một tấc, như thiết thụ, không cành lá, không hoa cũng không quả. Công hiệu chỉ có một cái, tử vong. Tử vong, có ý gì? M. Minh Mộc mài thành phấn, dựa vào huyết liên hoa, tinh hồn trùng các loại dược vật đặc thù, có thể khiến người ta tiến vào trạng thái chết giả, thời gian kéo dài dựa theo luyện chế dược vật phẩm cấp, từ mấy năm đến mấy chục năm không giống nhau. Ý của ngài là, ngủ say. Không phải ngủ say, chính là chết, các vấn đề cơ năng phong bế toàn bộ, hoàn toàn tương tự như đã chết. Nhưng, thời gian nào đó ở tương lai, hắn lại đột nhiên thức tỉnh, giống như khởi tử hồi sinh, cũng có khả năng, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa. Sau khi Đan Hoàng giải thích xong, Khương Phàm lại nói cho Thường Lăng nghe. Thường Lăng kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Làm sao ngươi biết được? Sao ta lại không biết? Khương Phàm lúng túng ho nhẹ vài tiếng. Hẳn là bên trong Đại Hoang Thâm Uyên có M. Minh Mộc, cô có hứng thú cùng ta vào xem hay không? Không đi. Thường Lăng đối với Hắc Ám có bóng ma, chớ nói chi là Hắc Ám Thâm Uyên. Cô đến cung điện Vô Hồi Thánh Địa ở tạm hai ngày, ta sẽ mau chóng trở về. Ngươi khẳng định muốn đi, vì Tử Lân Dực. Ta không mạo hiểm, vào xem có thể tìm thì tìm, tìm không thấy coi như xong. Khương Phàm bỗng nhiên cảm giác M. Minh Mộc đối với mình có tác dụng rất lớn. Bởi vì, hắn muốn thẳng tắp sống lưng cường thế trưởng thành, nhất định sẽ gặp phải mưa to gió lớn, cũng sẽ liên lụy đến người bên cạnh. Nếu như ngày nào thật đến bất đắc dĩ, nói không chừng có thể sử dụng cái chết để trao đổi an toàn, thuận tiện tê liệt kẻ địch. Tương lai đột nhiên xuất hiện, hung hăng trả thù. Có chút nguy hiểm, tuy nhiên, hắc hắc, hình như rất hữu dụng, tự ngươi đi sao? Thường Lăng rất không yên lòng, với tính cách Khương Phàm, nói không mạo hiểm là không thể nào. Nơi đó hẳn là có rất nhiều trưởng lão và đệ tử vô hồi, ta không có nguy hiểm. Khương Phàm mang theo Thường Lăng rời khỏi Nguyệt Hoa Thiên Bảo, chạy tới trụ sở Vô Hồi Thánh Địa tại Vương quốc Hắc Ám. Là một trong tam cự đầu tại Vương quốc Hắc Ám. Cung điện Vô Hồi Thánh Địa tọa lạc ở chỗ cao nhất. Cung điện nguy nga như núi, đại khí bàng bạc, tỏa ra cường quang vạn trượng. Trang trọng, nghiêm túc, uy nghiêm, giống như thiên cung. Mấy chục sợi xiềng xích tráng kiện bao quanh cung điện ngàn mét, mênh mông dã tính, lan tràn vào hắc ám, răng khắp nơi, sâu chuỗi 16 tòa bảo vệ xung quanh cung điện. Hơn mấy ngàn vạn đệ tử vô hồi phân tán trong bóng đêm, trấn thủ trên xiềng xích. Ánh mắt lạnh lùng quan sát vương quốc hắc ám náo nhiệt. Như thiên binh thiên tướng, khí thế rộng rãi. Khương Phàm và Thường Lăng đứng trên lối đi xiềng xích, nhìn lên cung điện giữa hư không hắc ám, cảm nhận được thật sâu bọn hắn rất nhỏ bé. Đây chính là thánh địa, áp đảo trên hoàng triều, thánh địa. Thường Lăng thì thào khẽ nói, đây vẫn chỉ là thánh địa đóng giữ vương quốc hắc ám, thánh địa chân chính tại La Phù sẽ là quy mô và khí thế như thế nào. Thế giới bên ngoài, xác thực khổng lồ lại đặc sắc. Đúng rồi, suýt nữa quên mất. Khương Phàm đưa ý thức câu thông vào thanh đồng tiểu tháp, thả lý dần bế quan bên trong ra.
hắn là ai? Thường Lăng hiếu kỳ đánh giá thiếu niên mi thanh mục tú. Đồ đệ của ta, Lý Dần. Ngươi lại có đồ đệ. Đồ đệ của ta thật không đơn giản. Khương Phàm cười cười, giới thiệu cho Lý Dần. Vị này là Thường Lăng, nữ nhi quốc quân Đan Quốc. Lý Dần chú ý tới hai người đang nắm tay nhau, mỉm cười hành lễ. Sư mẫu. Thường Lăng vô cùng xấu hổ, tranh thủ thời gian hất tay Khương Phàm ra. Ta không phải sư mẫu của ngươi. Khương Phàm xấu hổ gãi gãi đầu, trước đó đều quên đang lôi kéo tay, quen rồi sao? Còn chưa có thành thân nên không quen sao? Gọi trước, sớm muộn cũng đều sẽ thành thân. Đôi mắt Lý Dần tinh khiết, nụ cười rất rực rỡ. Nơi này là vương quốc hắc ám. Khương Phàm tranh thủ ho nhẹ vài tiếng, cắt ngang Lý Dần, giới thiệu tình huống vương quốc hắc ám. Một nơi thật thần kỳ. Lý Dần ngạc nhiên nhìn hắc ám hư không xung quanh, vậy mà lại còn có ngõ ngách có thể sâu chuỗi các thế giới. Nơi này không chỉ thần kỳ, càng nhiều hơn chính là cơ duyên. Nơi này có đủ loại người, cũng có đủ loại giao dịch. Người có thể ở chỗ này lấy được võ pháp, đan dược, các loại vũ khí, chỉ cần ngươi đủ mạnh, ngươi có thể có được hết thảy. Từ hôm nay trở đi, ngươi ngay ở chỗ này tu luyện, ở chỗ này trưởng thành. Mục tiêu của ngươi, xếp hạng 10 vị trí ở võ hầu bảng. Khương Phàm rất có lòng tin với Lý Dần, cũng nguyện ý dùng chỗ như vậy đến ma luyện hắn. Ta sẽ không để cho sư phụ thất vọng. Lý Dần rất trịnh trọng cam đoan với Khương Phàm. Ngươi có thể tự do phát huy, dùng chính cách của ngươi trưởng thành, nhưng ta có một yêu cầu. Ngươi không thể nói với người khác là biết ta, cũng đừng nói mình đến từ chỗ nào, chỉ cần chuyên chú tu luyện là được. Khương Phàm để Lý Dần che giấu tung tích là vì muốn hộ vệ hắn. Dù sao sư phụ mình bây giờ vẫn còn không thể trở thành bối cảnh cho Lý Dần, chỉ rước lấy phiền phức cho hắn mà thôi. Mà Lý Dần có thánh linh văn bất tử hỏa liệt điểu, chỉ cần bày ra liền sẽ được các phương chú ý, nếu như có thể trưởng thành, sẽ còn có thể chấn kinh vương quốc hắc ám. Nếu như thể hiện quan hệ với vô hồi thánh địa quá sớm, sẽ chỉ rước lấy chí tôn kim thành và hỗn độn tử phủ chèn ép hãm hại. Cho nên tốt nhất là cố che giấu bối cảnh, như thế mới có thể được các phương tranh nhau lấy lòng, cũng sẽ suy đoán kiêng kỵ hắn có bối cảnh càng sâu. Ta nghe sư phụ. Lý Dần không phải quá rõ ý tứ của Khương Phàm, nhưng nếu sư phụ nhắc nhở, khẳng định có đạo lý. Thường Lăng nhìn Lý Dần từ biệt rời khỏi. Ngươi yêu cầu với hắn như thế có phải quá cao hay không? Võ hầu bảng sao? Đúng vậy, ngươi nói là trong 10 vị trí, không phải vị trí thứ 10, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng xa vời hắn đạt tới thành tựu như Hàn Ngạo kia? Thật ra ngược lại ta lại cảm thấy hắn thật có thể tiến xa hơn Hàn Ngạo. Thường Lăng kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Hắn là linh văn gì? Thánh phẩm thú linh văn, bất tử hỏa liệt điểu. Ly hỏa thánh địa. Bạch trầm hương mang theo hoa vị yêu, hoa vị ương, hoa vị lạc, cùng với hơn 10 đệ tử xích tiêu tông khác, vạn dặm bôn ba, rốt cuộc cũng đi tới được ly hỏa thánh địa. Sở dĩ giờ mới đến là bởi vì sau khi nàng lấy được hoa vị ương, hoa vị yêu từ trong tay Khương Phàm về, cũng không vội vã thoát khỏi La Phù, mà đường hoàng trở về xích tiêu tông. Cố ý ở mấy ngày, lại mang toàn bộ gia sản, tới từ biệt tông chủ. Bạch Trầm Hương nói với tông chủ xích tiêu tông cũng không phải muốn vĩnh viễn rời khỏi, mà là nói nàng đã đắc tội Khương gia, không nguyện ý lại để gây lên xung đột, cho nên muốn mang theo con của nàng cùng các đệ tử đi ra ngoài lịch luyện, thuận tiện giải sầu. Thời gian có khả năng chừng nửa năm, cũng có khả năng 1-2 năm. Các ngươi là người của xích tiêu tông, La Phù. Điện chủ Diêm La Điện. Đường Thiết Bình tự mình tiếp kiến mẫu tử Bạch Trầm Hương. Trước đó hắn đối với La Phù Sơn Mạch cũng không có hiểu biết gì, bây giờ đối với tình huống nơi đó căn bản đều có thể hiểu rõ đại khái. Xích Tiêu Tông là có một nhị trưởng lão Hoa Nhường Nguyệt Thẹn, 30-40 tuổi, thành thục động lòng người, phong vận vẫn còn, tên là Bạch Trầm Hương. Chỉ là hắn không nghĩ tới Bạch Trầm Hương lại chạy tới tìm Ly Hỏa Thánh Địa. Bạch Trầm Hương hành lễ với Đường Thiết Bình cao cao tại thượng. Khương Phàm phách lối tàn nhẫn, bắt sống con cái ta, mà Khương gia bây giờ lại thành lập Bạch Hổ Tông, là một trong 18 tông, chúng ta không thể lại báo thù, chỉ có thể tìm Ly Hỏa Thánh Địa làm nơi nương tựa. Đây chính là mục đích ngươi tới nơi này. Bạch Trầm Hương, ngươi coi Ly Hỏa Thánh Địa là nơi nào? Nghe ngươi kể khổ, là để chúng ta vận dụng lực lượng Thánh Địa, thay ngươi giải quyết một hài tử như cõng lông. Đường Thiết Bình cau chặt lông mày,
còn tưởng rằng có chuyện quan trọng gì muốn tới để nói ra, làm nửa ngày lại là gút mắt của bọn nhỏ. Ly Hỏa Thánh Địa cũng không phải giải quyết Khương Phàm sao? Chúng ta cũng vậy. Bạch Trầm Hương có chút ngẩng đầu, không sợ Đường Thiết Bình phát tán khí thế bức người chút nào. Nhưng nàng thì cường thế, huynh muội Hoa Vị Yêu sau lưng lại hơi biến sắc, cuống quýt cúi đầu xuống. Ly Hỏa Thánh Địa không khi dễ phụ nữ trẻ em, bây giờ ngươi có thể biến. Đường Thiết Bình đứng dậy tiễn khách. Quả thực lãng phí thời gian. Đường Điện Chủ không để ý đến lời của ta. Khương Phàm mới hẳn là người các ngươi nên xử lý sạch nhất. Chính là hắn đã ngụy trang thành Diêm Lâu. Chính là hắn, dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi. Ta thật rất ngạc nhiên, thời gian dài như vậy, Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi lại đang điều tra cái gì, vậy mà đến bây giờ còn không tra được mọi chuyện ở trên thân Khương Phàm. Giọng Bạch Trầm Hương càng ngày càng cao, càng ngày càng kịch liệt. Ngươi nói cái gì? Đường Thiết Bình bỗng nhiên quay người, khí tức kinh khủng như cuồng chiều bao phủ bọn người Bạch Trầm Hương. Ngươi không nghe lầm, kẻ dìm nước Ly Hỏa Thánh Địa chính là một tên hài tử mười mấy tuổi, một hài tử ngay cả linh hồn cảnh cũng chưa tới. Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi bị một hài tử làm nhục. Tin tức truyền ra, các ngươi sẽ bị thiên hạ cười chê. Đôi mắt Bạch Trầm Hương sáng ngời, thái độ cường thế, ngạnh kháng khí tức cuồng liệt. Ngươi nói rõ cho ta, dám có nửa lời nói dối, ta sẽ làm cho ngươi không đi ra khỏi được Diêm La Điện này. Đường Thiết Bình chỉ vào mặt Bạch Trầm Hương, uy nghiêm quát tháo. Hơn một tháng, Diêm La Điện bọn hắn xác thực cái gì cũng đều không tra ra được, nhưng rất rõ ràng mấu chốt là tại trên thân, Diêm Lâu, cho nên bọn hắn một bên tu sửa thánh địa, một bên tiếp đón khách các phương đến thăm, một bên chờ đợi Thiên Khải Bí Cảnh khởi động lại. Điều này cũng làm cho điện chủ Diêm La Điện là hắn đây bị áp rất thật lớn. Mặc dù Khương Phàm là kim viêm thánh văn, nhưng thánh văn của hắn rất cổ quái, có thể thay đổi màu sắc. Lúc trước lẽn vào Lang Gia Hoàng Triều, Khương Phàm đã từng ngụy trang thành sát lục thánh văn, xuất hiện tại Đại hội Đan Tông, lừa qua tất cả mọi người, cưỡng ép bắt Đại Hoàng tử Hoàng Triều đi. Nếu Khương Phàm có thể ngụy trang thành sát lục thánh văn, ngụy trang M Linh Ác Hỏa cũng không tốn sức chút nào. Chỉ cần bộ dáng hơi thay đổi, lại hiện ra ác hỏa liền có thể tùy tiện ngụy trang thành Diêm Lâu. Lấy địa vị Diêm Lâu tại Ly Hỏa Thánh Địa, cùng lúc ấy thừa cơ tràng cảnh đang khẩn trương hỗn loạn, không có người nào sẽ hoài nghi hắn là thật hay giả. Trong tay hắn có cái hóa sinh bát, là bảo bối xuất hiện trong cổ thành dưới mặt đất tại La Phù Sơn Mạch. Đã từng là của con ta Hoa Vị Yêu, nhưng bị Khương Phàm cướp đi. Bên trong hóa sinh bát, chứa một vùng biển mênh mông. Khương Phàm chính là dùng hóa sinh bát, dìm mất Ly Hỏa Thánh Địa các ngươi. Bạch Trầm Hương ta, vì mỗi câu nói bây giờ của ta, phụ trách, từng chữ. Bạch Trầm Hương đón ánh mắt càng ngày càng bén nhọn của Đường Thiết Bình, ngạo nghễ nói thẳng. Bọn người Hoa Vị Ương âm thầm bội phục mẫu thân, bọn hắn lần đầu tiên tự mình cảm nhận khí tức niết bàn cảnh, loại khí thế này, ánh mắt ấy, để toàn thân bọn hắn không cầm được mà run rẩy, giống như hơi thở phào đã có thể quỳ trên mặt đất. Ngươi chờ ở đây. Đường Thiết Bình nhìn chằm chằm Bạch Trầm Hương, tự mình rời khỏi. Sau đó không lâu, Thánh chủ Ly Hỏa Thánh Địa cùng điện chủ các điện khác, toàn bộ xuất hiện tại Diêm La Điện. Phù phù. Rốt cuộc bọn người Hoa Vị Ương không chịu nổi khí thế hùng hồn cuồn cuộn, liên tiếp ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Lặp lại lần nữa. Tất cả ánh mắt Ly Hỏa Thánh Địa đều đỏ sáng, lóe ra tia sáng chân thực. Tai nạn lần này khiến cho Ly Hỏa Thánh Địa tổn thất to lớn, cung điện bao phủ, dãy núi vỡ nát, vạn hỏa pháp tràng gặp phải tổn thương nghiêm trọng, số lượng lớn hỏa diễm vĩnh cửu hy hữu phong tồn bị dập tắt, mấy hỏa diễm cùng thạch quan quan trọng đều biến mất thần bí. Thậm chí là đan dược trong đan điện, đều mất tích một lượng lớn. Thời điểm khi có được số liệu, hắn đã thổ huyết tại chỗ. Khí tức Bạch Trầm Hương trở nên lộn xộn, hô hấp không thoáng, nhưng vẫn cưỡng bức chống đỡ uy thế. Đem lời lặp lại một lần nữa. Thánh chủ Ly Hỏa cùng điện chủ các điện trao đổi ánh mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nếu thật là do tên Khương Phàm gì kia làm, trận này kiếp nạn đã có thể hoàn toàn nhận định là do Vô Hồi Thánh Địa phản kích. Vô Hồi Thánh chủ kia cố ý mang theo cường giả Thánh Địa cùng cường giả La Phù giết tới, kỳ thật chỉ là hỗ trợ cho tên hỗn đản Khương Phàm kia. Vô Hồi Thánh chủ, ngươi lấn ta quá đáng. Ly Hỏa Thánh chủ giận dữ gầm thét. Ngực bụng kịch liệt nhấc lên, một cỗ huyết khí liền muốn xông lên cổ họng lần nữa. Xin Thánh chủ hạ lệnh, tuyên chiến Vô Hồi Thánh Địa.
Các điện giận dữ xin lệnh. Trước đó mặc dù có hoài nghi, nhưng không có chứng cứ trực tiếp, bọn hắn cũng chỉ là nghi ngờ. Bây giờ đã có thể hoàn toàn xác định, bọn hắn tuyệt đối không thể tha cho vô hồi thánh địa. Loại chuyện vô cùng nhục nhã này, bọn hắn nhất định phải hoàn lại gấp trăm lần. Ta còn có một việc, có thể chứng minh lời chúng ta nói, không phải phỏng đoán, mà là sự thật. Chúng ta cam đoan trăm phần, chính là Khương Phàm ngụy trang thành Diêm Lâu. Hoa Vị Ương nhìn xuống sợ hãi cùng áp lực, bò lên phía trước hai bước, cao giọng bẩm báo. Nói, Đường Thiết Bình khí thế đại thịnh, gắt gao tiếp cận Hoa Vị Ương. Diêm Lâu trong tay Khương Phàm. Ngươi có thể xác định. Vô cùng xác định, bởi vì Khương Phàm từng ở trong vô hồi thánh địa ép buộc ca ca ta thẩm vấn qua Diêm Lâu, không có gì bất ngờ xảy ra, đó là chuẩn bị để vào Ly Hỏa thánh địa. Nhưng Diêm Lâu sống hay chết, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Hoa Vị Ương quay đầu nhìn Hoa Vị Ương. Hoa Vị Ương cố gắng chấn định, nói lại kỹ càng tình huống lúc đó, lại nói. Sở dĩ Khương Phàm có thể ngụy trang rất đúng chỗ, không chỉ có từ Diêm Lâu mà còn từ người ngoài. Ai? Phượng gia, Phượng Bảo Nam. Vì sao, ngươi có phụ trách mỗi câu ngươi nói? Trước khi Khương Phàm tiến vào Thiên Khải bí cảnh, từng tại thành Thiên Khải đả thương Lục Thanh Tuyệt, Lục gia, lại cùng Diêm Lâu trở mặt, còn cùng Thái Long của Linh Kiếp Thánh Địa giao thủ. Lúc ấy huyên náo rất oanh động, cơ hồ đều biến thành mục tiêu công kích, hết lần này tới lần khác Phượng gia ra mặt đón Khương Phàm đi. Khương Phàm sớm rời khỏi Thiên Khải bí cảnh lại trực tiếp tìm tới Phượng gia. Ta không thể cam đoan Khương Phàm cùng Phượng gia có liên hệ trực tiếp gì. Nhưng, sau khi ta bị Phượng Bảo Nam bắt lấy, đã từ trong miệng ta hỏi thân phận thật của Khương Phàm, nhưng vẫn tới kết giao. Không khí trong Diêm La Điện trở nên ngột ngạt. Thánh chủ Ly Hỏa quyết định. Giấu tin tức cho ta, đừng cho người của Thánh Địa biết, cũng đừng nóng lòng tuyên chiến với vô hồi Thánh Địa, càng không nên đến thành Thiên Khải bắt đệ tử vô hồi Thánh Địa, chúng ta coi như cái gì cũng không biết. Vì sao? Bọn người Đường Thiết Bình khó có thể tin được mà nhìn Thánh Chủ. Ly Hỏa Thánh Địa hừ lạnh. Chúng ta nhất định phải tuyên chiến vô hồi Thánh Địa, nhưng không phải bây giờ. Trước khi chúng ta chính thức khai chiến, trước tiên phải trọng thương vô hồi Thánh Địa, lại triệt để hủy diệt nó. Đường Thiết Bình và các điện chủ thất điện cùng kêu lên hành lễ. Xin Thánh Chủ chỉ rõ. Diêm La Điện, Võ Cực Điện, hai điện bí mật tập kết, lấy danh nghĩa của ta. Lại mời một số cường giả đến đây, trà trộn vào đại hoang cho ta, nhất cử hủy đi đại hoang thâm uyên. Ta muốn đòn lại trả đòn, để ác linh hắc ám đại hoang nuốt hết toàn bộ La Phù Sơn Mạch. Thánh chủ Ly Hỏa dữ tợn, mặt đầy lệ khí. Bạch Trầm Hương bỗng nhiên biến sắc. Dẫn bạo đại hoang. Nếu như đại hoang thâm uyên bị thương, vô hồi thánh địa tất nhiên sẽ chịu tổn thất nặng nề, ác linh hắc ám càng sẽ tràn qua M Dương Hà, nuốt hết La Phù. Càng sẽ nuốt hết toàn bộ khu vực Đông Nam Tân Hải. Nếu như thành công, ngàn vạn sinh linh sẽ bị hắc ám nuốt hết. Ánh mắt bọn người Hoa Vị Ương lắc lư, thật ác độc. Không hổ là chủ nhân thánh địa. Đường điện chủ các ngươi có ở đây không? Trời tối người yên, sau khi Bạch Trầm Hương trang điểm đã đi tới trước tẩm điện chuyên thuộc về điện chủ phía sau Diêm La Điện. Điện chủ vừa trở về, bận bịu cả ngày, mệt mỏi, có chuyện gì ngày mai lại đến đi. Bọn thị vệ ngăn nàng lại, ngữ khí lạnh nhạt. Bạch Trầm Hương nói. Còn xin thông báo đường điện chủ, nói Bạch Trầm Hương ta có chuyện quan trọng cần gặp. Trước điện hừ lạnh. Nghe không hiểu tiếng người sao. Ngày mai lại đến. Sắc mặt Bạch Trầm Hương hơi trầm xuống. Các ngươi có thể đại biểu ý tứ đường điện chủ. Chúng ta không đại biểu được điện chủ, nhưng chúng ta có thể đại biểu sau lưng cánh cửa này, lui ra. Ánh mắt bọn thị vệ lạnh lẽo. Đe dọa nhìn Bạch Trầm Hương, đối đãi nữ tử tới từ La Phù Sơn Mạch này, bọn hắn không có bất kỳ ý khách khí gì. Bạch Trầm Hương tức giận. Thời điểm trước khi vừa tới Ly Hỏa Thánh Địa, trước cửa Thánh Địa đã bị gây khó khăn đủ đường. Suýt chút nữa xem như mật thám, bắt lại xử tử. Thời điểm đi đến Thánh Địa muốn gặp Đường Thiết Bình, lại đợi dòng dã 2 ngày. Trong 2 ngày ngay cả nước bọt cũng đều không có người đưa tới. Hôm nay rốt cuộc cũng được thánh địa cao tầng coi trọng, coi là lại nhận lễ ngộ, nhưng đi đến tẩm điện Đường Thiết Bình lại còn bị ngăn cản. Bạch Trầm Hương xem như đã lĩnh giáo được sự cao ngạo của thánh địa. Ta hôm nay nhất định phải nhìn thấy đường điện chủ, thật muốn náo lên, ta xem đường điện chủ rốt cuộc sẽ trách phạt ai.
ánh mắt Bạch Trầm Hương sáng tỏ, tóc dài bay lên, khí tức cường thịnh từ toàn thân tràn ngập. Là nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông, nàng có thực lực linh hồn cảnh bát trọng thiên, hoàn toàn áp chế được bọn thị vệ trước mặt. Ngươi còn muốn uy hiếp chúng ta? Vậy cứ thử một chút. Đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng nói nhảm, đi thử một chút. Bọn thị vệ chau mày, cưỡng ép rằng qua một lát, vẫn phái người đi đến thông báo. Không nói chuyện gì. Đường Thiết Bình đều chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Không có, chỉ là kiên trì muốn gặp ngài. Thị vệ ngoài điện cẩn thận từng ly từng tí, sợ chọc phải vị điện chủ tính khí nóng nảy này của bọn hắn. Để cho cô ta đi đến đây. Đường Thiết Bình khoác y phục, đi tới trong phòng khách. Đường điện chủ, các ngươi thật muốn hủy Đại Hoang Thâm Uyên sao? Bạch Trầm Hương ở ngoài cửa, sau khi hơi chỉnh lý lại liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đè xuống phần tức giận kia, đổi thành vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Cái này còn có thể giả. Dìm nước thánh địa, nhục nhã thánh chủ, xem Ly Hỏa thánh địa chúng ta làm con khỉ để đùa nghịch. Thánh chủ nói rất đúng, chúng ta phải dùng đòn lại trả đòn. Để Vô Hồi thánh địa biết bọn hắn rốt cuộc đã chọc ai. Dẫn bạo Đại Hoang Thâm Uyên cũng chỉ là bắt đầu, chúng ta còn muốn san bằng Vô Hồi thánh địa, bắt sống Vô Hồi thánh chủ, còn có cái tên tạp chủng Khương Phàm kia. Đường Thiết Bình nhớ tới Khương Phàm và Vô Hồi thánh chủ liền dâng lên lửa giận. Đây không chỉ là sỉ nhục Ly Hỏa thánh địa, càng là sỉ nhục hộ giả Ly Hỏa thánh địa là hắn đây. Đường điện chủ trước bất giận, là Vô Hồi thánh địa không biết sống chết, Ly Hỏa thánh địa xử trí như thế nào đều không đủ. Vừa vặn cũng mượn cơ hội này, hiện ra thực lực cùng tư thái Ly Hỏa thánh địa, để thánh địa thiên hạ đều biết, nơi này không chỉ là thánh địa luyện đan, nơi này có năng lực đánh trả bất cứ người nào khiêu khích. Bạch Trầm Hương đi đến gian phòng, gót sen uyển chuyển, dáng dấp yểu điệu. Làm bộ đánh giá bố trí xung quanh gian phòng, lắc eo, không để lại dấu vết hiện ra từng góc độ dáng người uyển chuyển của mình. Thời gian dường như đã quên lãng nàng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Dung nhan tuyệt mỹ, tư thái linh lung chập trùng, hoàn toàn không thua gì thiếu nữ, nhưng lại có vận vị thành thục mà thiếu nữ không có. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Đường Thiết Bình không nhìn được mà nhìn Bạch Trầm Hương, hắn cũng không có tâm tư nói chuyện phiếm với ai. Tuy nhiên, không nhìn thì không sao, nhìn một chút, mơ hồ phát giác được cái gì đó. Nữ tử này hình như vừa tắm rửa qua, y phục còn rất ít ỏi, da thịt trắng nõn trơn nhẵn như ngà voi, thật giống như cố ý ăn mặc như thế. Lúc gặp mặt ban ngày chỉ lo tức giận, còn không có cẩn thận thưởng thức qua nhị trưởng lão Xích Tiêu Tông này. Bên trong Đại Hoang Thâm Uyên rốt cuộc có cái gì? Bạch Trầm Hương phát hiện mình đã gây chú ý cho Đường Thiết Bình, cố ý nghiêng người đối mặt hắn. Mặc kệ nơi đó có cái gì, chỉ cần phá hư phong ấn Vô Hồi thánh địa duy trì liền có thể dẫn bạo Đại Hoang. Đường Thiết Bình càng nhìn càng cảm giác Bạch Trầm Hương đã có chuẩn bị trước khi đến, cũng không khách khí thưởng thức. Từ hai chân thon dài thẳng tắp, nhìn thấy một vòng eo uyển chuyển. Từ núi non trùng điệp, nhìn thấy Bạch Ngọc hoàn mỹ. Lại hướng lên, tóc dài như thác nước, cái cổ trắng ngọc như tuyết, một đôi mắt tràn ngập sóng nước sáng tỏ chọc lòng người. Bạch Trầm Hương quay người đối mặt với Đường Thiết Bình, thể hiện mình càng tốt hơn. Các ngươi chuẩn bị thế nào? Diêm La Điện cùng Võ Cực Điện sẽ chuẩn bị cẩn thận, mấu chốt là những bằng hữu của Thánh Địa, cẩn thận trọng chọn lựa. Đã phải có thực lực, còn phải có thể tín nhiệm. Muốn chuẩn bị kỹ càng, đoán chừng phải 10 ngày. Chân chính dẫn bạo Đại Hoang. Cụ thể phải sau nửa tháng. Ánh mắt Đường Thiết Bình tràn đầy tính xâm lược, không chút kiêng kỵ mà thưởng thức. Bạch Trầm Hương bị Đường Thiết Bình chằm chằm đến toàn thân phát nhiệt, thanh âm đều xuất hiện từng tia từng thanh âm rung động. Ta có một đề nghị, không biết Đường điện chủ có nguyện ý nghe hay không? M thanh mỹ diệu rung động thắng qua tất cả mãnh dược, Đường Thiết Bình rung động trong lòng, một cơn sóng nhiệt nóng hổi từ đan điền mãnh liệt lan tràn ra, quét sạch toàn thân. Hắn đã không nhớ nổi đã bao nhiêu năm không có hưởng thụ qua nữ tử, một là bận rộn, một là khinh thường, nhưng không biết thế nào, nữ tử trước mắt hắn đây lại khơi gợi lên kích tình của hắn đã lâu. Ngồi xuống đây nói, Đường Thiết Bình vỗ vỗ ghế bên cạnh mình. Nữ tử này quốc sắc thiên hương, trong lúc giơ tay nhấc chân vận vị chọc người, càng nhìn càng động tâm. Bạch Trầm Hương chậm rãi đứng dậy, ngồi xuống cạnh bên Đường Thiết Bình, đường cong lả lướt, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Da thịt trắng tuyết tựa như tổ yến, vừa sáng tỏ vừa mịn dính. Đường Thiết Bình hít mùi thơm nồng đậm một hơi thật dài,
hai tay mở ra, trực tiếp ôm Bạch Trầm Hương vào trong ngực. Từ từ nói, chúng ta có nhiều thời gian. Bạch Trầm Hương run rẩy thân thể mềm mại, nhưng vẫn thuận thế rúc vào trong ngực hắn. Ta luôn cảm thấy Đại Hoang Thâm Uyên không đơn giản, vì lý do an toàn, không ngại phái ra chi đội cảm tử, đi trước tìm hiểu tình hình. Võ Cực Điện đưa ra đề nghị này, cụ thể do Diêm La Điện chúng ta chọn phái tử sĩ đi chấp hành. Đường Thiết Bình càng hài lòng hơn, nữ tử này không chỉ có mê người, còn rất có ý nghĩ. Còn có thời gian hành động, ta đề nghị phải chờ tới sau một tháng. Vì sao? Sau một tháng nữa, chính là thời gian Lang Gia Hoàng Triều cùng La Phủ Sơn Mạch giao chiến. Đến lúc đó, Vô Hồi Thánh Địa chắc chắn phân ra tinh lực đến nơi đó, cũng sẽ từ Đại Hoang điều người ứng phó ngoài ý muốn, chúng ta hành động sẽ thuận lợi hơn. Mà, Bạch Trầm Hương còn chưa nói xong, Đường Thiết Bình đột nhiên chặn ngang ôm lấy nàng, đè ầm ầm ở trên mặt bàn. Mà cái gì? Thời điểm Đại Hoang Thâm Uyên bị nổ tung, chính là mấu chốt của cuộc hỗn chiến giữa La Phủ cùng Lang Gia, Vô Hồi Thánh Địa muốn triệu tập La Phủ ứng phó hắc ám, cũng vô năng. Ô ô ô, Bạch Trầm Hương lại bị thô lỗ cắt ngang. Huyết mạch toàn thân Đường Thiết Bình căng phồng, không kịp chờ đợi mà xé mở y phục triển khai hành động. Hỗn chiến kịch liệt, hò hét cao vút, vang vọng tầm điện. Cách sân nhỏ hơn 100 mét, bọn thị vệ trấn thủ bên ngoài đều nghe được âm thanh. Trượng phu Bạch Trầm Hương đã chết 10 năm. Đường Thiết Bình càng là 20-30 năm chuyên chú vào võ pháp cùng Diêm La Điện. Đột nhiên nhóm lửa nhiệt tình, cơ hồ muốn đem hai người đốt thành cho bụi. Thanh âm cuồng loạn, chiến đấu như mưa to gió lớn, để thị vệ phía ngoài đều nghe được mà kinh tâm động phách. Nữ tử này, bọn thị vệ chau mày, sắc mặt vô cùng quái dị. Chuyện quan trọng của nữ tử này chính là hiến thân. Điện chủ cường thế lại lãnh khốc của bọn hắn lại bị thông đồng. Thì ra điện chủ thích nữ tử như vậy. Nghe động tĩnh bên trong, giống như không phải là ưa thích bình thường, đây là muốn tươi sống xé rách Bạch Trầm Hương sao? Cô nương này thật tâm cơ. Vậy mà lại nghĩ đến thông qua phương thức như vậy thay đổi vận mệnh. Điện chủ sẽ bị mê hoặc sao? Hình như cũng không cần mê hoặc, dù chỉ là gây nên hứng thú, xem nàng như đồ chơi liền có thể để các đệ tử và trưởng lão trong Ly Hỏa Thánh Địa thay đổi thái độ đối với Bạch Trầm Hương. Dù sao điện chủ cũng nắm trong tay chi đội săn giết mạnh nhất Ly Hỏa Thánh Địa, nắm trong tay hình pháp đại quyền của Ly Hỏa Thánh Địa. Nếu như Bạch Trầm Hương lại hơi biểu hiện ra chút nhạy bén, trở thành tâm phúc trợ thủ của điện chủ, nói không chừng còn có thể chính thức gia nhập Ly Hỏa Thánh Địa, trở thành nhân vật quan trọng trong Diêm La Điện. Nữ tử thật đáng sợ. Bọn thị vệ âm thầm than thở. Bên ngoài vương quốc hắc ám, Khương Phàm đứng trên một tòa đàn tế rộng rãi, ngước nhìn tượng đá vạn trượng trước mặt. Tượng đá đó là Lý Hương Quân, nhưng thiếu đi mấy phần trang trọng, nhiều hơn mấy phần bá thế. Ánh sáng cuồn cuộn, nở rộ kéo dài, thanh thế cực kỳ to lớn, giống như biển động mãnh liệt liên miên bất tuyệt quét sạch bốn phương tám hướng. Mấy chục dặm bên ngoài, năng lượng hắc ám không ngừng lao nhanh ra, nóng nảy, điên cuồng, giống như mãnh thú hoang cổ muốn từ trong hư không vô tận lao ra. Ánh sáng cùng hắc ám ở nơi đó va chạm, thanh âm ù ù chấn thiên động địa. Bầu trời vặn vẹo, đại địa oanh minh, như đều muốn để mảnh thế giới này bị hủy diệt. Mỗi khi màn đêm biến mất, ánh sáng trở về nhân gian, pho tượng Lý Hương Quân Thánh Chủ nở rộ thánh quang sẽ tăng vọt gấp đôi. Năng lượng hắc ám sẽ bị tiếp tục áp chế, lui về vực sâu 500 dặm. Phong ấn không gian cũng sẽ liên tiếp mở ra, người liền có thể tiến vào. Vô Hồi Thánh Địa có hơn 30 vị trưởng lão, hơn 2.000 đệ tử, toàn bộ tụ tập tại phía trên tòa tế đàn này. Tế đàn giống như vậy còn có 3 tòa, phân biệt trấn thủ ở 4 phương vị ngoài hắc ám thâm uyên, là năng lượng thánh quang phong ấn nguyên tuyền. Là sau khi trời sáng ta đi đến đó, trước khi trời tối nhất định phải trở về sao? Khương Phàm hỏi trưởng lão bên cạnh. Cũng chính là đại đệ tử Túc Lão Ngụy Thiên Thu, Vũ Văn Hùng. Một trong song long vô hồi, địa long. Tuy nhiên vị địa long này không còn là ấu long, mà là linh hồn cảnh đỉnh phong siêu cấp chiến long, là lực lượng trung kiên dưới trướng Túc Lão Vô Hồi Thánh Địa. Nếu như có thể đạt được cơ duyên, vượt qua sinh tử cảnh, sẽ chính thức tiếp nhận Ngụy Thiên Thu, trở thành Vô Hồi Túc Lão mới. Cho nên địa vị của hắn tại Vô Hồi Thánh Địa cực cao. Mấy năm trước đã bắt đầu phụ trách trấn thủ tòa tế đàn này. Bên trong hắc ám thâm uyên cũng có pho tượng Lý Hương Quân Thánh Chủ, còn bố trí cấm khu thánh quang đặc thù.
Mặc kệ là ban ngày hay là đêm tối, bọn chúng đều có thể chống cự hắc ám, nếu như gặp phải nguy hiểm, hoặc có thể là màn đêm buông xuống, trốn đến nơi đó liền có thể cam đoan an toàn. Tuy nhiên ta đề nghị, vì là lần đầu tiên ngươi đi đến, tùy tiện nhìn chút thôi, tương lai có rất nhiều cơ hội đi đến thăm dò. Vũ Văn Hùng nhìn Khương Phàm ở bên cạnh, trên khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc khó lộ ra được mấy phần tươi cười. Tiểu gia hỏa này mà thật sự có thể để cho người ta kinh hỉ. Đánh bại Hàn Ngạo, còn thuận tiện ngược tên chiến Phật phách lối Chí Tôn Thánh Địa kia. Thật nở mày nở mặt. Tịch Nhan ở bên trong à. Thời điểm Khương Phàm ở Vương quốc Hắc Ám bái phỏng cung điện Vô Hồi Thánh Địa, không có gặp qua Tịch Nhan, hỏi qua đệ tử khác, nhưng bởi vì chuyện Hàn Ngạo, không ai cho hắn sắc mặt tốt. Bị Bạch Nguyệt Túc lão mang vào Hắc Ám Thâm Uyên, ngươi không cần lo lắng, các nàng rất tốt, không có gì bất ngờ xảy ra, các nàng đã chính thức là quan hệ thầy trò. Khi đang nói chuyện, màn đêm thế giới bên ngoài biến mất, ánh sáng trở về nhân gian. Pho tượng Lý Hương Quân giống như được phục sinh, chậm rãi động thân, triển khai hai tay, tiếp dẫn ánh sáng thiên địa hội tụ ở đây. Ánh sáng nở rộ tiếp tục tăng vọt, càng phát ra cuồng bạo, liên miên bất tuyệt đụng chạm lực lượng hắc ám ở xung quanh, phá hủy lít nha lít nhít ác linh oán niệm. Thanh thế to lớn, đinh tai nhức óc. Khương Phàm rung động nhìn quang minh cùng hắc ám giao phong, như thiên băng địa liệt, vạn vật bị hủy diệt, lại như trăm vạn hùng binh, kim qua thiết mã. Khó có thể tưởng tượng được, cảnh tượng như vậy lại diễn ra mỗi ngày. Trời đã sáng, ta đưa ngươi đi đến đó. Vũ Văn Hùng đã sớm tập thành thói quen, chờ sau khi Hắc Ám hoàn toàn bị ép về Hắc Ám Thâm Uyên, hắn tự mình mang theo Khương Phàm rời khỏi tế đàn, nhắc nhở hắn chuyện phải chú ý khi vào vực sâu. Các đệ tử và trưởng lão còn lại thì lần lượt tản ra, tuần sát các nơi, kiểm tra phong ấn thánh quang giam cầm Hắc Ám Thâm Uyên. Tại biên giới Hắc Ám Thâm Uyên có một cái giếng sâu cổ lão. Hắc ám, giá lạnh, giống như sâu không thấy đáy. Nơi này chính là mật đạo không gian, có thể đưa ngươi vào Hắc Ám Thâm Uyên. Nhớ kỹ những lời ta nói, đặc biệt là không nên xâm nhập đến ngoài trăm dặm. Sau khi Vũ Văn Hùng thận trọng nhắc nhở đã phá bỏ phong ấn trên giếng cổ. Hai ngày sau liền sẽ trở về. Khương Phàm thả người nhảy xuống, biến mất trong nháy mắt. Quang ảnh lấp lóe, nhanh chóng bay lượn. Khương Phàm rất nhanh đã khống chế được thân thể, hắn lao xuống phía dưới, nhanh chóng thông hướng vực sâu vô tận. Khi quang ảnh biến mất, hắn xuất hiện ở trong phế tích một chỗ hoang vu. Đại Hoang, Thâm Uyên. Khương Phàm nhìn qua, thông đạo, mình rơi xuống, hắc ám cuồn cuộn, cường quang ẩn hiện, bị khói đen nặng nề che phủ lấy, bàng bạc uy thế tràn ngập khắp hoang dã. Giống như là núi lửa to lớn treo ngược. Cảnh tượng rung động treo ở trên đỉnh đầu. Khương Phàm mang theo tàn đao, nhìn xung quanh. Nơi này cũng không phải là hắc ám giá lạnh trong tưởng tượng của hắn, ngược lại bầu trời lại sáng rực tự nhiên, thật giống như ánh trăng. Đó là ánh sáng thánh quang bình chướng. Nhìn cường quang cuồn cuộn từ bên ngoài, nơi này lại yếu ớt đến bình tĩnh. Giống. Ba con sư thú thú toàn thân màu kim hoàng từ bầu trời mở tối nhanh như tên bắn mà vụt qua, bọn chúng có đầu ưng. Cánh ưng, thân sư, đuôi sư, lông vũ giống như hoàng kim lóe ra tia sáng tôn quý, cánh chim trải dài đến 8 mét, cuốn lên cuồng phong mãnh liệt, chở các trưởng lão vô hồi lướt qua trời cao. Bọn chúng chú ý tới Khương Phàm, nhưng cũng không có để ý tới, rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm. Sau đó không lâu, nơi xa bộc phát ra tiếng chém giết kịch liệt, đại địa oanh minh, kim quang lấp lóe, tiếng gào thét thê lương như ẩn như hiện. Khương Phàm đột nhiên giật mình. Xoay người lại, trong chốc lát, một gương mặt quái vật dữ tợn đột nhiên đánh tới phía hắn. Giống như là một hắc con hầu tử không lông, răng nanh sắc nhọn, toàn thân mang theo sát khí tà ác. Khương Phàm nâng đao trong nháy mắt, đối diện bổ quái vật ra. Nhưng, sau khi quái vật rơi xuống trên mặt đất, nó lại nhanh chóng nhấp nhô, biến thành hai con hắc hầu tử, lại bổ nhào tới hắn. Khương Phàm nhíu mày, chấn khởi hai cỗ kim viêm nuốt sống quái vật. Quái vật thét lên thê lương, rất nhanh đã bị đốt thành cho bụi. Đến đây, Khương Phàm hét lớn, liệt diễm cuồn cuộn, ngưng tụ ra mấy trăm đạo kim tinh bạo kích. Bọn quái vật đang phóng tới từ bốn phương tám hướng tới bị đánh trúng, bên trong kim viêm bắn nổ đã tan thành mây khói. Chi chi chi, trong bóng tối nơi xa, số lượng lớn quái vật chấn kinh rút đi. Những thứ này chính là ác linh. Khương Phàm khẽ nhíu mày.
cất bước đi xuống bệ đá. Nhưng, linh hồn đột nhiên xuất hiện cảm giác hồi hộp nhỏ xíu, chu tước linh nguyên trong khí hải dương cánh gáy to, quấy kim quang cuồn cuộn trong khí hải. Xảy ra chuyện gì? Khương Phàm kinh ngạc lui về bệ đá. Loại cảm giác này hoàn toàn biến mất, chu tước linh nguyên cũng khôi phục lại bình tĩnh. Khương Phàm cẩn thận cảm nhận một lát, lần nữa đi xuống bệ đá. Cảm giác hồi hộp lại xuất hiện lần nữa để cho toàn thân đều nổi lên lông tơ. Chu tước linh nguyên lại bay lên, vô cùng sao động. Khương Phàm chau mày, từ từ đi về phía trước. Cảm giác hồi hộp càng ngày càng rõ ràng, chu tước linh nguyên cũng càng sao động. Khi Khương Phàm đi lên phía trước hơn 100 mét, huyết khí toàn thân đều nóng lên. Linh hồn của ngươi. Tiếng đan hoàng vang lên trong ý thức Khương Phàm. Giống như đang nhận lấy một loại kích thích nào đó. Sợ sệt sao? Sau khi Khương Phàm cẩn thận cảm nhận, nhẹ giọng nói nhỏ. Càng giống là cảnh giác. Tốt nhất ngươi nên rời khỏi nơi này. Đan hoàng nhắc nhở Khương Phàm. Ta hẳn là nên đi lên phía trước. Trước đó Khương Phàm suy đoán Đại Hoang Thâm Uyên có quan hệ với một trận chiến tại Đăng Thiên Kiều ở tiền thế. Có thể băng diệt Đại Hoang Thánh Địa, hình thành hắc ám bạo động ngàn năm, nguồn năng lượng kia hoàn toàn áp đảo trên Thánh Địa. Có thể là cấp bậc hoàng tộc. Nhưng trong trí nhớ ở kiếp trước khi Đăng Thiên Kiều phát sinh, Thương Huyền Đại Lục đã bình tĩnh hơn mười mấy năm, không có năng lượng hoàng tộc đặc biệt mạnh uy hiếp Thương Huyền. Trước đó chỉ là suy đoán, hoặc là chờ mong. Bây giờ xem ra, thật có thể là đã đoán đúng. Thái Dương diệu thế. Khương Phàm thôi động kim viêm linh văn, liệt diễm cuồn cuộn, kim quang hừng hực, giống như là chu tước dục hỏa, phóng lên tận trời, quay quanh thành một vòng sáng chói khuếch tán trên đỉnh đầu. Ánh sáng nở rộ, chống lên ánh sáng bình chướng hơn 100 mét. Khương Phàm thở sâu, đón nhận cái cảm giác kích thích kia. Linh hồn càng ngày càng kích động mãnh liệt để toàn thân dùng mình. Chu tước linh nguyên gáy to không ngừng, thậm chí chủ động hóa thành sợi tơ, xông về toàn thân, quấn chặt lấy linh hồn. Nhưng thay đổi rõ ràng nhất đến từ huyết dịch. Huyết dịch nóng hổi, lao nhanh khắp toàn thân như muốn đốt thấu huyết nhục, nhưng kích thích khác biệt so với linh hồn chính là, huyết dịch thay đổi lại truyền đến kích động. Khương Phàm cất bước phóng tới. Cuối cùng là triển khai hai cánh, nhanh chóng lướt qua giữa không trung. Số lượng lớn ác linh khóa chặt Khương Phàm, lại kiêng kỵ ánh sáng của mặt trời. Khương Phàm. Trong phế tích tại Hoang Nguyên, Thánh Phật nhìn bóng người vàng óng xẹt qua giữa không trung, vừa nhìn đã biết ngay thân phận. Hắn và Chiến Phật không chỉ có thể dùng chung năng lượng, còn có thể liên hệ ý thức. Cánh chim màu vàng óng, Thái Dương màu vàng. Chính là đệ tử thân truyền Vô Hồi Thánh Chủ, Khương Phàm. Khi Thánh Phật phát hiện Khương Phàm, Chiến Phật ở xa xa trong vương quốc hắc ám nhanh chóng truyền đến tiếng gầm giận dữ. Giết! Không được! Thánh Phật lắc đầu. Nơi này là hắc ám thâm uyên, tà ác giá lạnh, đối với năng lượng Thánh Phật của hắn có chỗ áp chế. Mà, nơi này lại là lãnh địa bị Vô Hồi Thánh Địa khống chế, không thích hợp ra tay. Đó là Khương Phàm sao? Tịch Nhan ở trong bóng đêm ngóng nhìn phương xa quang ảnh màu vàng nhanh chóng xẹt qua. Nhưng lại lắc đầu. Hẳn là Hoàng Kim Sư Thứ Thú. Tịch Nhan, phía trước có 7 ác linh, số lượng 330 con. Giết hết, 5 ác linh có được hồn linh, bắt lấy, ăn hết. Một lão ẩu gần đất xa trời ra lệnh cho Tịch Nhan. Tóc dài xám trắng rất thưa thớt, như cỏ dại theo gió mà động. Trong hốc mắt hãm sâu phát ra ánh sáng màu xanh, cái mũi cơ hồ muốn sụp đổ, bờ môi khô quắt, trên mặt là những nếp nhăn khô nứt nhăn nheo. Không có một chút nhan sắc nào. Nàng giống như một bộ thây khô, để cho người ta không rét mà run. Đáy mắt Tịch Nhan chợt hiện tinh mang, nhanh chóng lao thẳng đến hắc ám trước mặt. Hồn linh, ác linh tà ác có hồn khí, đối với linh hồn nàng có hiệu quả tẩm bổ rất mạnh. So với một ít linh hồn hay đan dược đều mạnh hơn. Phạm vi Đại Hoang Thâm Uyên đạt tới hơn 500 dặm, nhưng tương đối an toàn, được Vô Hồi Thánh Địa khống chế, còn có tia sáng yếu ớt. Chỉ có ngoại vi hơn 100 dặm. Càng đi sâu vào bên trong, ánh sáng càng ảm đạm, tà khí càng nồng đậm để cho người ta toàn thân khó chịu, ý thức hỗn loạn, giống như muốn lâm vào điên cuồng, bị ý niệm tà ác điều khiển. Sau phạm vi 100 dặm, thiên địa hoàn toàn lâm vào hắc ám, ánh sáng Khương Phàm thả ra đều bị nuốt hết. Hắc ám âm trầm thấu xương, sát khí ngập trời, ác khí tuôn ra cứ như đây là cấm khu của sinh linh, để cho người ta muốn lâm vào sụp đổ. Khương Phàm,
đây không phải nơi ngươi có thể tới. Trở về đi, rốt cuộc ngươi đang chấp nhất cái gì? Nơi này chưa chắc có cơ duyên ngươi muốn. Đừng lại tới phía trước nữa, ý thức của ngươi sắp hỏng mất rồi. Khương Phàm, Khương Phàm. Đan Hoàng không ngừng nhắc nhở Khương Phàm rời khỏi, khí tức sát lục đến từ hắc ám gần như ăn mòn linh hồn Khương Phàm, cũng ảnh hưởng đến hồn niệm hắn. Khương Phàm gắt gao cắn chặt hàm răng, kích thích linh nguyên hóa thành tơ vàng bảo vệ ý thức tùy thời muốn sụp đổ. Rốt cuộc, Khương Phàm đứng ở trong bóng tối vô biên, chống đỡ khí tức sát phạt tràn ngập đất trời, nhìn qua thế giới hắc ám ở phương xa, cũng chính là Thâm Uyên Ác Linh chân chính. Đó là cái gì? Khương Phàm rung động, toàn thân rùng mình. Nơi này đều là hắc ám, ánh sáng khó tiến được đến đây, lúc đầu cái gì đều không nhìn thấy. Toàn thân Khương Phàm sôi trào huyết khí lại tại giờ phút này đều hội tụ về hai mắt. Trong tầm mắt, hiện ra một hình ảnh kinh khủng. Ở bên ngoài hơn trăm dặm, sâu trong phế tích băng diệt, một cánh tay dài đến vạn trượng cầm một chiến thương cắm vào nơi đó, xuyên qua một thi hài to lớn. Toàn thân thi hài đen kịt, ma khí ngập trời, tử khí đầy đồng. Nó nằm nghiêng ơ trong phế tích, gắt gao bắt lấy cây giáo cắm nghiêng ở trên người, đầu lâu nâng lên, giống như đang gào thét với trời. Tiếng ma hống vô hình như đang chấn thiên động địa, vỡ nát thiên khung. Chiến thương vạn trượng, xích hồng yêu dị, khí tức sát phạt ngập trời, bên ngoài chảy dung nham giống như máu tươi, khoáng thế vĩnh tồn, mãi mãi không cạn. Liệp thần thương.